Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1236, cá lớn đến nay còn chưa mắc câu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, gần đây hắn luôn bận rộn, thật sự đang suy xét vấn đề này. Nhưng loại chuyện này liên quan đến đại cục toàn tỉnh, người có quyền quyết định cuối cùng vẫn phải là Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Vương Tử Quân ngồi hơn 10 phút thì rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ. Bây giờ Diệp Thừa Dân cũng chú ý đến những chuyện này, như vậy áp lực mà chú Lâm đang gánh chịu sẽ lớn thế nào? Lâm Trạch Viễn ngồi trên ghế salon trong phòng khách nghe tiếng hát trên radio. Lão căn bản là người cực kỳ bận rộn công tác, về đến nhà nghe vài khúc kinh kịch chính là phương pháp giải trí duy nhất. Nhưng khi công tác ngày càng nhiều thì cơ hội thản nhiên tự đắc như hôm nay căn bản là ngày càng ít đi, có đôi khi cả tuần cũng không có cơ hội ngồi yên nghe một bài kinh kịch. Lúc này Lâm Trạch Viễn đang mê mẩn nghe nhạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua số điện thoại, lão tiến lên tắt đài, sau đó nhận điện thoại. Sau khi mỉm cười hàn huyên hai câu thì lão cười nói với đầu dây bên kia, những chuyện này cứ theo đúng quy trình, nếu như cậu ấy xúc phạm kỷ luật đảng, tất nhiên sẽ có pháp luật trừng trị, nếu như không có, tôi tin tổ chức sẽ cho cậu ấy một sự công bằng. Lâm Trạch Viễn đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa đầu mình, trong lòng có chút phiền chán. Mặc dù lão vừa mới nghe đến chuyện này thì cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy thật sự là thiên hạ quá lớn chuyện gì cũng có, lão tin tưởng vụ này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, vì vậy mà tâm tình của lão luôn bình thản, căn bản không coi những lời đồn đãi này ra gì. Nhưng những cú điện thoại đến từ những người bạn lại làm cho tâm tình của lão chợt biến đổi, những người này đều làm cho lão sinh ra cảm giác nghiêm trọng, giống như một sự kiện vốn quá dễ dàng lại trở nên nghiêm trọng, giống như cảm thấy những cơn mưa rào kéo đến từ bốn phía đang muốn cắn nuốt chính mình. Lâm Trạch Viễn căn bản không thể không tiếp nhận những cuộc điện thoại kia, không thể không nói vài lời cảm tạ người ta, thế nhưng thật sự lại cảm thấy rất phiền vì những cuộc điện thoại này. Bố ăn chút hoa quả đi. Lâm Dĩnh Nhi bưng một mâm trái cây đến rồi dùng giọng ân cần nói. Lâm Trạch Viễn nhìn trán bóng loáng của con gái, lão chợt cười ha hả nói, cuối cùng vẫn là con gái thương bố, có con gái ở nhà đúng là quá tốt. Bố, những năm nay con không được ở nhà chăm sóc bố, lúc này con sẽ không đi đâu nữa. Lâm Dĩnh Nhi hờn dỗi cầm lấy một quả táo đưa cho Lâm Trạch Viễn, sau đó dùng giọng dịu dàng nói, bố, tin đồn sẽ nhanh chóng sụp đổ, bố đừng nghe người ta nói bậy. Con tin tưởng vào bố và bác Phương, nhưng... Lâm Dĩnh Nhi cũng không nói thêm, lúc này gương mặt lại đỏ ửng lên. Lâm Trạch Viễn biết tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi, lão vỗ vỗ lên vai con gái, sau đó dùng giọng như tính trước nói, Dĩnh Nhi, chuyện này con cũng không nên lo lắng vô cớ, nếu như sự việc cần bố phải chịu trách nhiệm, cho dù người khác không nói, bố cũng phải lên tiếng với tổ chức. Vâng, bố, con tin tưởng ngài. Nhưng thật sự không nghe được những lời nói bậy bạ của người ta. Lâm Dĩnh Nhi khẽ giải thích cho chính mình. Lâm Trạch Viễn mỉm cười với con gái, thế nhưng lúc này lão lại có chút hận Vương Tử Quân, tiểu tử này lại làm cho Lâm Dĩnh Nhi lo lắng bất an như vậy. Lâm Trạch Viễn nghĩ đến đây thì đưa quả táo lên miệng rồi an ủi, Dĩnh Nhi, con đừng lo, cậu ấy có thể xử lý tốt vụ này. Lâm Trạch Viễn nói làm cho Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt, sau đó nở nụ cười xấu hổ. Đây là một Lâm Trạch Viễn căn bản đã được gặp vô số hạng người, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ tâm tư của nàng. Triệu Tuấn Sơ đưa tay chống lưng mệt mỏi, hắn đã ngồi xuống bàn được một giờ, cảm thấy rất đau lưng, thỉnh thoảng nó còn kích thích thần kinh của hắn. Đây là bệnh cũ nhiều năm của Triệu Tuấn Sơ, lần này sau khi quay lại Giang Thị thì dù thế nào cũng phải giải phẫu cho tốt. Nửa tháng trước Triệu Tuấn Sơ vốn đã chuẩn bị giải phẫu cho cái lưng của mình. Thế nhưng vụ án đột nhiên xuất hiện ở thành phố Lữ Xuyên lại kéo hắn xuống, làm cho hắn khó thể nào thoát thân, cũng không phải là hắn là người cực kỳ chú ý đến công tác, thế nhưng có một số việc không làm không được. Lúc này trên bàn làm việc của hắn là một vài phần tư liệu về công ty đại dã quốc tế. Kết quả điều tra lần này trên cơ bản đã tính cả vị cục trưởng cục công thương và vài cán bộ tương quan, nhưng những thứ này căn bản không làm cho Triệu Tuấn Sơ thỏa mãn, vì con cá lớn căn bản còn chưa mắc câu. Triệu Tuấn Sơ biết rõ mục đích đến thành phố Lữ Xuyên của chính mình, vì vậy mà cảm thấy đầu óc căn bản vẫn luôn căng cứng. Mặc dù có một số việc mà chính hắn khó thể nào biết được nhưng ít nhất cũng cảm giác được vài phần, sự việc đang phát triển theo hướng có lợi cho người của mình. Ôi, Triệu Tuấn Sơ khẽ thở dài một hơi, hắn đẩy cửa sổ, một cơn sóng nhiệt phả vào mặt.
Bầu không khí ở thành phố Lữ Xuyên còn nóng hơn Giang Thị một chút, hắn đến Lữ Xuyên được 3-4 ngày, cảm thấy thứ không thích hợp nhất chính là bầu không khí nơi đây. Cố gắng nhịn 2 ngày nữa, 2 ngày sau sẽ không còn gì nữa. Triệu Tuấn sơ thầm an ủi mình một phen, hắn hít vài luồng không khí khô nóng, sau đó lại đóng cửa sổ lại. Khi hắn chuẩn bị quay về bàn làm việc của mình, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Tuấn sơ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lộ ra vài phần cung kính, hắn nhanh chóng bấm nút nghe rồi khẽ nói, chào bí thư Lý. Người được Triệu Tuấn sơ khách khí như vậy rõ ràng là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Chiết Giang, là Lý Đạo Toàn. Sau khi hắn mở miệng chào hỏi, chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy ôn hòa của Lý Đạo Toàn truyền đến từ đầu dây bên kia, Tuấn sơ, đã nghỉ ngơi chưa? Tôi đang xem xét vài văn kiện, sau khi xem xong thì sẽ đi nghỉ, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Triệu Tuấn sơ dùng giọng chú ý nói với người đầu dây bên kia. Lý Đạo Toàn ân cần hỏi, Tuấn sơ, công tác căn bản không thể làm hết ngay được, sức khỏe mới là vốn quý, anh cũng không nên ngã bệnh được. Triệu Tuấn sơ tất nhiên hiểu sự quan tâm của Lý Đạo Toàn chỉ là chút nghệ thuật lãnh đạo mà thôi, thế nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng cực kỳ cảm kích nói, cảm ơn bí thư Lý đã quan tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt chỉ thị của bí thư Lý, sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhanh chóng xử lý cho xong còn đi theo bí thư Lý xây dựng tỉnh Chiết Giang. Tiếng cười của Lý Đạo Toàn truyền đến từ đầu dây bên kia, tiếng cười có vẻ cực kỳ sảng khoái. Hai bên có quan hệ nửa năm qua, Triệu Tuấn sơ biết rõ Lý Đạo Toàn là hạng người gì, hắn biết những lời nịnh nọt bình thường của mình còn chưa đủ để cho lãnh đạo cười đắc ý như vậy. Có chuyện gì mà bí thư Lý vui vẻ như thế? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Triệu Tuấn sơ thầm cảm thấy đoán được vài phần. Nhưng có một số việc mà chỉ nên để trong bụng, thế cho nên Triệu Tuấn sơ không nói, chỉ bình tâm tĩnh khí đối phó với Lý Đạo Toàn. Tuấn sơ, chuyện kiến thiết xây dựng tỉnh Chiết Giang là của bí thư Hàn, nếu anh nói như vậy, tôi căn bản không thể tiếp tục ở lại tỉnh Chiết Giang được nữa. Giọng nói của Lý Đạo Toàn lại được truyền đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói này của Lý Đạo Toàn giống như đang nói đùa, thế nhưng Triệu Tuấn sơ lại mẩn cảm ý thức được Lý Đạo Toàn căn bản không có ý đùa giỡn với mình. Lời nói của đối phương căn bản là sự thật, chỉ là được che giấu trong lời nói vui đùa mà thôi. Chương 1237, một biện pháp rút củi đáy nồi. Bí thư Lý, dù ngài đi đâu thì tôi cũng tình nguyện ở dưới sự lãnh đạo của ngài. Khi cần tỏ thái độ thì căn bản không hàm hồ, Triệu Tuấn sơ biết nếu mình đi theo Lý Đạo Toàn thì sẽ căn bản không bao giờ bị bạc đãi. Lý Đạo Toàn cũng không nhắc đến chuyện này, khi Triệu Tuấn sơ đang cảm thấy trong lòng ngứa ngáy thì Lý Đạo Toàn lại nói sang chuyện khác, Tuấn sơ, tình hình thế nào rồi? Bí thư Lý, bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định có người của Cục Công Thương thành phố Lữ Xuyên có hành vi đi lại với công ty đại giá quốc tế. Thế nhưng căn cứ vào những thứ này còn chưa thể chứng minh Vương Tử Hoa có vi phạm kỷ luật. Triệu Tuấn sơ nói xong thì chợt cảm thấy giọng nói của mình căn bản là chưa đủ. Nhưng Triệu Tuấn sơ thật sự không ngờ Lý Đạo Toàn cũng không tỏ ra tức giận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, các anh cố gắng theo sát là được, tôi tin tưởng dù hồ ly có xảo quyệt thế nào cũng không thể đấu lại thợ săn được. Lời nói của Lý Đạo Toàn làm cho Triệu Tuấn sơ chợt kinh hoàng, hắn cho rằng Lý Đạo Toàn còn có ý nghĩ gì khác. Thế nên nhanh chóng lên tiếng chặn lời, bí thư Lý cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra, sẽ đưa tất cả phần tử vi phạm kỷ luật ra công lý. À, tôi tin tưởng bí thư Tuấn sơ có thể làm được, nhưng dù công tác có quan trọng thế nào thì sức khỏe cũng quan trọng. Bây giờ đã trễ rồi, anh nên đi nghỉ ngơi sớm. Lý Đạo Toàn nói thêm vài câu dặn dò rồi cúp điện thoại. Nếu như Lý Đạo Toàn không gọi điện thoại đến thì Triệu Tuấn sơ biết đâu sẽ đi ngủ sớm một chút. Thế nhưng lúc này hắn nào có thể ngủ được. Hắn dựa theo bản năng và cảm thấy Lý Đạo Toàn có chút khác thường, nhưng hắn không nói rõ chỗ nào không đúng, thật sự là khó nói nên lời. Triệu Tuấn sơ pha một ly trà đặc, hắn suy xét lại lời nói của Lý Đạo Toàn một lượt, thậm chí còn ghi chép lại để chú ý phân tích. Sau khi Triệu Tuấn sơ xem xét ba lượt, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hèn gì bí thư ô gì không hề coi trọng sự việc này. Thì ra có một số việc đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù Vương Tử Hoa có vi phạm kỷ luật hay không thì cũng rất tốt, lúc này những tổn thất liên quan đến công ty đại giá quốc tế đã thành hình, hơn nữa sự kiện cái chết của Tả Trung Minh càng đóng vào một cây đinh. Tuy ai cũng không dám nói gì trước khi cảnh sát giao thông phá án, thế nhưng bầu không khí trầm mặc lại gây ra áp lực rất lớn. Xem ra lần này Vương gia căn bản không còn vận may,
cho dù Vương Tử Hoa có thể may mắn thoát thân, thế nhưng dù là Vương Tử Hoa hay Vương Giải Phóng cũng không còn là nhân vật phong vân trong tỉnh Chiết Giang. Thậm chí còn làm ảnh hưởng đến người đã rời khỏi Chiết Giang như Vương Quang Vinh. Triệu Tuấn Sơ cũng tham gia lễ tang của Vương Lão Gia Tử, căn bản cảm thấy rất hâm mộ với ba vị cán bộ cấp phó bộ của Vương Gia, nhưng bây giờ tất cả xem ra là hăng quá hóa dở. Nhưng sự kiện này căn bản không liên lụy đến người có năng lực nhất, vì người ca căn bản đã rời khỏi Chiết Giang từ quá sớm, không có chút liên hệ nào. Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy nụ cười của người kia, hắn không biết vì sao cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên. Tuy đây chỉ là một phản ứng vô thức thế nhưng lại làm cho hắn sinh ra cảm giác hoảng sợ. Hoảng hốt, chính mình lại hoảng hốt vì một người đàn ông trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc qua. Triệu Tuấn Sơ chợt sờ lên mặt mình, hắn biết cảm giác hoảng hốt đại biểu cho thứ gì, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác sỉ nhục. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ngay sau đó lại không nhịn được phải lẩm bẩm, mình làm sao vậy? Không bao lâu nữa mình cũng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Tiếng gõ cửa thế này làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mất hứng. Hắn khẽ mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, chợt thấy phó chủ nhiệm Mộ Thuấn Hải của phòng giám sát số 3 đứng bên ngoài. Mộ Thuấn Hải là người cùng đi theo Triệu Tuấn Sơ từ thành phố Giang Thị, bọn họ đến đây tiếp nhận công tác của Tả Trung Minh. Mộ Thuấn Hải là một người đàn ông hơn 30 tuổi, trước kia cực kỳ cung kính với Triệu Tuấn Sơ, bây giờ hai bên càng thêm thân mật với nhau. Mộ Thuấn Hải biểu hiện như vậy có ý nghĩa là gì thì Triệu Tuấn Sơ căn bản là hiểu rất rõ ràng, căn cứ vào cảm giác đau khổ của Tả Trung Minh, Triệu Tuấn Sơ thật sự cảm thấy có thể nhìn thấu nội tâm của Mộ Thuấn Hải. Lúc này Mộ Thuấn Hải có chút hả hê, đồng thời còn có chút chờ đợi. Triệu Tuấn Sơ căn bản xem thường một người như vậy, nhưng công tác bày biện ra trước mắt, dù thế nào thì hảo hán cũng cần có người giúp đỡ, đừng nói đó là Triệu Tuấn Sơ. Thế cho nên căn bản không thèm quan tâm đến chút ý nghĩ nhỏ mọn của Mộ Thuấn Hải. Có việc gì, Triệu Tuấn Sơ căn bản cảm thấy bực mình vì Mộ Thuấn Hải chạy đến gõ cửa phòng của mình vào lúc này, gần đây hắn có phải là quá dễ dãi nên Mộ Thuấn Hải kia căn bản không xem ra gì hay không? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ muốn gõ đầu Mộ Thuấn Hải, thế cho nên ánh mắt hắn nhìn về phía đối phương có vài phần lạnh lẽo. Mộ Thuấn Hải giống như không cảm nhận được cảm giác bực bội của Triệu Tuấn Sơ. Hắn vội vàng khẽ nói, Bí thư Triệu, vừa nhận được một tin tức đến từ công ty đại giã quốc tế. Triệu Tuấn Sơ nhìn gương mặt dồn dập của Mộ Thuấn Hải thì cảm thấy nhất định là có chuyện không nhỏ, thế cho nên đối phương mới vội vàng chạy đến tìm mình. Nếu là trước kia thì Triệu Tuấn Sơ nhất định sẽ mời Mộ Thuấn Hải ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, nhưng bây giờ hắn đã hiểu được ý nghĩ của Bí thư Lý Đạo Toàn, thế cho nên cũng không còn tâm tư như vậy, mà chỉ có phản ứng nhàn nhạt khẽ cười nói với Mộ Thuấn Hải, đừng gấp. Từ từ nói. Mộ Thuấn Hải căn bản có chút buồn bực vì phản ứng của Triệu Tuấn Sơ, hắn hít vào một hơi rồi mới nói, Bí thư Triệu, vừa rồi nhận được tin tức từ công ty đại giã quốc tế, nói. Nói là vài người phụ trách kinh doanh của công ty đại giã quốc tế xuất hiện vấn đề, thế nên công ty đại giã quốc tế quyết định tiến hành điều chỉnh nhân viên, đồng thời cũng quyết định bỏ ra 2 tỷ đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, tiến thêm một bước thúc đẩy hạng mục đang dang dở ở thành phố Lữ Xuyên. Triệu Tuấn Sơ hồn nhiên như không thèm quan tâm đến lời nói của Mộ Thuấn Hải, hắn cảm thấy Mộ Thuấn Hải căn bản là chuyện bé xé ra to, có gì mà lo lắng. Công ty đại giã quốc tế điều chỉnh kinh doanh có liên quan gì đến tình huống phá án của bọn họ? Chuyện này, khi Triệu Tuấn Sơ chuẩn bị nói Mộ Thuấn Hải nên chú ý công tác, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong lòng hắn, thế là ly nước trên tay nhanh chóng rơi xuống bàn. Hắn nhanh chóng đứng lên rồi giật mình nhìn Mộ Thuấn Hải nói, anh nói cái gì? Tuy Mộ Thuấn Hải đã đi được hơn 10 phút thế nhưng tâm tư của Triệu Tuấn Sơ vẫn căn bản khó thể nào bình tĩnh lại được. Công ty đại giã quốc tế, không, phải là tin tức vừa nhận được căn bản quá kinh người, vì sao công ty kia lại tiếp tục bơm tiền. Như vậy thì hạng mục của công ty đại giã quốc tế ở thành phố Lữ Xuyên sẽ sống dậy. Chương 1237-2, biện pháp rút củi đáy nồi. Công ty đại giã quốc tế tiếp tục đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên. Điều này làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mình giống như bị hỏa thiêu. Hắn chợt sinh ra cảm giác không cam lòng, thế nhưng ngay sau cảm giác không cam lòng chính là cực kỳ vô lực. Sai lầm trong kinh doanh, Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến lời giải thích của công ty đại giã quốc tế mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ói máu. Dù sao thì công ty đại giã quốc tế cũng chỉ là một doanh nghiệp, bọn họ kinh doanh như thế nào từ phương diện nào đều không thể nào xuất hiện tình huống sai lầm mạnh như vậy được.
Lúc này bọn họ bỏ ra 2 tỷ để đền bù những sai lầm của mình, như vậy hạng mục chết sẽ nhanh chóng hồi sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không, hạng mục kia căn bản là chưa chết, rõ ràng là thay đổi sức sống, trở nên bừng bừng sức sống. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Triệu Tuấn Sơ thật sự cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn do dự giây lát rồi cầm điện thoại lên. Triệu Tuấn Sơ gọi điện thoại cho Lý Đạo Toàn, hắn biết lúc này Lý Đạo Toàn đã đi ngủ, nhưng sự kiện này xảy ra cần phải nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo. Sau khi điện thoại đổ vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nhàn nhạt của Lý Đạo Toàn. Lúc này trong đầu Triệu Tuấn Sơ vốn đã nghĩ kỹ nên nói thế nào với Lý Đạo Toàn, thế cho nên hắn nhanh chóng mở miệng báo cáo một lượt. Lúc đầu khi mới tiếp điện thoại thì Lý Đạo Toàn căn bản còn chưa tỉnh ngủ, hắn mê mẩn nghe Triệu Tuấn Sơ báo cáo công tác, nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo trở lại, một lúc lâu sau hắn cũng không nói gì. Sau khi trầm ngâm một lát thì cảm giác áp lực cực mạnh chợt tập kích toàn thân Triệu Tuấn Sơ, lúc này Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mình giống như sắp chết dưới áp lực như vậy, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lấy điện thoại, căn bản không dám lên tiếng. Không biết bao lâu sau thì tiếng thở dốc truyền đến. Điều này càng làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy lo lắng, vì hắn biết tiếng thở dốc kia có ý nghĩa là gì. Khi Triệu Tuấn Sơ chuẩn bị mở miệng an ủi người ở đầu dây bên kia, chợt nghe thấy Lý Đạo Toàn mở miệng, nhưng lúc này chỉ có 3 chữ, đi ngủ đi. Đi ngủ đi, đối với đa số mọi người thì 3 chữ này căn bản chỉ là cực kỳ bình thường, thậm chí hầu như mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Thế nhưng lúc này 3 chữ này rơi vào trong tai lại làm cho Triệu Tuấn Sơ sinh ra cảm giác bi thương. Triệu Tuấn Sơ rất muốn hỏi người ở đầu dây bên kia là tại sao như vậy, thế nhưng phía bên kia đã cúp máy. Chính mình nên làm gì bây giờ? Chính mình có thể làm được gì bây giờ? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Tuấn Sơ, hắn nhanh chóng xoay người, sau đó trong đầu chỉ còn lại 3 chữ, đi ngủ thôi. Nếu không còn gì để làm, không bằng thành thật đi ngủ, nhưng hôm nay bí thư Lý sao có thể ngủ được? Chính Triệu Tuấn Sơ đến với xu thế ngàn quân áp đỉnh. Thế nhưng không ngờ người ta chỉ cho ra một chiêu đã công phá tất cả thành lũy của mình. Đúng là rút củi đáy nồi. Triệu Tuấn Sơ thầm cảm khái, hắn không tự chủ được phải suy đoán là ai ra tay như vậy. Dòng suy nghĩ của hắn căn bản làm cho cảm giác buồn ngủ chợt biến mất, căn bản lại cảm thấy khó thể nào đi ngủ được. Khi Triệu Tuấn Sơ đang mê hoặc thì một gương mặt trẻ tuổi với nụ cười thường trực trên môi lại xuất hiện trong đầu, làm cho hắn càng cảm thấy tâm tư giá lạnh. Triệu Tuấn Sơ có thể đi ngủ nhưng Lý Đạo Toàn lại căn bản không thể ngủ được. Hắn đặt điện thoại xuống và càng suy sụp tinh thần hơn cả Triệu Tuấn Sơ. Tuy Triệu Tuấn Sơ là người dẫn quân xuống điều tra, thế nhưng đây chỉ là chức trách, nhưng còn mình thì thế nào? Lý Đạo Toàn nghĩ đến những cuộc điện thoại an ủi vừa rồi mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn biết rõ phong cách của người vừa an ủi chính mình, khi muốn phê bình một người thì căn bản luôn xem đối phương là người của mình. Khi an ủi một người, thậm chí là dung túng tha thứ, điều này nói rõ địa vị của anh trong lòng người kia đã không còn gì. Chẳng lẽ một kết cục như vậy đã làm cho người ta không còn tín nhiệm vào mình? Nhưng chuyện này có thể trách được mình sao? Lý Đạo Toàn cảm thấy rất uất ức, nếu như nhìn vào ngọn nguồn sự việc thì phải trách người của công ty đại giã quốc tế. Hắn dù thế nào cũng không ngờ một công ty như đại giã quốc tế cố gắng vung tay làm loạn, sự việc vốn cực kỳ kín kẽ, thế nhưng không ngờ lại có người vung tay mua cả công ty này. Khi tài chính đầu tư vào thì hạng mục hồi sinh, công ty đại giã quốc tế cũng xoay người cực kỳ đẹp, lúc này bọn họ đã cực kỳ có thực lực, từ một công ty con lập ra để phá hoại biến thành công ty lớn. Anh Lý, mấy giờ rồi sao còn chưa đi ngủ? Khi Lý Đạo Toàn còn đang thức trắng mắt thì vợ đi đến khẽ nói. Lý Đạo Toàn nhìn gương mặt có chút lo lắng của vợ, hắn cười cười nói, không có chuyện gì, chỉ là có vài phần công tác không được xử lý tốt mà thôi. Vợ cũng căn bản không cảm thấy lời nói của chồng có gì là không ổn, nàng khẽ cười nói với Lý Đạo Toàn, nên đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Lý Đạo Toàn khẽ gật đầu, sau đó đi theo người bạn già về phòng ngủ. Nhưng hắn nào có thể ngủ được, vừa chớp mắt đã nghĩ đến báo cáo của Triệu Tuấn Sơ, hắn nằm trằn trọc trên giường, cảm thấy cực kỳ đau khổ. Rốt cuộc là người nào ra tay, ý nghĩ này rằng co trong đầu Lý Đạo Toàn cả đêm. Mãi đến sáng hắn mới mơ màng tỉnh ngủ. Sáng sớm Lý Đạo Toàn thức dậy với bộ dạng cực kỳ tiêu tụy, tuy tối qua phần lớn thời gian là đi ngủ, thế nhưng cảm giác ngủ không ngon làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương,
sau đó phát hiện mình cực kỳ tiêu tụy. Nhưng Lý Đạo Toàn là lãnh đạo tỉnh ủy, dù thế nào thì hắn cũng phải bảo trì trạng thái tinh thần phấn chấn. Hắn tranh thủ thời gian đi vào nhà vệ sinh, tắm nước ấm. Tuy tác dụng của việc tắm nước ấm không giữ lại quá lâu, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác phấn chấn tinh thần. Lý Đạo Toàn đi vào phòng làm việc của mình và bắt đầu xử lý văn kiện. Trước kia hắn xử lý công tác này rất nhanh, thế nhưng hôm nay dù làm gì hắn cũng nghĩ đến báo cáo của Triệu Tuấn Sơ. Làm sao lại biến thành như vậy? Lý Đạo Toàn cực kỳ nghi vấn, tuy hắn biết rõ nghi vấn này khó có được đáp án tốt, thế nhưng sự việc căn bản là đến quá nhanh, quá đột ngột. Lý Đạo Toàn cảm thấy thắng lợi sắp đến, thế nhưng lời nói của Triệu Tuấn Sơ tối qua giống như dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn, làm cho cảm giác chiến thắng căn bản biến mất sạch sẽ. Thậm chí khi vừa nghe Triệu Tuấn Sơ báo cáo thì hắn căn bản không tin đây là sự thật. Lý Đạo Toàn lắc đầu, hắn ký tên của mình lên văn kiện, khi chuẩn bị cầm văn kiện khác, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nhấc điện thoại lên. Lý Đạo Toàn gọi điện thoại cho Triệu Tuấn Sơ, chỉ một tiếng chuông vang lên thì giọng nói của Triệu Tuấn Sơ đã vang lên. Lý Đạo Toàn trầm giọng nói với Triệu Tuấn Sơ, Bí thư Tuấn Sơ, chuyện công ty Đại Giã Quốc tế đã điều tra thế nào rồi? Triệu Tuấn Sơ căn bản chưa chuẩn bị tâm lý với câu hỏi của Lý Đạo Toàn, nhưng Lý Đạo Toàn cũng không chờ Triệu Tuấn Sơ trả lời mà trầm giọng nói, Ủy ban kỷ luật phá án cũng không phải là thấy gió bảo mưa, nếu như không có chứng cứ xác thực, như vậy càng không nên võ đoán phá án, suy đoán lung tung. Chương 1238, một mặt trời rực rỡ. Lời nói giống như không phải nghiêm khắc phê bình của bí thư Lý giống như từng con dao nhỏ đâm vào trong lòng Triệu Tuấn Sơ. Lúc này tâm tình của Triệu Tuấn Sơ chỉ có bốn chữ, vô lực phản bác. Bí thư Lý, lúc này theo chứng cứ có thể chứng minh vài vị lãnh đạo của Cục Công Thương căn bản là hợp tác không đúng quy trình với lãnh đạo công ty Đại Giã Quốc tế, còn những thứ khác căn bản là không có. Có manh mối gì không? Lý Đạo Toàn nói tiếp. Lúc này còn chưa cho ra manh mối nào có giá trị, đồng thời trải qua điều tra thì Vương Tử Hoa giống như không tham dự vào. Lý Đạo Toàn cười nói, có thể tìm ra được một đồng chí căn bản chịu được khảo nghiệm thì tốt hơn khi phá được những vụ án lớn. Điều này là rất tốt, nói rõ tính giác ngộ của đồng chí là rất cao, phần lớn có thể đường đường chính chính làm người, làm việc thanh bạch. Lý Đạo Toàn cười, Triệu Tuấn Sơ cũng cười theo. Tuy Triệu Tuấn Sơ biết rõ Lý Đạo Toàn rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không phải là sự thật, thế nhưng lãnh đạo đã cười, Triệu Tuấn Sơ nào có lý do để không cười theo. Một phút sau Lý Đạo Toàn đặt điện thoại xuống, hắn biết rõ Triệu Tuấn Sơ hiểu ý của mình, hắn tin tưởng với ngộ tính của Triệu Tuấn Sơ thì sẽ xử lý tốt vụ này. Vì đã yên tâm hơn nên tốc độ xem xét văn kiện của Lý Đạo Toàn cũng cao hơn hẳn, thậm chí có vài văn kiện hắn chỉ xem qua rồi ký tên mình vào. Sau khi xử lý xong đống văn kiện, hắn nhấp một ngụm trà rồi đọc báo ngày hôm nay. Lý Đạo Toàn đọc báo phần lớn là những tờ báo lớn và có uy tín trong nước. Khi từng bản tin lọt vào trong mắt hắn, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Sập hầm mỏ, chủ mỏ không khai báo, không đảm bảo an toàn lao động. Lý Đạo Toàn nhìn bài báo mà không khỏi sững sờ, nhưng sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ chính mình làm quan ngày càng lớn thì gan ngày càng nhỏ. Nhưng khi Lý Đạo Toàn dần đọc bài báo kia thì vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn cũng không phải không biết tình huống này, thế cho nên bây giờ tâm tính rối loạn. Hơn nữa còn là một vụ việc vi phạm nghiêm trọng phương diện an toàn lao động, những người có trách nhiệm tương quan cần phải chịu trách nhiệm rõ ràng, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng sự việc kia đã trôi qua hơn nửa năm, vì sao bây giờ lại vẫn được người ta đưa ra ánh sáng? Nửa năm trước Lý Đạo Toàn căn bản là chủ trì công tác này, hắn nghĩ đến người kia, lại nhìn về bài viết nói về tình hình mỏ khoáng sản, thế là không khỏi ngã người xuống ghế salon. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mình nên làm gì đây? Lý Đạo Toàn thầm lẩm bẩm. Vương Tử Hoa tỉnh giấc trên giường khách sạn, hắn cảm thấy mình thật sự bị đè nén, hắn thật sự muốn ngủ một giấc mãi không tỉnh lại. Chỉ là đồng hồ sinh học không bỏ qua cho hắn, mỗi ngày đối diện với thời gian càng làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi Vương Tử Hoa tỉnh lại, hắn thấy người thanh niên đã làm bạn với hắn 7-8 ngày còn ngồi trên ghế không nháy mắt. Khi hắn nhìn về phía đối phương, người kia cũng đang nhìn hắn. Đã tỉnh rồi à, người thanh niên kia khẽ gật đầu nói với Vương Tử Hoa. Hai bên đã có chút quen thuộc lẫn nhau, Vương Tử Hoa cảm thấy người cán bộ thanh niên này căn bản không còn đáng ghét như lúc ban đầu.
Vương Tử Hoa nhìn gương mặt mệt mỏi của đối phương, hắn không khỏi duỗi lưng nói, tôi đã tỉnh rồi, thế nào? Tối qua lại không ngủ sao? Không phải, đã ngủ rồi, lát nữa ăn cơm sáng thì sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Tên cán bộ thanh niên đi đến bên cạnh Vương Tử Hoa rồi nói, anh Vương, mau làm vệ sinh cá nhân, bữa sáng sắp được đưa đến rồi. Vương Tử Hoa gật đầu, hắn đã quen với cách xưng hô là anh Vương của đối phương, thậm chí hắn mơ hồ có dự cảm là khả năng mình ở lại chức vụ là cực kỳ nhỏ, không bị ném vào nhà giam thì đã quá tốt rồi. Có lẽ sau này trong thời gian tương đối dài thì ba chữ chủ tịch Vương quyền cao chức trọng sẽ được thay thế bằng hai chữ anh Vương. Vương Tử Hoa nghĩ như vậy mà gương mặt đầy mây đen, căn bản không có chút ánh sáng. Khoảng thời gian này Vương Tử Hoa căn bản rất thỏa mãn với biểu hiện của mình, hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn là người tỉnh táo, căn bản không đưa tay vào trong hạng mục của công ty đại dã quốc tế, nếu như ngày đó mình không kìm lòng được, chỉ sợ bây giờ đã đi vào cõi chết rồi. Cái tên trai Nicole giống như ma túy lóe lên trong đầu Vương Tử Hoa, gương mặt xinh đẹp của nàng chợt lóe lên. Hắn dùng sức lắc đầu, dùng nước lạnh để rửa mặt, cố gắng kéo suy tư của mình về thực tại. Bữa sáng rất phong phú, có bánh có sữa, lại có một dĩa dưa muối và trứng gà. Sau khi ăn những món cực kỳ mang phong vị địa phương thì Vương Tử Hoa cảm thấy toàn thân đầy lực lượng, nhưng lực lượng này được hắn che giấu trong lòng, chỗ này không phải địa điểm để hắn phô bày ra lực lượng của mình. Nửa giờ sau Vương Tử Quân lại ngồi lên chiếc ghế của mình, tên cán bộ thanh niên đã thu dọn xong tất cả, cũng chuẩn bị đi nghỉ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tên cán bộ thanh niên nhanh chóng đi ra mở cửa. Lúc này gương mặt vui vẻ của hắn nhanh chóng biến thành ngưng trọng, ngay sau đó lên tiếng, chào bí thư Triệu. Vương Tử Hoa căn bản không xa lạ gì người đang đến, đó là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Triệu Tuấn Sơ, thậm chí hắn cũng có quan hệ với người này. Khi thấy Triệu Tuấn Sơ thì trong lòng hắn sinh ra cảm giác xấu. Mặc dù hắn cực kỳ thanh bạch ở phương diện kinh tế, không tồn tại chút cạm bẫy, thế nhưng hắn là người đẩy hạng mục của công ty đại dã quốc tế tiến lên và chịu nhiều tổn thất, hắn là lãnh đạo phụ trách hạng mục, trách nhiệm của hắn là quá rõ ràng. Vương Tử Hoa là người sĩ diện, khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi thì hắn càng coi trọng thể diện của mình. Tuy hắn so ra kém Vương Tử Quân rất nhiều, thế nhưng lại không thể để mình mất mặt, vì vậy sau khi nhìn thấy Triệu Tuấn Sơ thì hắn đứng lên nói, chào bí thư Triệu. Triệu Tuấn Sơ nhìn Vương Tử Hoa rồi trầm ngâm giây lát, sau đó chợt vươn tay nói, chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Hoa chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó vẫn bắt tay với Triệu Tuấn Sơ. Hai bên xem như là quan viên cấp cao, đến lúc này cũng nên tỏ ra cung kính một chút, khách khí một chút. Vương Tử Hoa thầm nghĩ như vậy, mà người cán bộ thanh niên ở bên cạnh Triệu Tuấn Sơ lại càng không hiểu lúc này lãnh đạo của mình đang định làm gì. Chủ tịch Vương ở đây có cảm thấy thoải mái không? Triệu Tuấn Sơ ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Hoa rồi nở nụ cười dùng giọng ân cần hỏi. Chỗ này có thoải mái không? Chỉ sợ không vị lãnh đạo nào chịu lấy thân của mình ra thử nghiệm. Người vào đây như một thanh kiếm treo trên đầu, thỉnh thoảng nó còn đâm vào cổ, như vậy nào có thoải mái? Nhưng lúc này Vương Tử Hoa cũng không nói như vậy, hắn nhìn Triệu Tuấn Sơ rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, coi như cũng khá ổn. Chương 1238, 2, mặt trời rực rỡ. À, Chủ tịch Vương, ngài đến đây là vì ủy ban kỷ luật đang cần thông tin để phá án, nhưng ngài nếu có gì cần thì cứ nói, chỉ cần có thể giải quyết được thì chúng tôi nhất định sẽ làm. Triệu Tuấn Sơ nói đến đây thì nhìn thoáng qua tên cán bộ thanh niên ở bên cạnh, sau đó mới nói tiếp, có gì anh cứ nói với Tiểu Lý, không cần khách khí. Triệu Tuấn Sơ còn nói vài câu tùy ý rồi rời khỏi phòng của Vương Tử Hoa. Khi Triệu Tuấn Sơ bỏ đi thì trong lòng Vương Tử Hoa chợt sinh ra cảm giác xấu. Thời cổ đại tử tù trước khi bị hành quyết thường được dùng bữa cơm non, thời đại ngày nay thỉnh thoảng vẫn áp dụng cách này. Bây giờ Triệu Tuấn Sơ đi vào trong phòng của mình nói ra những lời như vậy, đối phương muốn làm như vậy, muốn cười chê mình sao? Không, tất nhiên là không phải. Vương Tử Hoa không tin vào điều này, dù sao hắn cũng lăn lộn trong quan trường lâu năm, hắn cũng hiểu được nhiều thứ, càng biết rằng thế gian này không có yên hận vô cớ, Triệu Tuấn Sơ đến đây căn bản làm cho thế cục thêm huyền diệu. Biết đâu chuyện của mình xem như đã được quyết định rồi. Vương Tử Hoa nghĩ đến đây mà thiếu chút nữa bị cảm giác đau thương đánh bại. Hắn biết rõ sau khi mình gặp chuyện không may thì bố mình đã phải chạy toàn lực, thế nhưng sự việc bây giờ sớm được định tính, có phải là anh của mình không làm được gì không?
Vương Tử Quân căn bản đã dùng giọng điệu chuẩn xác nói rằng sẽ giúp mình, nhưng bây giờ mình đi đến bước đường cùng, còn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì, hoặc có thể là đối phương căn bản đã dốc toàn lực, thế nhưng căn bản là không có chút tác dụng nào. Đủ mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Hoa, trước đó hắn cảm thấy cực kỳ gian nan, nhưng hôm nay thời gian dài dòng buồn chán chợt giống như thu hẹp lại. Khi hắn ý thức mình đã đi đến bước đường cùng thì chợt giật mình phát hiện đã là 10 giờ sáng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Mộ Thuấn Hải đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn vừa vào cửa thì đã nói, Chủ tịch Vương, chúc mừng anh, trải qua điều tra thì ngài tuy có chút vấn đề ở phương diện công tác nhưng căn bản không có bất kỳ hành vi nào đi lại với công ty đại giã quốc tế, cũng không tạo nên tổn thất cho quốc gia. Lúc này lãnh đạo đã phê chuẩn giải trừ tất cả những biện pháp quản giáo với ngài. Mộ Thuấn Hải nói xong thì phản ứng đầu tiên của Vương Tử Hoa chính là đối phương đang nói đùa, nhưng khi hắn thấy nụ cười có vài phần nịnh nọt của đối phương, hắn mới cảm thấy đây là sự thật. Chủ nhiệm Mộ, ngài nói gì? Vương Tử Hoa chợt đứng lên khỏi ghế rồi nắm chặt tay Mộ Thuấn Hải hỏi. Chủ tịch Vương, bình thường ngài bận rộn công tác, bây giờ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vài ngày. À, anh xem thứ này đi. Mộ Thuấn Hải nói rồi đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Hoa. Hắn cười nói, tổ chức căn bản không gây oan uổng cho đồng chí của mình. Chủ tịch Vương, tuy ngài chịu uất ức ở nơi đây vài ngày thế nhưng thực tế đã nói quá rõ ràng, chuyện xấu đã là chuyện tốt, ít nhất ngài cũng một lòng vì công tác. Bí thư Triệu đang chờ bên ngoài, dù thế nào thì chúng ta cũng có liên hệ trong những ngày qua, tôi đến không phải nói lời cáo biệt với ngài sao. Khi Mộ Thuấn Hải đặt văn kiện trong tay Vương Tử Hoa, lúc này Vương Tử Hoa căn bản giống như một người vừa được trùng sinh. Vương Tử Hoa trước kia căn bản cực kỳ có khí thế, trước kia khi công bố chỉ lệnh thì thường vung tay cho cấp dưới quán triệt ý chỉ của mình, căn bản cực kỳ xứng đáng với phong thái của một vị lãnh đạo. Mãi đến khi sự kiện công ty đại giã quốc tế phát sinh, hắn bị giam lỏng trong khách sạn, đối mặt với đám nhân viên ủy ban kỷ luật xưng hô mình là anh Vương, hắn mới giống như một bác sĩ y thuật cao minh chợt phát hiện mình mắc bệnh nan y, cực kỳ khó chịu. Những ngày qua hắn cảm thấy giống như khớp xương của mình bị tháo ra. Hai chân mềm nhũn, cơ thể co rút lại. Nhưng bây giờ mây gió biến đổi, Vương Tử Hoa cảm thấy hai chân mình càng thêm mềm nhũn. Một người vốn đã bị vùi lấp sâu trong vũng bùn đen tối bây giờ đột nhiên tìm được sự sống trong muôn vàn cái chết, cảm giác vui buồn va chạm dữ dội với nhau làm cho tâm tư hao tổn quá độ. Có lẽ hắn căn bản không ý thức được mắt mình đã ướt, khi mà nước mắt tràn mưu thì hắn cực kỳ kích động, hắn không thể ở lại chỗ này. Bây giờ chỉ khi trải qua khổ nạn hắn mới biết cuộc sống đáng quý thế nào, tư vị này làm cho con người ta phải khắc ghi cả đời. Tất cả kết thúc quá đột nhiên, Vương Tử Hoa đứng nơi đó mà sinh ra cảm giác bay bổng khó thể đặt chân xuống đất. Sau đó lại tiếp tục dùng cơm, trong quá trình này Vương Tử Hoa nhận được không ít tin tức. Đó là công ty đại giã quốc tế đã tiến hành chỉnh đốn, tiếp tục đầu tư 2 tỷ vào thành phố Lữ Xuyên, quyết định làm sống lại hạng mục bị bỏ dở. Vương Tử Hoa lúc này đã tỉnh táo trở lại, hắn là người thông minh, hắn cảm ứng được ai là người có tác dụng chủ yếu ở sự kiện này. Tác dụng của người này căn bản không những giải quyết nhanh gọn sự việc, còn xóa bỏ đi tất cả di chứng trong nhiều ngày qua. Phương pháp giải quyết trực tiếp và gọn gàng mâu thuẫn như vậy căn bản không phải là thứ mà Vương Tử Hoa có thể học được, cũng không làm được, cho dù bố hắn là Vương Giải Phóng có thể nghĩ ra cũng không thể quyết đoán như thế. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy. Vương Tử Hoa càng có thêm cảm giác sùng kính với Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Mộ, để cho anh ta đi như vậy, chủ nhiệm Tả không phải là. Khi Mộ Thuấn Hải đi qua hành lang thì bị một người đàn ông hơn 30 tuổi chặn lại, người này mở miệng với vẻ mặt không cam lòng. Mộ Thuấn Hải hiểu ý của người đàn ông kia, hắn nhìn đối phương mà trong lòng có chút khinh thường. Người này trước kia theo sát Tả Trung Minh, có đôi khi không xem một phó chủ nhiệm như hắn ra gì, bây giờ thì quá tốt rồi. Cây đại thụ của đối phương đã ngã đổ, đối phương không có chỗ dựa, không phải sẽ chạy đến dựa vào Mộ Thuấn Hải hắn sao? Mình sao có thể cho đối phương sống thoải mái được? Lúc này hắn tỏ ra kích động nói, anh Hà, tôi hiểu tâm tư của anh, nhưng đây là quyết định do lãnh đạo nghiên cứu cho ra, tôi chỉ là một vị phó chủ nhiệm nho nhỏ, nào có thể kêu oan cho chủ nhiệm Tả. Mà tôi lên tiếng thì có làm gì được? Hơn nữa chủ nhiệm Tả gặp chuyện không may chỉ là ngoài ý muốn. Sự việc phát triển đến mức này, anh cũng nên vứt bỏ tâm tư kia đi. Tuy Mộ Thuấn Hải nói không dễ nghe nhưng người đàn ông kia suy xét giây lát vẫn gật đầu nói, chủ nhiệm Mộ, tôi đã hiểu rồi, tôi căn bản là đi đường vòng trong sự kiện này.
Vương Tử Hoa đi ra khỏi khách sạn thì tài xế và thư ký đang chờ sẵn bên ngoài. Sau khi leo lên chiếc xe của mình, hắn cầm lấy điện thoại theo đúng bản năng, hắn định gọi điện thoại cho bố, nhưng không biết vì sao lại gọi cho Vương Tử Quân. Chương 1239, ăn thịt không bằng ăn canh không bằng ngửi mùi hương. Anh, sự việc đã được điều tra rõ ràng, em không liên quan đến hành vi đi đêm với công ty đại giá quốc tế, thế cho nên đã được thả ra. Sau khi nối thông điện thoại thì Vương Tử Hoa dùng giọng có vài phần cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ừ một tiếng rồi mở miệng dặn dò, lần này cậu phải chịu đau khổ, sau này làm việc nên cẩn thận. Anh cứ yên tâm, em biết rồi. Trước kia Vương Tử Hoa căn bản sinh ra cảm giác không phục Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ ngoài gật đầu xưng vâng thì cũng chỉ còn muốn cúi đầu rạp xuống đất mà thôi. Vương Tử Quân cũng không nói thêm điều gì với Vương Tử Hoa, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn đứng bên cửa sổ gấp tờ báo lại, sau đó đi đến ngồi sau bàn làm việc của mình. Mặc dù lần này xử lý sự việc rất nhẹ nhàng, thế nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy hắn mới cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn của sự kiện này. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống nghỉ ngơi thì có một tin tức tốt truyền đến, chiếc xe rác đâm vào Tả Trung Minh đã được cảnh sát tìm ra, sau đó cũng nhanh chóng bắt được kẻ gây tai nạn. Lái xe gây tai nạn bộc trực thú nhận tội lỗi của mình, hắn nói ngày đó mình đang nghe điện thoại, vì không chú ý nên tông phải Tả Trung Minh đang đi qua đường. Tin tức này được Vương Giải Phóng dùng giọng giống như được đại xá nói cho Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cười cười cũng không cho ra bất kỳ đánh giá gì khác. Nếu so sánh với bộ dạng hưng phấn của Vương Giải Phóng, Vương Quang Vinh gọi điện thoại đến có vẻ an phận hơn. Bố, sự việc đã qua, cũng không nên đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân khẽ nói với Vương Quang Vinh, mẹ con thế nào rồi? Có thể đến đây thay đổi bầu không khí một chút không? Mẹ của con ở đây rất tốt. Con cứ yên tâm. Vương Quang Vinh có chút kiêu ngạo vì tâm tình của Vương Tử Quân lúc này căn bản không khác gì Lâm Trạch Viễn, cuối cùng cũng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước. Lão cảm thấy nếu mình không chịu khó học tập thì căn bản khó thể nào đuổi kịp con mình. Sau khi nói vài câu liên quan đến chuyện nhà thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn do dự một chút, sau đó bấm một dãy số, nhưng cuối cùng hắn lại buông điện thoại xuống. Hắn định gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn, thế nhưng hắn nghĩ đến năng lực của bí thư Lâm, thế là lại không tiếp tục gọi đi. Hắn tin tưởng những gì mình có thể nghĩ ra thì Lâm Trạch Viễn cũng dự đoán được, có một số việc căn bản không cần phải nói ra, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau là được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm, lúc này trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, bí thư Diệp đang tiếp nhận một cuộc điện thoại. Đào Nhất Hành đứng không xa bàn làm việc của Diệp Thừa Dân, tuy hắn không biết người gọi điện thoại đến là ai. Thế nhưng hắn căn cứ vào giọng nói của Diệp Thừa Dân, hắn chợt ý thức được đó không phải là người bình thường. Vài phút sau Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, sau đó cũng không nói chuyện với Đào Nhất Hành, chỉ thầm nói, đúng là hậu sinh khảo ý. Đào Nhất Hành biết rõ mình không nên mở miệng chen vào, đây là nguyên tắc làm thư ký trưởng của hắn, dù hắn cực kỳ hiếu kỳ thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng đắn. Lúc này Diệp Thừa Dân giống như có hào hứng, lão nói, anh Đào, sáng nay có sắp xếp gì không? Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đồng thời cũng là đại thư ký của Diệp Thừa Dân. Tuy hắn không chịu trách nhiệm trên các hành trình của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn căn bản lại hiểu rất rõ những sắp xếp trong ngày của bí thư. Lúc này nghe thấy bọn họ Diệp hỏi thì hắn nhanh chóng lên tiếng, bí thư Diệp, sáng nay có vài vị lãnh đạo của Bộ Thương mại đến tỉnh Nam Giang. À, chuyện này anh thông báo cho bí thư Diêu. Nói anh ấy thay tôi tham gia tiếp đãi. Diệp Thừa Dân nói rồi gãi đầu, lại nói tiếp, đồng thời anh cho gọi trưởng phòng Vương, nói là tôi mời dùng cơm. Bí thư mời trưởng phòng Vương dùng cơm, Đào Nhất Hành giống như ý thức được điều gì đó, trên mặt lập tức nở nụ cười, hắn nhanh chóng đồng ý một tiếng. Trử Vận Phong nhìn cây hoa trước mặt mà không khỏi nở nụ cười. Lão đã nuôi bồn hoa này được 3 năm, bây giờ cuối cùng cũng nở hoa. Tuy đây chỉ là một cây hoa bình thường, căn bản không so sánh được với những cây cảnh trong hoa viên, thế nhưng dù sao thì lão cũng cảm thấy rất vui vẻ vì cảm giác thành công của mình. Từ một hạt giống đào lại có một chậu hoa tươi, không phải là người trồng thì sao hiểu được tâm tình này. Trước kia Trử Vận Phong trồng hoa cũng chỉ vì cố gắng giải tỏa bực bội trong lòng, căn bản chỉ là tiêu khiển, thế nhưng khi mà hoa liên tục sinh trưởng thì tâm tính của lão có chút biến hóa. Chủ tịch Trử, bồn hoa này rất đẹp. Nếu không phải là ngài quá yêu mến, tôi đã sớm trộm đi rồi.
Kim Hành Thuấn đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Trử Vận Phong rồi nở nụ cười nói. Kim Hành Thuấn có quan hệ không tầm thường với Trử Vận Phong, cũng chỉ có hắn mới dám nói những lời như vậy trước mặt Trử Vận Phong. Lúc này Trử Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi cười nói, anh thích thì cứ lấy đi. Ha ha ha, tôi sẽ lấy đi, có câu quân tử không cướp thứ mà người khác thích, tôi căn bản có chút hào sảng nhưng còn chưa đến mức là quân tử. Kim Hành Thuấn ngồi xuống đối diện với Trử Vận Phong, hắn nở nụ cười trêu chọc, Chủ tịch Trử, Tiểu Cường đã công tác bên ngài khá lâu, có phải ngài cũng nên để cho cậu ấy gánh chịu thêm chút áp lực để rèn luyện rồi không? Xa Tiểu Cường nhìn về phía Kim Hành Thuấn mà gương mặt có vài phần cảm kích, mặc dù hắn ở bên cạnh Trử Vận Phong cảm thấy đầy hào quang, thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là hư danh, nếu như muốn thật sự tìm được thể diện thì phải biết ra đi vào đúng thời điểm. Trử Vận Phong nhìn thoáng qua Xa Tiểu Cường, sau đó lão cười cười nói, năng lực của Tiểu Cường là khá tốt, đến nhiệm kỳ sau thì tôi sẽ cho cậu ấy xuống tuyến dưới rèn luyện. Kim Hành Thuấn xem như vô tình tìm được một phần nhân tình cho Xa Tiểu Cường. Tâm tình của hắn căn bản là rất tốt. Lúc này hắn cười hì hì nói, Chủ tịch ngài bồi dưỡng được nhân tài, không phải thành phố các nơi sẽ cố gắng giành giật sao. Ngài cũng đừng nên thả lỏng tay, nếu không thì cũng căn bản khó thể nào yên tĩnh được. Trử Vận Phong căn bản có chút chán ghét vì lời nói khoa trương của Kim Hành Thuấn, Xa Tiểu Cường là món ăn trong mâm của lão, sắp xếp thế nào là chuyện của lão, không cần người ta xen vào. Nhưng dù thế nào thì kinh tế của lão vẫn là người có tố chất cao. Năng lực mạnh mẽ, điều này làm cho lão cảm thấy khá hưởng thụ. Tiểu Cường là một cán bộ trẻ rất tốt, trong lòng Trử Vận Phong bùng lên cảm giác này, thế nhưng ngay sau đó trong đầu lại lóe lên gương mặt trẻ tuổi khác. Sau khi gương mặt trẻ tuổi kia xuất hiện trong đầu Trử Vận Phong, trong ý nghĩ của hắn lại lóe lên một tin tức khác. Tuy chuyện này không nhất định có liên quan đến Trử Vận Phong, thế nhưng chuyện này vẫn không thể không quan tâm. Kẻ không mưu mọi chuyện thì căn bản không thể mưu cầu nhất thời. Không mưu toàn cục thì khó mưu lĩnh vực, lão là một chủ tịch tỉnh, căn bản có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm. Sáng nay có thời gian rảnh không? Trong đầu Trử Vận Phong lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ nói với Kim Hành Thuấn. Trưa nay Kim Hành Thuấn có nhiệm vụ tiếp đãi, nhưng chuyện lớn thế nào cũng phải nhường đường cho Trử Vận Phong, vì vậy mà hắn lập tức cho ra phản ứng, Chủ tịch Trử, ngài có chuyện gì thì cứ sắp xếp. À, anh gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương. Nói là hôm nay có thời gian hay không, nói trưa nay tôi mời cơm, anh đến tiếp khách. Trử Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi trầm giọng nói. Kim Hành Thuấn nghe lời nói của Trử Vận Phong mà chợt sinh ra cảm giác khó thể tin đó là thật. Vương Tử Quân gần đây đi rất gần với Diệp Thừa Dân, vì sao Chủ tịch Trử lại muốn dùng cơm với đối phương? Nếu như là người khác thì Kim Hành Thuấn sẽ tuyệt đối không nghi vấn lời nói của Trử Vận Phong, thế nhưng hắn là người đi theo Chủ tịch Trử nhiều năm. Hắn căn bản khá tùy ý trước mặt Trử Vận Phong, thế nên trong lòng có nghi hoặc thì hỏi ngay, Chủ tịch Trử, ngài vì sao lại mời anh ta dùng cơm? Chương 1240, một trên công bằng dưới công bình. Trử Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi thản nhiên nói, anh xem cái này đi. Trử Vận Phong cũng không phải đưa cho Kim Hành Thuấn tờ báo gì lớn, chỉ là một tờ báo của thành phố Lữ Xuyên thuộc tỉnh Chiết Giang. Lúc này tờ báo đã đùng một trang để viết về hạng mục của công ty đại dã quốc tế tiếp tục bừng bừng sức sống. Kim Hành Thuấn căn bản không xem những tờ báo địa phương như thế này, nhưng khi thấy tờ báo là của thành phố Lữ Xuyên, hai mắt hắn căn bản không chờ đợi được. Kim Hành Thuấn từng là người nắm công tác cơ sở, hắn biết rõ báo địa phương là gì, trước kia hắn đã xem qua rất nhiều bản tin như thế này. Những bản tin của báo địa phương phần lớn là chú trọng thổi phồng, nhưng đó không phải là trọng điểm. Quan trọng chính là Vương Tử Hoa tiếp nhận phỏng vấn về hạng mục của công ty đại dã quốc tế. Lúc này với cấp bậc của Kim Hành Thuấn thì sự kiện kia cách xa 8.000 dặm, nhưng hắn cũng cần phải chú ý các động tĩnh có liên quan. Bây giờ tình huống va chạm không một tiếng động ở tỉnh Chiết Giang càng làm cho hắn phải chú ý. Phải biết rằng linh thông tin tức sẽ có lợi hơn kẻ không biết gì, đặc biệt là với cấp bậc của Kim Hành Thuấn, hắn thường cực kỳ cẩn thận quan sát động tĩnh, thế là ngẩng đầu nói, Chủ tịch tỉnh. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Trử Vận Phong căn bản rất thỏa mãn với ngộ tính của Kim Hành Thuấn. Lão gật đầu nói, lúc này thanh niên làm cho người ta khó thể nào coi thường được. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, chuyện này nếu như được giải quyết thì tất cả vấn đề cần phải lo lắng sẽ biến thành không còn động tĩnh. Trử Vận Phong sở dĩ mời cơm Vương Tử Quân cũng không phải muốn tỏ thái độ gì, rõ ràng là Chủ tịch Trử đang dùng hành động của mình để bày tỏ với ai đó.
Kim Hành Thuấn nghĩ đến người nào đó thì không khỏi gọi điện thoại nhanh hơn vài phần, nhưng khi hắn nối thông điện thoại cho Vương Tử Quân thì hai chân mày chợt nhíu lại. Chủ tịch Trử, trưởng phòng Vương nói hôm nay đã có hẹn, thật sự không thoát được, anh ấy nói buổi tối sẽ đến nhà ngài dùng trà. Kim Hành Thuấn đặt điện thoại xuống rồi khẽ nói với Trử Vận Phong. Trong thể chế bình thường là thượng cấp mời hạ cấp thì căn bản là rất ít, tất nhiên khi cho ra lời mời mà bị từ chối thì căn bản là rất hiếm. Với tính cách của Vương Tử Quân, sẽ không thể không hiểu điều này. Nhưng bây giờ sự việc quá rõ ràng, Vương Tử Quân từ chối ý tốt của Trử Vận Phong, như vậy chỉ có một người có thể cho ra lời mời mạnh hơn Trử Vận Phong, điều này Kim Hành Thuấn hiểu rõ nhưng căn bản không thể nói ra. Hay là Vương Tử Quân đã thấy rõ tình thế, đã tích cực dựa vào Diệp Thừa Dân? Như vậy thì Diệp Thừa Dân mời cơm không phải là một hành động càng thêm thuận lợi sao? Thật ra không cần Kim Hành Thuấn lên tiếng thì Trử Vận Phong cũng hiểu được, lão cười cười nói với Kim Hành Thuấn, tôi thật sự ra tay hơi chậm rồi, như vậy cứ xử lý theo lời của trưởng phòng Vương, tối nay anh đến nhà tôi uống trà. So sánh với bộ dạng mây trôi nước chảy của Trử Vận Phong thì Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống với vẻ mặt khá khó coi, vì người ở đầu dây bên kia trò chuyện căn bản là khá trầm thấp. Mặc dù cuộc điện thoại khá ngắn thế nhưng nội dung bên trong lại làm cho Diêu Trung Tắc không khỏi lạnh người. Chính mình vẫn là đoán sai. Diêu Trung Tắc nghĩ đến tình huống mình vội vàng gọi điện thoại trước đó mà không khỏi sinh ra cảm giác ảo não. Tuy vị trí của hắn cũng không thể trở nên chướng mắt trong đám bạn học, thế nhưng loại chuyện này xảy ra thì sau này dù thế nào cũng có ảnh hưởng. Chuyện lần này làm cho hắn không tự giác phải hoàn thành công việc xếp thành hàng của mình, thế nhưng lần này xếp hàng căn bản còn sinh ra tai họa ngầm. Diêu Trung Tắc lật xem những gì mà phòng Quảng Thắng đưa đến, thế là vẻ mặt liên tục biến đổi. Khi hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đã đến bên cạnh vách núi, căn bản là vô kế khả thi, cũng không ngờ sự việc lại biến chuyển lớn như vậy. Kẻ làm ra sự kiện lần này căn bản là đầu heo, làm sao lại lựa chọn một công ty như vậy? Vài năm sau chính Diêu Trung Tắc sẽ phải thay đổi vị trí, cùng lắm thì hắn phải lui xuống từ vị trí hiện tại, thế nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, sẽ có ngày đối phương leo lên đầu mình. Diêu Trung Tắc siết chặt nắm đấm thầm động viên chính mình. Khi hắn nghĩ đến một sự việc khác, đúng lúc này phòng Quảng Thắng lại đưa đến một tờ báo. Tuy trong lòng có chút bực bội nhưng Diêu Trung Tắc đối mặt với trợ thủ đắc lực thì cũng phải nhàn nhạt gật đầu nói, Quảng Thắng, có chuyện gì không? Phòng Quảng Thắng tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng lúc này hắn căn bản là còn chú ý hơn tất cả những trường hợp khác. Hắn biết lúc này lãnh đạo đang mất hứng, tội gì phải làm đối tượng cho lãnh đạo phát tiết. Hắn cung kính đưa tờ báo cho Diêu Trung Tắc. Sau đó lại cẩn thận nói, Bí thư Diêu, ngài xem cái này đi. Diêu Trung Tắc cầm lấy tờ báo nhìn thoáng qua, hai mắt không khỏi híp lại. Đây là bài báo viết về sự kiện cố ý che giấu sự kiện sập hầm mỏ, nhưng bài báo này căn bản là cực kỳ sắc bén, bây giờ khu mỏ kia cũng không có biến đổi gì lớn. Diêu Trung Tắc cẩn thận xem xét lại bài báo, hắn lại ngồi xuống, cũng không nói lời nào với phòng Quảng Thắng, thậm chí cũng không có biểu hiện gì cả. Hắn đọc lại bài báo. Sau đó nói với phòng Quảng Thắng, có một số việc không thể thấy gió thì bảo mưa. Bí thư Diêu nói rất đúng, tôi đã nhớ kỹ, sau này sẽ không phạm vào sai lầm thế này nữa. Phòng Quảng Thắng có chút không thoải mái vì cách nghĩ một đằng nói một nẻo của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc từ khá nhiều năm, hắn hiểu rõ tính cách của Bí thư Diêu, câu nói kia là thế nào. Muốn làm gái điếm còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Thế nhưng những trường hợp thế này là khá nhiều, đã làm hắn tạo nên thói quen. Ví dụ như bài viết hôm nay, Diêu Trung Tắc không coi trọng sao. Chỉ là lãnh đạo giả vờ hờ hững mà thôi, cũng may hắn căn bản cũng hiểu, thế nên nhắm mắt theo đuôi, sai cũng là đúng. Phòng Quảng Thắng rời đi, Diêu Trung Tắc nặng nề ngồi lên ghế. Tuy chuyện này không liên quan đến hắn, thế nhưng hắn cũng cảm ứng được bên trong bản tin kia căn bản để lộ ra một cơ hội. Diêu Trung Tắc lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo, hắn trước nay không hút thuốc nhưng lại đốt một điếu. Trong bầu không khí khói thuốc lượn lờ, Diêu Trung Tắc chỉ có một ý nghĩ, đó chính là về kinh nghiệm nhận chức của Lý Đạo Toàn. Trước khi Lý Đạo Toàn đến tỉnh Chiết Giang thì làm phó chủ tịch thường vụ của Bắc tỉnh, năm xưa người này chủ quản công tác bảo đảm an toàn lao động. Trong phòng họp tỉnh ủy, lúc này đang tiến hành diễn thuyết cạnh tranh vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy. Trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đang ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, hắn bình tĩnh nghe Thẩm Kim Minh diễn thuyết.
Lương Hiểu Âu chính là phóng viên mới đến công tác của Nhật báo Nam Giang, tham gia công tác chưa đến 2 tháng. Nàng đang cầm lấy một chiếc camera khá lớn, liên tục chụp ảnh. Nàng là phóng viên thực tập, lần này nàng đến với tư cách người giúp việc, người chính thức phụ trách phỏng vấn lần này là một phóng viên hơn 40 tuổi có kinh nghiệm sâu sắc. Chương 1242, trên công bằng dưới công bình. Tiểu Âu, cô chuẩn bị một chút, lát nữa tranh thủ phỏng vấn vài vị lãnh đạo tham gia chọn lựa cán bộ công khai lần này. Khi Lương Hiểu Âu đã chụp xong và quay về vị trí của mình, vị phóng viên Lý Phóng Châu có kinh nghiệm cao của Nhật báo Nam Giang chợt nói. Lý Phóng Châu là một phóng viên có thâm niên, cũng là một phóng viên tài tử, viết bài rất hay, thiên mã hành không, chữ như châu như ngọc. Khi Lương Hiểu Âu còn học đại học thì từng được đọc bài viết của người này, bây giờ đi theo làm người giúp việc, tất nhiên vừa cảm thấy sùng bái vừa cực kỳ vui sướng. Chỉ là phóng viên Lý Phóng Châu có cá tính rất mạnh, làm người thích nói thẳng, lại cậy tài khinh người, ở trong Nhật báo Nam Giang có tâm tính đứng trên cao nhìn xuống thấp. Lương Hiểu Âu đi theo Lý Phóng Châu thời gian không ngắn, nói một cách khách quan thì nàng học được nhiều thứ từ Lý Phóng Châu, thế nhưng phương diện cầu tiến thì hơi kém. Vì vậy Lương Hiểu Âu vừa kính lại vừa sợ Lý Phóng Châu, bây giờ nghe thấy Lý Phóng Châu nói như vậy thì nàng đáp lại theo phản xạ có điều kiện, tôi đã nhớ kỹ rồi thầy Lý, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt. Lý Phóng Châu khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển lên đài diễn thuyết đang có bầu không khí cực kỳ trang trọng. Khi thấy Lý Phóng Châu di chuyển lực chú ý, Lương Hiểu Âu mới thả lỏng một chút, thế là không khỏi thè lưỡi nghịch ngợm. Khác biệt với những người đang chú ý lên đài diễn thuyết, Lương Hiểu Âu cũng không tự giác được mà phải chuyển lực chú ý lên vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi ngồi ở trên kia. Nàng đã sớm nghe nói trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang là một người đàn ông còn rất trẻ, thế nhưng hôm nay thấy Vương Tử Quân thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lương Hiểu Âu cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không lớn hơn anh mình mấy tuổi, một người như vậy mà đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nàng nghĩ đến bộ dạng vài vị lãnh đạo bụng phệ, thế là không khỏi tràn đầy tò mò. Còn trẻ như vậy đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Hay còn vị trưởng phòng nào khác? Khi Lương Hiểu Âu đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy Lý Phóng Châu đụng vào người nàng nói, Tiểu Âu, máy ghi âm của tôi có mang theo không? Lương Hiểu Âu chợt sững sờ, sau đó nàng nhanh chóng nói, có mang theo, đang ở trong túi của tôi. Lương Hiểu Âu vừa nói vừa lục túi, nhưng nàng lục lọi mãi mà không thấy máy ghi âm đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Lương Hiểu Âu chợt kinh hoàng, trước khi đi đến đây nàng đã bỏ nó vào trong túi, vì sao bây giờ lại không thấy đâu? Khi Lương Hiểu Âu đang đỏ mặt tía tai, gương mặt kinh hoàng thì Lý Phóng Châu đã hạ thấp âm thanh khẽ phân phó, mau chuẩn bị tốt, chúng ta đi phỏng vấn vài vị lãnh đạo. Thầy Lý, điều này, tôi quên mang máy ghi âm theo. Tuy cảm thấy sự việc có chút kỳ quái nhưng Lương Hiểu Âu ngoài tự trách mình ra thì cũng không còn lý do nào khác. Lý Phóng Châu chuẩn bị đứng lên, hắn chợt nghe thấy không mang theo máy ghi âm, thế là dùng ánh mắt căm tức nhìn Lương Hiểu Âu rồi lạnh lùng nói, một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy mà cô lại quên không mang máy ghi âm sao? Tôi nên nói với cô thế nào đây? Lương Hiểu Âu cảm thấy rất uất ức, nàng nhớ rõ mình đã bỏ máy ghi âm vào trong túi, nhưng bây giờ sao lại không thấy đâu? Nhưng lúc này nàng cũng không dám giải thích với Lý Phóng Châu, chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương, như vậy sẽ biến thành tình huống nàng trốn tránh trách nhiệm. Thầy Lý, tôi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lương Hiểu Âu khẽ nói. Không có lần sau, lần này quay về cô đi gặp chủ nhiệm, nói anh ấy sắp xếp cho cô người hướng dẫn mới, tôi không hướng dẫn cô nữa. Lương Hiểu Âu tuyệt đối không ngờ Lý Phóng Châu lại nói như vậy, thế là đầu óc không khỏi nổ ầm lên. Nàng là một phóng viên đang thực tập, nếu như thử việc không đạt yêu cầu, như vậy sẽ rất có khả năng bị Nhật báo Nam Giang đào thải. Lương Hiểu Âu là một sinh viên chuyên nghiệp của trường Đại học Truyền thông, Nhật báo Nam Giang căn bản là một địa phương vào nghề tốt nhất của nàng. Vì thuận lợi tiến lên chính thức mà cô gái xinh đẹp thông minh này đã ném ra tất cả vốn liếng của mình, không những chịu khó công tác, hơn nữa còn cố gắng biểu hiện năng lực, bày ra sức kiên nhẫn và nghị lực mạnh mẽ. Hơn nữa nàng còn được phóng viên Lý Phóng Châu trực tiếp hướng dẫn, có thể nói là đủ bệ phóng để biểu hiện tài năng. Chỉ là vào thời điểm mấu chốt này thì lại xuất hiện vấn đề, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Thế là lúc này Lương Hiểu Âu không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc. Còn không mau đi đi, Lý Phóng Châu nhìn bộ dạng mất hết hồn vía của Lương Hiểu Âu thì càng căm tức,
thế nhưng khi Lương Hiểu Âu đi theo sau thì những tuyển thủ tham gia diễn thuyết đã bị những người đồng nghiệp khác vây quanh. Nhật báo Nam Giang chính là báo chí của tỉnh Nam Giang, các hãng truyền thông khác đều cố gắng cạnh tranh, thậm chí công tác tuyên truyền của tỉnh Nam Giang phần lớn đều được tiến hành thông qua Nhật báo Nam Giang. Nếu như là trước kia thì Nhật báo Nam Giang đã sớm sắp xếp tốt tất cả công tác tuyên truyền rồi. Nhưng lúc này lại có sự bất thường, lần này tổ chức tranh cử công khai, có tác động đến nhiều phương diện. Không những có nhiều hãng truyền thông trong nước, thậm chí Lương Hiểu Âu còn thấy bóng dáng của đám phóng viên hãng truyền thông nước ngoài. Rõ ràng những người đồng nghiệp này đang cố gắng đưa tin về phương án chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang. Tuy Nhật báo Nam Giang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa so với đám đồng sự đến từ nơi khác thế nhưng lại căn bản không thể một mình độc hưởng. Lúc này Lý Phóng Châu nhìn đám đồng sự của các hãng truyền thông khác đang bao quanh những tuyển thủ cạnh tranh công khai lần này, hắn căn bản không cảm thấy có cơ hội phỏng vấn. Tình cảnh này cũng không phải là vấn đề gì lớn với Lý Phóng Châu, hắn chỉ cần muốn thì sẽ có biện pháp khác. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn giải quyết vấn đề này, hắn nhìn thoáng qua Lương Hiểu Âu ở bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói, cô xem, một cuộc phỏng vấn tốt đã bị cô làm cho rối loạn, lần này cô ghi bản thảo phỏng vấn đi. Lý Phóng Châu nói rồi xoay người bỏ đi. Lương Hiểu Âu nhìn bóng lưng bỏ đi của Lý Phóng Châu, nàng chợt ngây cả người, nàng biết rõ Lý Phóng Châu rời đi có ý nghĩa như thế nào với mình. Lý Phóng Châu là nhân viên có tư chất lý lịch nhất Nhật báo Nam Giang, địa vị của hắn ở trong tòa soạn là rất lớn. Hơn nữa người này có quan hệ không tầm thường với tổng biên tập, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bị trách tội. Nhưng Lương Hiểu Âu thì lại khác. Nàng căn bản không có chỗ dựa ở Nhật báo Nam Giang, một cuộc phỏng vấn quan trọng thế này thì một người thử việc như nàng căn bản làm không tốt thì sẽ bị đuổi đi. Lương Hiểu Âu là một cô gái đi ra từ nông thôn, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của nàng là ở lại Nam Giang. Lúc này nàng cảm thấy giấc mộng của mình sắp bị tàn phá. Nàng nhìn những người đồng sự ở trước mặt, một cảm giác bi thương bùng lên trong lòng, mình nên làm gì bây giờ? Chương 1241 Một anh là đấng cứu thế của tôi. Lương Hiểu Âu cực kỳ hy vọng những người đồng sự trước mặt cho mình cơ hội, để nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nàng mang bài viết của mình về và vẫn bị đánh giá thấp, thế nhưng nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng sẽ có thể tự cứu lấy chính mình. Đáng tiếc là ba tuyển thủ tiến vào trong vòng chung kết đã bắt đầu đi ra khỏi phòng họp, những người đồng sự của nàng đang vây chặt lấy ba người này như nêm. Lương Hiểu Âu cắn chặt răng, nàng cảm thấy mình rơi vào tuyệt cảnh và bùng lên cảm giác quật cường. Nàng cắn răng nhìn lướt qua vài nhân viên công tác, sau đó nhìn về phía một người. Cùng lắm thì rời khỏi tòa soạn, còn không bằng cố gắng ra tay bằng mọi giá. Lương Hiểu Âu nghĩ đến đây thì nhanh chóng chạy về phía mà Vương Tử Quân vừa bỏ đi, nàng phải cố gắng nắm bắt lấy gốc cây cứu mạng của mình. Nhưng Lương Hiểu Âu có hơi chậm, Vương Tử Quân nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Khi nàng chạy đến cửa thì Vương Tử Quân đã chuẩn bị ngồi lên xe bỏ đi. Lương Hiểu Âu căn bản là nóng lòng như lửa đốt, nàng cũng không cố kỵ quá nhiều, nàng chạy lên vài bước muốn hét lên, nhưng nàng vì không chú ý mà vấp phải bậc cầu thang, thế là lảo đảo ngã sấp xuống. Á, cơn đau đớn dữ dội làm cho Lương Hiểu Âu không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, sau đó ngã trên mặt đất không thể đứng lên được. Lúc này vì đau mà nàng không khỏi chảy đầy nước mắt, thầy Lý sao lại như vậy? Mình rõ ràng có mang theo máy ghi âm, vì sao lại không tìm thấy nữa? Khi Lương Hiểu Âu đang cảm thấy cực kỳ đau lòng thì chợt nghe thấy có người dùng giọng ân cần hỏi han, đồng chí, có cần đến bệnh viện xem xét không? Đồng chí, một cách xưng hô như vậy không khỏi làm cho Lương Hiểu Âu có một cảm giác bật cười, nàng ngẩng đầu muốn xem người kia là ai, nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu thì chợt sinh ra cảm giác như đang nằm mơ. Gương mặt trước mắt không phải là của vị trưởng phòng Vương mà mình đang cố gắng chạy theo sao? Anh ta không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Lương Hiểu Âu căn bản rất kích động, nàng lắp bắp nói, trưởng phòng Vương, tôi là phóng viên Lương Hiểu Âu của Nhật báo Nam Giang, xin hỏi tôi có thể phỏng vấn ngài không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Lương Hiểu Âu, hắn thầm có chút cảm động với sự chuyên nghiệp của cô gái này. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng hét kinh hãi thế là vô thức quay đầu nhìn qua. Đúng lúc thấy cô gái này ngã xuống đất. Vương Tử Quân thấy cô gái kia ngã mà nước mắt lưng tròng, xem ra rất đau, không ngờ lại có tinh thần chuyên nghiệp như vậy, đau đến mức nhe răng há miệng mà vẫn còn muốn được phỏng vấn. Vương Tử Quân dùng giọng chăm chú hỏi, đồng chí căn bản là rất chuyên nghiệp, phỏng vấn vào lúc nào? Lúc này có phải cô đã chật khớp rồi không?
Trưởng phòng Vương, tôi không sao, chỉ cần ngài tiếp nhận yêu cầu phỏng vấn của tôi là được. Thấy Vương Tử Quân sảng khoái như vậy thì Lương Hiểu Âu thật sự rất mừng, thế là nhanh chóng đứng lên. Nhưng mắt cá chân quá đau, cơn đau đớn dữ dội làm cho nàng không khỏi trào nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú có chút đáng yêu của Lương Hiểu Âu, hắn cười nói, tiểu đồng chí, tôi thấy hay là thế này, cô nên đi điều trị vết thương trước, sau đó giao ước một thời gian, tôi sẽ cho cô cơ hội phỏng vấn. Vương Tử Quân nói xong thì gọi đến một nhân viên công tác họ Lý, hắn nói vài câu với đối phương, sau đó cười nói, cô gái, sẽ phỏng vấn vào buổi chiều, hôm nay tôi cũng không vội, sẽ sắp xếp người gọi điện thoại cho cô. Vương Tử Quân nói tràn đầy khí thế tự tin và chân thật, điều này không khỏi làm cho Lương Hiểu Âu liều mạng gật đầu, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Lương Hiểu Âu được nhân viên công tác họ Lý đưa đến phòng cứu thương. Vì nàng đến cùng Tiểu Lý, thế cho nên nhân viên phòng cứu thương căn bản là nhanh chóng xử lý vết thương, bôi ít thuốc, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói Lương Hiểu Âu sẽ nhanh chóng không có vấn đề nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Dù là người quen hay chính bản thân Lương Hiểu Âu đều cảm thấy mình là người cố chấp, nhưng đối mặt với phân phó của trưởng phòng Vương thì nàng cảm thấy rất kỳ quái, mình sao không phản kháng. Chẳng lẽ đây là quan uy mà mọi người thường hay nói đến? Tiểu Lý thấy Lương Hiểu Âu không có vấn đề gì, hắn đưa Lương Hiểu Âu lên xe taxi rồi rời đi. Lương Hiểu Âu lên xe và cảm thấy đầy nghi vấn, có phải trưởng phòng Vương sẽ cho mình cơ hội phỏng vấn không? Lãnh đạo hầu như đều cực kỳ bận rộn, đặc biệt là những cấp bậc lãnh đạo như trưởng phòng Vương, có không biết bao sự việc đang chờ được xử lý. Đối phương có thể nhớ rõ ước định với mình sao? Lương Hiểu Âu càng nghĩ và càng cảm thấy không có lòng tin. Khi Lương Hiểu Âu đang bàng hoàng thì điện thoại của nàng chợt vang lên. Nàng nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thì ra là một người bạn học cùng đi thực tập như nàng là Trần Dương gọi điện thoại đến. Vừa mới nghe máy thì đối phương đã khẽ nói, Hiểu Âu, bạn đang ở chỗ nào? Tôi mới rời khỏi phòng của tổng biên tập. Thầy Lý nói không hay về bạn, nói là vì sơ suất của cô mà làm ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn hôm nay. Trần Dương thông báo làm cho Lương Hiểu Âu vốn đang cảm thấy bất an càng thêm khó chịu. Nàng có quan hệ không tệ với Trần Dương, hơn nữa Trần Dương trước kia theo đuổi nàng, thế nên nàng tin đối phương sẽ không gạt mình. Lý Phóng Châu vì sao lại làm như vậy? Khi Lương Hiểu Âu đang cảm thấy rất khó chịu thì Trần Dương ở bên kia chợt nói tiếp, Tiểu Âu, có phải bạn bị người ta hãm hại rồi không? Tối qua tôi thấy Trình Lợi cùng dùng cơm với Lý Phóng Châu. Trình Lợi là một người bạn học cùng đi thực tập như Lương Hiểu Âu, dù Nhật báo Nam Giang mở rộng cửa cho đám người bọn họ đến thực tập, thế nhưng rốt cuộc giữ lại người nào thì căn bản là không biết được. Cũng vì chỉ tiêu của Nhật báo Nam Giang mà Lương Hiểu Âu cảm thấy thái độ của Trình Lợi với mình chợt biến đổi, hai bên không còn thân thiết với nhau, nhưng nàng căn bản không ngờ Trình Lợi và Lý Phóng Châu lại quấn lấy nhau. Tôi biết rồi. Lương Hiểu Âu lên tiếng với Trần Dương, nàng thầm nghĩ trước đó mình đã mang theo máy ghi âm, vì nàng là người thận trọng nên không thể nào quên mang theo được. Nếu như không phải là nàng không quên mang theo, như vậy chỉ có thể là. Sau khi cúp điện thoại của Trần Dương thì Lương Hiểu Âu rơi vào trầm tư, nàng chợt cảm thấy có chút đau lòng. Nàng và Trình Lợi có quan hệ khá tốt trong trường, hai người cũng coi là khá hợp ý, nhưng nàng cũng không ngờ đối phương sẽ cố ý hãm hại mình. Cái gì chứ? Xem như mình nhìn lầm người, nhưng trưởng phòng Vương đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của mình, tin chắc rằng lãnh đạo tòa soạn sẽ cho mình cơ hội. Khu văn phòng của Nhật báo Nam Giang ở vào trung tâm thành phố Đông Hồng, một tòa soạn 15 tầng căn bản không phải quá kiêu ngạo so với các kiến trúc bên cạnh, thế nhưng khí thế mạnh mẽ của nó lại làm cho người ta sinh ra cảm giác chói mắt. Lương Hiểu Âu bước xuống xe, vì ngồi trên xe nên nàng quên cả đau đớn, bây giờ cơn đau xuất hiện tập kích đầu óc của nàng. Làm cho mỗi bước đi đều sinh ra cảm giác nhói trong người. Khi nàng đến trước cổng của Nhật báo Nam Giang, điện thoại của nàng chợt vang lên. Chương 1241 2 anh là đấng cứu thế của tôi. Người gọi điện thoại đến cho Lương Hiểu Âu chính là vị phó chủ nhiệm chủ quản. Đây là một người đàn ông hơn 40 tuổi, khá tốt với Lương Hiểu Âu, dù là việc gì cũng quan tâm đến nàng. Khi Lương Hiểu Âu thuê phòng ở tỉnh Nam Giang thì hắn ta cũng quan tâm giúp đỡ. Tiểu Âu, đây là có chuyện gì vậy? Một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy thì sao cô lại quên mang theo máy ghi âm? Cô có biết không, hành vi này của cô để lại ấn tượng rất xấu với các vị lãnh đạo tòa soạn. Vừa mới nối thông điện thoại thì giọng nói phê bình của vị phó chủ nhiệm đã truyền đến bên tai Lương Hiểu Âu.
Lương Hiểu Âu đã biết được chuyện gì xảy ra nhờ vào thông tin của Trần Dương, lúc này nàng cảm thấy mình cực kỳ uất ức. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái vừa mới bước chân vào xã hội, nàng gặp chuyện lớn như vậy thì không nhịn được mà lên tiếng, chủ nhiệm Hà, chuyện này tôi cảm thấy là có người cố ý nhắm vào tôi. Cố ý làm khó cô, Tiểu Âu, tôi cảm thấy dù có nguyên nhân là gì thì sự việc này cô cũng phải chủ động xin lỗi lãnh đạo, để xem có thể cứu vãn được gì không. Chủ nhiệm Hà trầm ngâm giây lát thì giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn khẽ dùng giọng đề nghị nói với Lương Hiểu Âu. Lương Hiểu Âu lúc này cảm thấy cực kỳ uất ức, vết thương trên chân lại nhói lên làm nàng cảm thấy rất đau. Nhưng bây giờ nàng bị người ta hãm hại, một cảm giác khuất nhục làm cho nàng không thể nào không chảy cả nước mắt. Lương Hiểu Âu nhìn khu văn phòng cao ngất mà xoa xoa hai mắt của mình, trong tòa nhà này có không ít người đang chuẩn bị nhìn nàng bị mắng, dù thế nào thì nàng cũng không thể khóc. Lương Hiểu Âu cắn môi và đi lên lầu. Khi bảo vệ mỉm cười chào hỏi, nàng cố nén cảm giác không thoải mái trong lòng mà nở nụ cười đáp lễ. Nhưng khi nàng cố gắng nở nụ cười đi vào trong văn phòng thì cảm thấy gương mặt của mình cực kỳ khó chịu. Chính mình làm sao vậy? Tiểu Âu, có chuyện gì xảy ra vậy? Một cuộc phỏng vấn lớn như vậy mà cô quên mang máy ghi âm là sao? Tôi nói cho cô biết. Xã trưởng và tổng biên tập căn bản cực kỳ quan tâm đến công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này, muốn biểu hiện một chút thực lực của Nhật báo Nam Giang với lãnh đạo tỉnh ủy mà đặc biệt là trưởng phòng Vương, thế nên mới cho các người đặc biệt chạy đi đưa tin. Bây giờ thì tốt rồi, cô sao lại không mang theo máy ghi âm vào đúng thời điểm quan trọng như vậy? Vừa đi vào trong phòng thì chủ nhiệm Tô với gương mặt lạnh lùng giống như muốn cắn nuốt Lương Hiểu Âu đi đến trầm giọng nói. Chủ nhiệm Tô là người phụ trách phòng ban của Lương Hiểu Âu. Bình thường có tính tình rất tốt, bây giờ nhìn gương mặt của chủ nhiệm Tô thì Lương Hiểu Âu cảm thấy thời gian tới của mình không được tốt cho lắm. Khi Lương Hiểu Âu chuẩn bị lên tiếng thì một người quen thuộc đi đến bên cạnh nói, Tiểu Âu, sao cô luôn vứt bừa bãi như vậy? Cô có biết không vì thói quen không hay của cô mà chủ nhiệm Tô đã bị lãnh đạo phê bình? Người lên tiếng là Trình Lợi, Lương Hiểu Âu nhìn người bạn học đứng bên cạnh mình, nàng chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng nhìn gương mặt đầy ẩn ý của Trình Lợi, thế là không nhịn được muốn lớn tiếng nói hai câu. Đúng lúc này chủ nhiệm Tô chợt nói, được rồi, đừng nói những lời vô ích nữa. Tiểu Âu, lãnh đạo đã nghiên cứu xem xét, cô không còn thích hợp thực tập ở đơn vị của chúng tôi nữa. Nhưng cô cứ yên tâm, cô cứ thực tập ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cho cô bản ghi chép đầy đủ, tuyệt đối không làm cho cô toi công trong thời gian qua. Khi Lương Hiểu Âu đi lên lầu đã nghĩ đến nhiều lời nói. Khi gặp mặt lãnh đạo thì phải nói gì trước, nhưng nàng cũng không ngờ lãnh đạo không cho mình một cơ hội, căn bản khai trừ chính mình. Chủ nhiệm Tô, chuyện này tôi, Lương Hiểu Âu dùng giọng không phục nói với chủ nhiệm Tô. Nhưng Lương Hiểu Âu còn chưa nói xong thì chủ nhiệm Tô đã khoát tay mất kiên nhẫn nói, Lương Hiểu Âu, bây giờ không còn là lúc cô tìm lý do, dù là lý do gì cũng không giải thích cho sai lầm của cô ngày hôm nay. Cô có biết sai lầm của mình làm cho tòa soạn bị động thế nào không? Lúc này lãnh đạo đang cố gắng tìm cách đền bù sai lầm lần này, cô cũng đừng gây thêm phiền phức. Chủ nhiệm Tô nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình, tiếng đóng cửa khá lớn đã nói rõ tâm tình của chủ nhiệm Tô là không tốt chút nào. Tiểu Âu, có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường cô rất cẩn thận, sao hôm nay lại? Trình Lợi đi đến bên cạnh Lương Hiểu Âu rồi dùng giọng ân cần hỏi. Lương Hiểu Âu nhìn gương mặt đầy đồng tình của Trình Lợi, nàng đã biết rõ tất cả mọi thứ. Nhưng lúc này nàng xem như cũng đã trưởng thành, nàng biết rõ bây giờ đã muộn, mình dù có mở miệng gây náo loạn cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Đi thôi, coi như có thêm kinh nghiệm, nhìn thấu một số người, xem như mua một bài học cho mình. Lương Hiểu Âu thầm an ủi mình như vậy, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Những ngày qua Lương Hiểu Âu có quan hệ khá tốt với nhân viên của Nhật báo Nam Giang, có vài người đến nói lời chào với nàng, cũng có vài người tỏ ra đáng tiếc. Lương Hiểu Âu cầm một chiếc túi đựng những món đồ thuộc về mình rồi đau thương rời khỏi Nhật báo Nam Giang. Khi rời khỏi nơi này nàng vẫn luôn ngẩng đầu lên, nàng là một cô gái cuột cường, nàng ý thức được tình huống của mình, nếu cúi đầu để người ta chê cười thì không bằng bình tĩnh rời đi. Trần Dương muốn đưa Lương Hiểu Âu đi, thế nhưng nàng từ chối. Sau khi rời khỏi cổng tòa soạn, nàng cũng không đi xa, mà đi đến một công viên gần đó ngồi xuống. Người trong công viên từ ít chuyển thành nhiều, Lương Hiểu Âu cũng không có tâm tư chú ý, trong đầu nàng nghĩ đến nguyên nhân thất bại lần này và con đường tương lai về sau.
Khi nghĩ đến gương mặt tươi cười đắc ý của Trình Lợi, nàng thật sự hy vọng có người nào giúp đỡ mình dạy bảo đám tiểu nhân kia một bài học. Trần Dương sao? Không thể, lúc này trong đầu nàng chỉ có nụ cười và gương mặt của người đàn ông kia. Nàng cũng không rõ vì sao mới nói chuyện vài câu với đối phương mà mình lại có tâm tư như vậy. Sau này căn bản không có giao tế gì nữa rồi. Lương Hiểu Âu nghĩ đến người đàn ông với nụ cười kia, nàng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, khi nàng đang định đứng lên thì điện thoại vang lên. Lương Hiểu Âu nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, là số điện thoại của văn phòng tòa soạn. Bây giờ nàng đã ra đi, nàng cũng không có tâm tư nghe máy, thế nên trực tiếp cúp máy. Nhưng điện thoại giống như một con đĩa đói, vẫn tiếp tục đổ chuông. Lương Hiểu Âu nghĩ rằng đó là có người đồng sự nào muốn nói lời an ủi với mình, căn bản là không có tác dụng, nàng không muốn tiếp nhận sự đồng tình của người ta. Nhưng lúc này chiếc điện thoại cứ mãi đổ chuông bên tai. Lương Hiểu Âu cũng không nghe máy, nàng bấm nút tắt. Khi nàng chuẩn bị tắt máy thì một số điện thoại lạ gọi đến, nàng nhìn dãy số kia rồi không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ xem có nên tiếp nhận hay không. Ngày mai còn phải tiếp tục tiến lên, Lương Hiểu Âu nhất định sẽ làm ra sự nghiệp. Nàng nghĩ như vậy và tắt điện thoại, chuẩn bị thả lỏng bản thân một chút. Lương Hiểu Âu đi vào công viên Tây Môn, nàng nhìn những ông lão trong công viên, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng đi vào trong một quán nhỏ ven đường, mua một chút mứt, đúng lúc thấy chủ nhiệm Tô Thổ Hồng hộc chạy về phía mình. Tiểu Âu, sao cô không nghe máy? Chủ nhiệm Tô thấy Lương Hiểu Âu thì giống như tìm được đứa con đang bỏ nhà ra đi của mình. Biểu hiện của chủ nhiệm Tô làm cho Lương Hiểu Âu có chút khinh thường, không biết từ khi nào mình trở nên quan trọng trong mắt của chủ nhiệm Tô như vậy. Chương 1242, mặt trời lại mọc. Lương Hiểu Âu mặc một bộ trang phục công sở quy củ ngồi đối diện với Vương Tử Quân, lúc này trong lòng nàng có chút căng thẳng, sợ mình không cẩn thận làm không tốt công tác phỏng vấn lần này. Cũng may tính chuyên nghiệp của Lương Hiểu Âu là rất mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là dù thế nào cũng phải hoàn thành cuộc phỏng vấn lần này. Kinh nghiệm của ngày hôm nay căn bản giống như quá lớn với Lương Hiểu Âu, khi nàng đang cực kỳ thất ý, chủ nhiệm Tô chạy đến, sau đó phó tổng biên tập chạy đến, thậm chí là vị xã trưởng ngày thường hay giấu mặt cũng giá lâm. Hầu như chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì tất cả lãnh đạo của tòa soạn Nhật báo Nam Giang đều chạy đến. Trước kia đám lãnh đạo này căn bản có gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng bây giờ lại nhìn Lương Hiểu Âu bằng ánh mắt đầy từ ái. Đúng vậy, phải là hai chữ từ ái, Lương Hiểu Âu căn bản chưa từng nghĩ rằng các vị lãnh đạo tòa soạn lại hòa ái dễ gần và bình dị gần gũi như vậy. Khi chủ nhiệm Tô tiến hành phê bình hành vi không tiếp nhận điện thoại của Lương Hiểu Âu, vị xã trưởng gần đây rất nghiêm túc lại dùng giọng ôn hòa cản lời của chủ nhiệm Tô. Vị lãnh đạo này nói chính mình xử lý vụ này quá gấp gáp. Không cẩn thận làm cho đồng chí Tiểu Âu phải chịu uất ức, nói rằng trách nhiệm chủ yếu là của mình. Sau khi xã trưởng nói xong thì tổng biên tập tiến hành khen thưởng công tác của Lương Hiểu Âu. Mặc dù có một số việc không phải là Lương Hiểu Âu xử lý, thế nhưng xã trưởng nở nụ cười làm cho nàng không dám có chút ý nghĩ phản bác. Các vị lãnh đạo khác thì càng gật đầu, cũng không thiếu các vị đồng sự trong tòa soạn nói rằng sẽ cố gắng học tập theo Lương Hiểu Âu. Không ít người có quan hệ tốt với Lương Hiểu Âu nở nụ cười vui sướng, nhưng gương mặt Lý Phóng Châu thì cực kỳ âm trầm. Lương Hiểu Âu không quan tâm đến vẻ xấu hổ của thầy Lý, lúc này tổng biên tập và xã trưởng đứng ở hai bên người nàng, bọn họ nhiệt tình mở miệng thăm hỏi về cuộc sống của nàng. Sau khi tiễn xã trưởng lên xe, lãnh đạo chợt nói cho Lương Hiểu Âu biết có chuyện gì phát sinh. Thì ra sau khi nàng bỏ đi, văn phòng của Phó Chủ tịch tỉnh ủy gọi điện thoại đến. Để cho tòa soạn đưa phóng viên đến tiếp nhận phỏng vấn trưởng phòng Vương. Sau khi biết được tin tức này thì xã trưởng và tổng biên tập thật sự rất vui, hai người một lòng tiếp cận Vương Tử Quân nhưng căn bản là không có cơ hội, bây giờ cơ hội đến, bọn họ thật sự vui mừng như điên. Tổng biên tập tiếp nhận điện thoại và mở miệng nói sẽ cho phóng viên có thâm niên đến phỏng vấn lãnh đạo, nhưng không ngờ nhân viên của phòng tổ chức lại từ chối, nói là yêu cầu đồng chí Lương Hiểu Âu đến phỏng vấn. Tổng biên tập biết được tin tức này thì ngây cả người, trong phòng tổ chức tỉnh ủy có một vị trưởng phòng và ba vị phó phòng, người họ Vương chỉ có một, đó chính là thường ủy tỉnh ủy Vương Tử Quân. Thường ủy tỉnh ủy điểm danh phóng viên tòa soạn sao? Địa vị của trưởng phòng Vương Tử Quân căn bản là cách quá xa một sinh viên đang thực tập như Lương Hiểu Âu, nói trắng ra thì dùng pháo cao xạ bắn ruồi, căn bản là không xứng. Tổng biên tập cảm thấy có chút không chân thật, thiếu chút nữa nghi ngờ người ta gọi điện thoại đến trêu chọc mình.
nhưng ngay sau đó tổng biên tập phái người đi tìm Lương Hiểu Âu, không ngờ vị sinh viên thực tập kia vừa mới bị sa thải. Sau khi nghe được tin tức này thì tổng biên tập đang trò chuyện với xã trưởng cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, thầm nghĩ chẳng lẽ Lương Hiểu Âu này có lai lịch lớn. Nếu như đối phương không có quan hệ cứng, như vậy thì sao có thể có tình huống này được? Nhưng nếu đối phương thật sự có quan hệ, như thế xem như đã đắc tội với người. Xã trưởng cuối cùng cũng là lãnh đạo có kinh nghiệm, hắn gọi điện thoại cho người quen công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, trùng hợp người này có tham gia hội nghị tuyển chọn vào buổi sáng, hắn cũng có mặt khi Lương Hiểu Âu vấp ngã. Sau khi người kia nói ra tường tận sự việc thì còn dùng giọng trêu chọc nói với xã trưởng, này xã trưởng Sử, trưởng phòng Vương căn bản khen ngợi không dứt miệng với phóng viên của Nhật báo Nam Giang, nói là phóng viên trẻ tuổi kia rất chuyên nghiệp, nói rằng chúng tôi cần phải học tập theo cô ấy. Xã trưởng Sử nghe đối phương nói lời trêu chọc mà không khỏi cảm thấy toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nói vài câu vui vẻ rồi cúp điện thoại. Sau đó xã trưởng Sử và tổng biên tập nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm Tô, phân phó không tiếc bất cứ cái giá nào để tìm cho bằng được phóng viên Lương Hiểu Âu. Chủ nhiệm Tô tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng khi thấy hai vị lãnh đạo sốt ruột như vậy thì hắn vội vàng gọi điện thoại cho Lương Hiểu Âu, thế nhưng điện thoại đổ chuông mà không ai nghe máy. Chủ nhiệm Tô còn nói để đến chiều sẽ gọi điện thoại, thế nhưng tổng biên tập đã mất kiên nhẫn, lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lương Hiểu Âu. Nhưng Lương Hiểu Âu cũng không nể tình, không nghe máy. Sau khi gọi vài lượt thì chủ nhiệm Tô thấy trán tổng biên tập đổ mồ hôi, thầm nghĩ Lương Hiểu Âu là một sinh viên, căn bản không hiểu cái gì gọi là tính kỷ luật tổ chức, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không ngờ tổng biên tập lúc này cũng không nổi nóng. Cũng không trách cứ Lương Hiểu Âu mà gọi điện thoại cho một người bạn đang công tác ở công ty viễn thông, yêu cầu xác định vị trí của Lương Hiểu Âu. Sau khi xác định được vị trí của Lương Hiểu Âu, tất cả các nhân viên của tòa soạn đều được phái đi, mục đích chính là tìm cho bằng được Lương Hiểu Âu. Lần này Lương Hiểu Âu đi đến phỏng vấn bằng chiếc xe tốt nhất của tòa soạn, trước khi đến thì tổng biên tập còn phân phối cho nàng một đoàn thể hùng mạnh theo sau, căn bản trực tiếp ra lệnh cho những người có lý lịch kia một câu thế này. Toàn lực phục vụ Lương Hiểu Âu, đặt sự kiện phỏng vấn này là nhiệm vụ chính trị cao độ cần phải hoàn thành. Đối với Lương Hiểu Âu thì tổng biên tập căn bản mở lời cực kỳ uyển chuyển, đồng chí Hiểu Âu, cô nhất định là một phần tử của tòa soạn, lần này nhất định phải làm cho trưởng phòng Vương lĩnh hội được trình độ của tòa soạn chúng ta. Là một phần tử của tòa soạn, câu nói này của tổng biên tập rất có ý nghĩa, Lương Hiểu Âu đã từng nghe các vị đồng sự nói qua. Nếu muốn thuận lợi tiến lên chính thức thì phải vượt qua cánh cửa của tổng biên tập. Chỉ là nàng liên tục ngã xuống, đến nay còn chưa tìm được bí quyết nào. Lời nói này của tổng biên tập làm cho nàng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, nàng đã hy vọng mình được tiến lên làm chính thức, cảm thấy như vậy sẽ rất vui sướng. Khi đến khu văn phòng của phòng tổ chức thì Lương Hiểu Âu đã có chuẩn bị rất đầy đủ, nàng cùng các trợ thủ của mình cho ra vài phương án thực hiện phỏng vấn. Nàng cũng liên tục khuyến khích mình. Cảm thấy tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ, căn bản mình có thể làm tốt. Nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy có hơi bối rối. Lương Hiểu Âu vốn đã chuẩn bị sẵn lời nói, bây giờ lại ăn nói hơi lắp bắp, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy rất sốt ruột. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút gò bó của Lương Hiểu Âu, hắn sinh ra cảm giác muốn cười. Hắn có thể hiểu được cảm giác của vị phóng viên này. Nhưng hắn cũng không khỏi thở dài vì mình trở nên đáng sợ trong mắt của đối phương. Lương Hiểu Âu, cô thích uống trà hay cà phê? Vương Tử Quân cũng không muốn làm cho Lương Hiểu Âu phải quẫn bách, hắn mở miệng giải vây cho nàng. Lúc này lòng bàn tay của Lương Hiểu Âu đã vã đầy mồ hôi, nàng nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì vội vàng gật đầu nói, uống trà, tôi uống trà. À, đáp án này của cô rất có tiêu chuẩn, chỗ của tôi chỉ có trà. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo với Du Giang Vĩ ở bên cạnh, pha trà cho phóng viên Hiểu Âu, chúng tôi vừa uống trà vừa trò chuyện. Du Giang Vĩ căn bản sẽ chấp hành tất cả phân phó của trưởng phòng Vương, hắn nhanh chóng đưa một ly trà nóng đến trước mặt Lương Hiểu Âu. Lúc này Lương Hiểu Âu thấy Vương Tử Quân còn có tâm tư trêu chọc mình, thế là dần bình tĩnh trở lại. Dù sao nàng cũng là sinh viên tốt nghiệp học viện truyền thông chuyên nghiệp, nàng căn bản cực kỳ có trình độ. Thế nên chỉ sau vài phút thì nàng đã tiến vào trong trạng thái công tác, tất cả được tiến hành cực kỳ bài bản. Khi Lương Hiểu Âu hỏi phương án chọn lựa cán bộ công khai có thể được triển khai mở rộng vào thời gian sau hay không, Vương Tử Quân dùng giọng khẳng định nói, chọn lựa cán bộ công khai chính là con đường lựa chọn cán bộ của tương lai,
như vậy thì cán bộ mới có thể càng ngày càng trưởng thành và cầu tiến. Trong tương lai không xa thì phương án này sẽ càng được phổ cập, càng được nhiều phòng tổ chức các tỉnh chọn dùng, tỷ lệ chọn lựa cán bộ công khai như vậy sẽ ngày càng lớn, do đó thực hiện công tác bình thường hóa, khoa học hóa, quy phạm hóa quy chế tuyển chọn cán bộ. Lương Hiểu Âu đặt máy ghi âm lên bàn rồi nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng, vô tình nàng chợt ngây cả người. Lúc này người đàn ông trước mặt biểu hiện sự thông minh cao độ, biểu hiện ung dung bình tĩnh hơn người, dùng tư tưởng để biểu hiện ý nghĩ của mình. Cảm giác này làm cho Lương Hiểu Âu thật sự mê say, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, muốn phỏng vấn trưởng phòng Vương ở khoảng cách gần, muốn đào sâu tư tưởng của lãnh đạo. Nhưng ngay sau đó ý nghĩ này của nàng đã bị tàn phá, khi nàng đang chuẩn bị hỏi một vấn đề cuối cùng, vị thư ký khôn khéo kia đã gõ cửa đi vào khẽ xin chỉ thị, trưởng phòng Vương, đã đến giờ đi nghiên cứu phòng tài chính, anh xem. Lương Hiểu Âu có chút thất vọng, xem như đã kết thúc phỏng vấn. Nàng lưu luyến đứng lên nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Phóng viên Hiểu Âu, trình độ của cô rất cao, tìm tin rất chuẩn, tôi mong rằng sau này cô sẽ tạo nên nhiều thành tích khi tham gia công tác ở tòa soạn. Trước khi đi thì Vương Tử Quân cũng không quên nói vài lời khuyến khích, Lương Hiểu Âu tuy cảm thấy đây là lời của lãnh đạo phía cấp ủy chính quyền, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Hiểu Âu, cố phải mời khách mới được. Đây là lần đầu tiên trưởng phòng Vương tiếp nhận phỏng vấn sau khi đến tỉnh Nam Giang. Những vị đồng sự liên tục mở miệng trêu chọc Lương Hiểu Âu, còn có người dùng ngôn từ chuẩn xác nói sau sự kiện phỏng vấn lần này thì chuyện Lương Hiểu Âu ở lại Nhật báo Nam Giang đã là chuyện ván đóng thuyền. Sau này nếu tòa soạn muốn phỏng vấn trưởng phòng Vương thì chỉ có thể phái nàng đi ra mà thôi. Lúc này bên cạnh vang lên lời trêu chọc của đồng sự nhưng trong đầu Lương Hiểu Âu chỉ là hình bóng của trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân căn bản là bình tĩnh ung dung, cực kỳ nhạy cảm và quả cảm, căn bản không phải là một vị trưởng phòng tổ chức đơn giản, cũng không phải không có thực lực. Thiếu nữ thường ôm ấp tình cảm như vậy, tuy Lương Hiểu Âu biết rõ đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trong công tác của nàng, sau này không biết có thể gặp mặt trưởng phòng Vương hay không, thế nhưng nàng không nhịn được phải dùng Vương Tử Quân để so sánh với những người đàn ông bên cạnh mình. Lúc này những người đàn ông trước kia từng làm cho Lương Hiểu Âu động lòng đã trở nên rất mơ hồ, chỉ còn một hình bóng duy nhất khắc sâu trong đầu nàng. Lãnh đạo vẫn luôn muốn tiến lên kiêm nhiệm vị trí phó phòng tuyên truyền, hi hi, anh ấy sao không muốn lưu lại ấn tượng tốt với trưởng phòng Vương. Chỉ khi nào trưởng phòng Vương đồng ý giúp đỡ, như vậy anh ấy mới có thể tiến lên. Cô không biết sao, bây giờ trưởng phòng Vương là thế lực mạnh ở trong tỉnh Nam Giang, người bình thường sao có thể động vào được. Lúc này là thời đại khác biệt, người biết được tin tức của lãnh đạo thường được xem là có bản lĩnh, một người đồng sự của Lương Hiểu Âu chợt nói như vậy, giống như rất quen thuộc với trưởng phòng Vương. Lương Hiểu Âu ngồi bên cạnh không nói lời nào, biểu hiện khá phức tạp. Tuy nàng cảm thấy lời nói của đối phương căn bản không quá đáng tin, thế nhưng nàng lại cảm thấy chủ đề liên quan đến trưởng phòng Vương Tử Quân làm cho người ta phải đắm chìm suy nghĩ miên man. Chương 1234, một không đắc ý nhất thời. Ôn Đô Hoa Viên là một khách sạn 5 sao của thành phố Đông Hồng, ở đường Tây Giao, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, là một địa phương nghỉ ngơi giải trí, cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động liên quan đến phương diện thư ký ở tỉnh Nam Giang. Ngoài phương diện mở cửa đối ngoại thì bên trong Ôn Đô Hoa Viên còn có một bức tường ngăn cách ra một khu vực rộng vài chục hecta, chủ yếu dùng cho công tác tiếp đãi của tỉnh Nam Giang, lãnh đạo tỉnh ủy cũng đôi khi đến đây họp. 10 giờ sáng Vương Tử Quân đi vào biệt thự số 3 của Ôn Đô Hoa Viên, lúc này đang ở vào thời điểm cuối thu, toàn bộ Ôn Đô Hoa Viên đầy màu xanh rào rạt. Vương Tử Quân đến nơi này vì nhận được thông báo của Khuất Chấn Hưng, nói là bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân có vài việc cần trò chuyện với hắn. Thời gian một tháng qua Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Diệp Thừa Dân, vì vậy sau khi nhận được điện thoại của Khuất Chấn Hưng, Vương Tử Quân đi xe đến Ôn Đô Hoa Viên. Khi hắn xuống xe, trưởng phòng Hà Y Y đã đứng sẵn bên ngoài cổng nơi tiếp đãi của tỉnh ủy để đón chào hắn. Vì nơi này được xác định là một trong những địa điểm tiếp đãi của tỉnh ủy Nam Giang thế nên Hà Y Y xuất hiện chỗ này cũng không có gì là khác lạ. Người phụ nữ này chưa đến 40, mặc một bộ váy vàng nhạt có vẻ rất quyến rũ, nhìn qua lại khôn khéo giỏi giang. Nàng có làn da trắng ngần, làm cho người ta gặp mặt không quên phải suy nghĩ miên man bất định. Vương Tử Quân đã từng gặp mặt người này, hắn lục tìm trong trí nhớ của mình, ngay sau đó tìm được phương pháp đối ứng. Phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp thường làm cho người ta có chút thoải mái, thế cho nên Vương Tử Quân chợt nói, trưởng phòng Hà, thì ra là chị.
Chào trưởng phòng Vương, vì Hạ Y Y chủ yếu làm công tác tiếp đãi nên bình thường cũng có biểu hiện cực kỳ phóng khoáng thoải mái. Bây giờ nàng đối mặt với một vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ không keo kiệt giữ lại nụ cười. Vương Tử Quân từng gặp mặt Hạ Y Y một lần, người phụ nữ này rất giỏi ứng phó với các hoàn cảnh, làm rất tốt công tác của mình, căn bản cũng cực kỳ đúng chỗ. Hôm nay đáng lý không phải là Hạ Y Y đứng chỗ này đón Vương Tử Quân, thế nhưng vừa nghe nói trưởng phòng Vương sẽ đến, nàng vận dụng quyền lợi trong tay để nhận nhiệm vụ tiếp đãi này. Tuy nàng không có giao tình gì với Vương Tử Quân, thế nhưng nàng căn bản là rất muốn cầu tiến, cực kỳ cam tâm tình nguyện tiếp xúc với lãnh đạo, tranh thủ lời nói của trưởng phòng Vương với mình ở Nam Giang. Cái tên Hạ Y Y làm cho nhiều lãnh đạo gọi tên nàng phải có chút cẩn thận, mặc dù trong quan trường không thiếu những câu chuyện mập mờ, thế nhưng biểu hiện dù thế nào cũng phải thoải mái phóng khoáng. Vương Tử Quân cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương, hắn cảm thấy gió thơm phả vào mặt, cuối cùng cười bắt tay với Hạ Y Y Y, khổ cực rồi. Hạ Y Y vừa dẫn đường vừa mỉm cười dùng giọng ẩn tình nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, chúng ta chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa cũng không nói được vài lời. Lãnh đạo lại nhớ kỹ tên của tôi, làm cho tôi thật sự cảm thấy kích động. Tất cả lãnh đạo đều thích người tuyến dưới nói vài lời nịnh nọt vào thời điểm thích hợp, nhưng nếu nói quá nhiều cũng không hay, so ra thì lời nịnh hót của Hạ Y Y lúc này cũng khá sinh động. Đối với người trong quan trường, đặc biệt là phụ nữ thì tất cả đều rõ ràng, thân trong quan trường ai cũng muốn bày ra ưu thế tài nguyên của mình, cố gắng để tài nguyên này lấy được giá trị. Một người có thành tựu lớn nhỏ thế nào trong quan trường căn bản liên quan mật thiết đến tài nguyên và phương diện rào sâu cảm tình. Phụ nữ thường có nhiều tài nguyên hơn đàn ông, điều này có liên quan đến phương diện giới tính. Khi thấy Vương Tử Quân có thái độ ôn hòa với mình thì Hạ Y Y căn bản là có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua. Dù sao thì nếu muốn lãnh đạo kéo anh vào trong vòng quan hệ của mình cũng không phải là làm một lần rồi xong. Hạ Y Y luôn là một người phụ nữ khôn khéo, cũng là một người hiểu rõ con đường mình cần phải đi. Nhưng đối mặt với một vị lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân thì thật sự căn bản không có nhiều điểm để mở miệng. Dù là nàng có chịu thì Vương Tử Quân căn bản cho mình cơ hội làm trâu già gặm cỏ non sao. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến những suy nghĩ lung tung của Hạ Y Y, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến sự kiện Diệp Thừa Dân triệu kiến mình, gọi mình đến làm gì. Chẳng lẽ vì chuyện chọn lựa cán bộ công khai, hình như cũng không phải là như vậy. Vì trước đó hắn đã đến báo cáo rõ ràng với bí thư Diệp rồi. Vài phút sau Vương Tử Quân đi vào ngôi biệt thự của Diệp Thừa Dân, Khuất Chấn Hưng đang chờ ở nơi đó, khi thấy Vương Tử Quân thì tươi cười tiến lên đón chào. Trưởng phòng Vương, hôm nay tâm tình của lãnh đạo rất tốt, vừa rồi mới câu được một con cá chép 3 cân, chuẩn bị làm món cá chép nấu giấm đãi ngài. Khuất Chấn Hưng cười bắt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng giống như tùy ý nói. Lời nói này của Khuất Chấn Hưng thật ra chủ yếu là để lấy lòng Vương Tử Quân, hắn nói đến tâm tình của Diệp Thừa Dân, từ góc độ nào đó muốn giúp đỡ quan tâm đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cảm ứng được phần nhân tình này của Khuất Chấn Hưng, hắn vừa bắt tay Khuất Chấn Hưng vừa cười nói, cảm ơn cậu, không ngờ hôm nay lại có lộc ăn, nhất định phải uống với bí thư Diệp 2 ly mới được. Hai người trò chuyện với nhau rồi đi vào trong nhà, đi đến cửa phòng của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân đang đọc sách bên ban công, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì tiện tay buông sách ra, cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, tôi vốn có thời gian rảnh rỗi nửa ngày, thế là nhất thời nảy lòng tham, gọi cậu đến đây thương lượng. Đến vị trí của mình thì Diệp Thừa Dân trên cơ bản đều khống chế được thời gian, Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân rồi nói, bí thư Diệp, ngài kéo tôi đến thưởng thức cuộc sống, tôi thật sự cầu còn chưa được. Điều này nói rõ lãnh đạo quan tâm đến thủ hạ. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân nói như vậy thì tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn. Diệp Thừa Dân nói rồi dùng giọng tùy ý hỏi, 2 ngày qua cậu có đi Ma Đô không? Những lúc nên về thì phải về thăm nhà một chút, nếu không lần sau tôi gặp mặt chủ tịch Vương, anh ấy nói tôi dùng con mình quá nghiêm khắc, ngay cả thời gian về thăm cha già cũng không có, khi đó tôi cũng không biết phải nói làm sao. Với vị trí của Vương Quang Vinh thì căn bản là chênh lệch khá lớn với Diệp Thừa Dân, nhưng bây giờ Diệp Thừa Dân lại thành thật đặt mình và Vương Quang Vinh lên cùng một vị trí, tất nhiên nguyên nhân là vì Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân nhắc đến Vương Quang Vinh, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tuyệt đối không cho rằng vì bí thư Diệp thích nói chuyện liên quan đến bố mình. Với tình thế hiện tại của Vương Tử Quân,
chỉ cần suy xét là biết rõ Diệp Thừa Dân muốn biết đáp án gì. Chương 1234, hay không đắc ý nhất thời. Thế là Vương Tử Quân cười nói, hai ngày trước tôi chuẩn bị đi thế nhưng vì công tác quá bể bộn mà khó thể dịch chân được. Nhưng cuối tuần tôi về thủ đô họp thì có may mắn gặp Bí Thư Lâm, nhờ anh ấy gửi lời thăm hỏi đến ông cụ. Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho nụ cười của Diệp Thừa Dân càng thêm sáng lạn, càng có thêm vài phần tán thưởng Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân giống như đang bàn việc nhà với Vương Tử Quân, nói thêm vài việc vặt, sau đó di chuyển chủ đề sang phương diện công tác. Trưởng phòng Tử Quân, tôi nghe nói sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này có được tiếng vang khá lớn, không ít thành phố đang chuẩn bị thực hiện công tác chọn lựa cán bộ công khai trong khu vực của mình. Diệp Thừa Dân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân căn bản là rất thích phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này, vì khi mà truyền thông khắp nơi liên tục đưa tin về chọn lựa cán bộ công khai, cuối cùng thì lãnh đạo thượng cấp cũng coi trọng sự kiện này. Lãnh đạo căn bản là khen ngợi công tác của tỉnh Nam Giang, khen ngợi Diệp Thừa Dân có tinh thần tiến thủ khi công tác. Đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì cơ hội được lãnh đạo khen thưởng cũng không nhiều, thế cho nên lão rất coi trọng lời khen của lãnh đạo. Không ngờ chỉ là một vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng lại đem đến cho lão nhiều chỗ tốt như vậy. Bí thư Diệp, dù phương án chọn lựa cán bộ công khai sẽ ngày càng quan trọng và chủ yếu, hơn nữa sau này sẽ càng có thêm nhiều nơi áp dụng, thế nhưng tôi không đồng ý cách chọn lựa cán bộ công khai như ong vỡ tổ. Dù sao thì phương thức này vẫn còn dần được hoàn thiện, mới chỉ ở vào giai đoạn thăm dò mà thôi. Trước khi chưa tổng kết ra kinh nghiệm, nếu bây giờ áp dụng quy mô lớn, áp đặt quá lớn, tôi lo lắng sẽ phát sinh ra tình huống hăng quá hóa dở. Vương Tử Quân nhìn rõ bộ dạng vui vẻ của Diệp Thừa Dân, hắn cũng rất nghĩ muốn nói theo lời của lãnh đạo. Thế nhưng vị trí hiện tại căn bản cũng không phải lo lắng được mất của mình, chủ yếu là nghĩ đến hậu quả của sự việc. Vương Tử Quân nói xong thì vẻ mặt Diệp Thừa Dân quả nhiên thêm ngưng trọng. Lão là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, trình độ của lão là thứ mà người thường khó thể so sánh được, thế nên cũng nghĩ ra được nhiều vấn đề. Thế cho nên Diệp Thừa Dân càng có thêm vài phần cảm khái với Vương Tử Quân, người bại không nản căn bản là không nhiều, thế nhưng nếu so ra thì người thắng không kiêu căn bản là cực kỳ ít. Chuyện này vốn là nói lời dệt hoa trên gấm với Vương Tử Quân, nhưng đối phương lại có thể chăm chú bảo vệ ý nghĩ của mình, nghĩ đến những vấn đề có thể phát sinh, điều này càng làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy Vương Tử Quân không đơn giản. Tử Quân nói rất đúng, xem ra chúng ta cần phải tạo ra một bầu không khí tốt, nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm. Diệp Thừa Dân cười cười rồi nói, nhưng chúng ta cũng không vì nhỏ mà mất lớn. Không bằng thế này, chúng ta chọn 3 thành phố bên dưới làm thí điểm, do phòng tổ chức tỉnh ủy các cậu phụ trách chuyện này. Diệp Thừa Dân nói thì Vương Tử Quân sẽ không phản đối, hắn biết rõ đây là bí thư Diệp đang giao quyền lợi vào trong tay mình. 3 thành phố tuy có hơi ít nhưng nếu làm tốt công tác ở 3 TSPS này, như vậy sau này công tác của hắn càng thêm dễ thở. Nhưng Diệp Thừa Dân gọi mình đến chủ yếu là để bàn công tác chọn lựa cán bộ công khai thôi sao? Chuyện này dù thật sự khá nặng nhưng Vương Tử Quân căn bản không tin Diệp Thừa Dân sẽ vì chuyện này mà đi tìm mình. Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng vẻ bề ngoài lại chờ đợi sự sắp xếp của Diệp Thừa Dân. Trưởng phòng Tử Quân, từ khi cậu tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến nay, công tác của phòng tổ chức đã được tăng cường khá mạnh, mọi thứ đều phát triển không ngừng. Nhưng công tác của Ủy ban Tư pháp cũng quan trọng, lúc này vị trí bí thư Ủy ban Tư pháp vẫn còn đang treo lơ lửng trên trời, tuy tỉnh ủy chúng ta không có quyền quyết định thế nhưng ít nhất thì cũng có quyền đề nghị. Cậu là bí thư Ủy ban Tư pháp tiền nhiệm, cậu có đề nghị gì với vị trí nhân tuyển bí thư Ủy ban Tư pháp hay không? Bí thư Ủy ban Tư pháp là thường ủy tỉnh ủy, vị trí này căn bản có nhiều quyền đề nghị đến từ tỉnh ủy. Vương Tử Quân đã trở thành trưởng phòng tổ chức được 3 tháng. Lúc này chiếc ghế bí thư Ủy ban Tư pháp vẫn luôn để trống, sự kiện này căn bản cũng đủ làm cho người ta phải nghiền ngẫm. Làm một người cấp dưới rất khó khăn, hiểu được quá nhiều thì căn bản ngại khách lấn chủ, lãnh đạo sẽ lo lắng với anh, nhưng nếu anh hiểu quá ít, như vậy lại không được việc, rơi vào trạng thái nguy hiểm không được lãnh đạo coi trọng. Nếu muốn nắm chắc tiến độ thì khi lãnh đạo cần phải có thể bày mưu nghĩ kế, vào lúc thích hợp nên để lộ ra chút khuyết điểm của mình. Làm cho lãnh đạo cảm thấy dù anh có vị trí cao nhưng cũng không quá hoàn thiện, vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình, là một nhân tài có thể trọng dụng. Anh phải làm cho lãnh đạo hào hứng như vậy, mới có thể có tương lai phát triển viên mãn.
Vương Tử Quân nhìn vào mắt Diệp Thừa Dân, hắn biết bí thư Diệp lần này tìm mình chủ yếu là muốn liên hệ phương diện này. Trước kia hắn từng suy xét qua, nhưng lúc này ở trước mặt Diệp Thừa Dân thì hắn không trả lời ngay, hắn nâng ly trà lên rồi nhấp một ngụm. Diệp Thừa Dân cũng không có ý thúc giục Vương Tử Quân, lão ngồi trên ghế, ánh mắt rơi lên những đóa hoa ngoài cửa sổ. Sự kiện này Diệp Thừa Dân có chút khó xử, vì tuyến trên nhất định sẽ coi trọng đề nghị của lão, nhưng lúc này trong tay lão lại căn bản không có người thích hợp. Nếu như tìm một người ở bên cạnh mình thì căn bản là rất tốt, nhưng những bộ hạ của Diệp Thừa Dân căn bản không ở tại Nam Giang, nếu như bây giờ đưa người vào chỉ sợ tâm tình của Trử Vận Phong sẽ biến đổi, hơn nữa còn mạo hiểm chính mình. Nếu như đề cử cán bộ bản địa, như vậy Diệp Thừa Dân căn bản không tìm được người thích hợp. Nhưng vị trí bí thư ủy ban tư pháp căn bản không thể bỏ trống mãi được, thế cho nên lão hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra vài ý kiến tốt. Bí thư Diệp, tôi thấy chuyện này ngài nên tự mình phản ánh với lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân suy tư giây lát rồi cuối cùng cho ra một đáp án mơ hồ. Tuy hắn và Diệp Thừa Dân có quan hệ không tệ, thế nhưng tùy tiện nói ra một nhân tuyển thì căn bản vẫn có chút liều lĩnh lỗ mãng. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân mà không nói gì, lão có thể cảm nhận được suy nghĩ của Vương Tử Quân. Nhưng sự việc này chỉ cần nắm chắc tâm lý là được, cũng căn bản không nên nói trắng ra. Chương 1244, một kiệu hoa nhiều người khiêng, hát tán ca trước cửa Trạng Nguyên. Tôi cảm thấy chuyện này nếu như dùng danh nghĩa ban ngành tỉnh ủy phản ánh với thượng cấp, như vậy sẽ càng được thượng cấp coi trọng. Vương Tử Quân tất nhiên biết dùng quyết định của hội nghị thường ủy phản ánh thì sẽ càng được thượng cấp coi trọng, thế nhưng có một vấn đề đó là Chủ tịch Trử Vận Phong căn bản sẽ không có cùng ý nghĩ với Bí thư Diệp Thừa Dân ở sự kiện này. Diệp Thừa Dân nếu muốn bảo trì sự nhất trí ở phương diện đề cử nhân tuyển thì có chút khó khăn, vì Trử Vận Phong là Chủ tịch tỉnh nhiều năm ở Nam Giang, căn bản có nhiều người và nhiều nhân tài cực kỳ phù hợp cho vị trí Bí thư ủy ban tư pháp. Bí thư Diệp, tôi kiên trì giúp đỡ ý kiến của ngài ở phương diện này. Vương Tử Quân sinh ra chút cảm giác trói buộc, dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng không phải là người bình thường, vị trí của Bí thư Diệp căn bản càng đứng trên đầu hắn. Vương Tử Quân trả lời cũng không làm cho Diệp Thừa Dân thỏa mãn, thế nhưng ít nhất cũng xem như lão đã đạt được mục đích. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng ủng hộ chính mình, điều này là khá đầy đủ rồi. Ha ha, nói đến chuyện công tác thì thiếu chút nữa quên mất gọi cậu đến để làm gì. Hôm nay câu được con cá chép 3 cân, vừa rồi đã cho Khuất Trấn Hưng đi xử lý, hôm nay cho cậu hưởng thụ thành quả lao động của tôi. Diệp Thừa Dân di chuyển chủ đề làm cho Vương Tử Quân cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn cười hì hì nói, đãi ngộ này căn bản là rất hiếm có, bí thư Diệp gọi tôi đến ăn món cá, thật sự là hưởng thụ trong đời. Vương Tử Quân nói cực kỳ thoải mái nhưng trong lòng lại hiểu rõ chuyện này căn bản chưa thể xong được. Lúc này đang tìm nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, chắc chắn ý chỉ của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong lại giao tranh với nhau. Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Bắc khi đang đi kiểm tra công tác xây dựng tổ chức ở cơ sở. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ vì cuộc điện thoại của Mạc Tiểu Bắc, vì mục đích của nàng chỉ có một, đó là mời Vương Tử Quân về nhà dùng cơm. Sau khi hai người kết hôn thì chuyện dùng cơm Mạc Tiểu Bắc vẫn luôn thể theo sở thích của Vương Tử Quân. Sau khi có Tiểu Bảo Nhi thì địa vị của Vương Tử Quân giảm xuống, nhưng ít nhất thì hắn vẫn là một người trụ cột trong gia đình. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao Mạc Tiểu Bắc lại mời mình dùng cơm? Vương Tử Quân cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn đi đến một địa điểm yên tĩnh rồi cười hỏi, vợ đại nhân, hôm nay là ngày lành gì, vì sao lại đột nhiên mời anh ra ngoài dùng cơm? Mạc Tiểu Bắc căn bản không trả lời câu hỏi trêu chọc của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân đang rất nghi ngờ, cho rằng Mạc Tiểu Bắc đã cúp điện thoại, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc bên kia nói một câu, 6 giờ tối nay em ở phòng 301 khách sạn Ôn Đô Hoa Viên chờ anh. Vương Tử Quân còn chưa kịp hỏi thêm thì Mạc Tiểu Bắc bên kia đã cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút vang ra từ trong điện thoại mà có chút bức bối. Hai người đã kết hôn nhiều năm, Mạc Tiểu Bắc đã sớm không còn là cô gái lạnh lùng như năm xưa, mà Vương Tử Quân lại cho rằng nhờ vào lò lửa của mình mới làm cho người vợ lạnh như băng tan thành nước ấm. Trưởng phòng Vương, chúng tôi chuẩn bị bỏ ra 3 năm để xây dựng thôn Đại La trở thành mô hình nông thôn kiểu mẫu của thành phố Đông Hồng, thông qua thôn Đại La để kéo tất cả nông thôn trong tỉnh tiến lên. Trưởng phòng tổ chức thị ủy Đông Hồng là Trì Dũng Chiêm nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ tự tin giới thiệu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với báo cáo của Trì Dũng Chiêm,
hắn sau khi cho ra vài yêu cầu xây dựng thôn Đại La, sau đó quay xe chạy về thành phố Đông Hồng. Chỉ Dũng Chiêm ngồi trên xe của Vương Tử Quân, hắn không còn nghiêm túc như vừa rồi, gương mặt trên 40 tuổi lộ ra nụ cười, trưởng phòng Vương, hôm nay ngài đến thành phố Đông Hồng khảo sát nghiên cứu là một khuyến khích lớn với công tác tổ chức của thành phố Đông Hồng. Anh xem, mọi người đều đang cực kỳ phấn chấn tinh thần, thế nên mong anh cho chúng tôi cơ hội để biểu hiện quyết tâm có được không? Chỉ Dũng Chiêm nói biểu hiện quyết tâm có nghĩa là gì thì Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ ràng, nếu như không phải hôm nay Mạc Tiểu Bắc gọi điện thoại đến, hắn căn bản không từ chối. Dù là lãnh đạo thì cũng là con người, nếu luôn cao cao tại thượng thì căn bản là lạnh lẽo cô đơn, hơn nữa căn cơ sẽ không ổn, cuối cùng chỉ còn mình trên bầu trời. Vì vậy lãnh đạo cũng cần phải có nhiều khi vui vẻ với thủ hạ và dân chúng một chút. Điều này Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ, hắn làm việc có nguyên tắc của mình, thế nhưng căn bản không bao giờ cổ hủ, những gì nên làm sẽ không bao giờ lập dị. Trưởng phòng Dũng Chiêm, tôi tin tưởng quyết tâm của thành phố Đông Hồng các anh. Nói một câu khái quát thì thế này, nói rát họng không bằng hoạt động cánh tay, làm tốt công tác là tốt nhất, nhưng làm tốt công tác hiện thực còn tốt hơn. Buổi tối tôi còn có chuyện, thế nên khó thể thoát thân được. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng không cho Chỉ Dũng Chiêm cơ hội lên tiếng, hắn cười nói, không bằng thế này, trước tiên tôi hẹn ước với anh, nửa năm sau tôi sẽ đến, khi đó sẽ uống chén rượu mừng công, anh thấy thế nào? Chỉ Dũng Chiêm tuy vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Hắn là trưởng phòng tổ chức thành phố Đông Hồng, hắn hy vọng có thể được tăng cường liên hệ với trưởng phòng Vương, tốt nhất là quan hệ thêm khăng khít. Như vậy tương lai có thể tiến vào trong hàng ngũ thành viên tổ chức của Vương Tử Quân, rút ngắn đoạn đường tiến lên của mình. Chỉ Dũng Chiêm ở trong thành phố Đông Hồng, hắn căn bản hiểu rõ tất cả động tĩnh trong tỉnh, tất nhiên biết vị trưởng phòng Vương này căn bản còn có lực lượng mạnh hơn cả trưởng phòng Lục Trạch Lương tiền nhiệm. Mặc dù không đến mức lật tay làm mưa thế nhưng thủ đoạn của trưởng phòng Vương là cực kỳ cao siêu. Nếu như hắn có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, sau này sẽ giống như leo lên một chuyến xe tốc hành đi đến tương lai. Lúc này Vương Tử Quân đến nghiên cứu khảo sát làm cho Chỉ Dũng Chiêm cảm thấy rất vui, hắn cố gắng làm tốt tất cả hạng mục công tác của mình. Không những cho người đi xác định vị trí tốt nhất, còn sắp xếp cực kỳ ổn thỏa tất cả quá trình. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đi xuống nghiên cứu khảo sát, sau đó hào hứng ở lại dùng cơm, đó không phải là bữa cơm bình thường, mà phải gọi là cơm chính trị. Cũng là vỗ tay khen ngợi công tác của Chỉ Dũng Chiêm. Nếu như Chỉ Dũng Chiêm có thể mượn cơ hội này để tiến vào trong vòng quan hệ của Vương Tử Quân thì căn bản là quá tốt, sẽ là hiệu quả tốt nhất. Tình huống xấu nhất thì hắn cũng phải để lại chút ấn tượng với trưởng phòng Vương chứ. Chương 1244-2 Kiệu hoa nhiều người khiêng, hát tán ca trước cửa Trạng Nguyên. Không ngờ Chỉ Dũng Chiêm đã chuẩn bị tất cả cực kỳ tốt thế nhưng còn chưa ra tay thì Vương Tử Quân lại có chuyện khác cần phải làm. Hắn nhìn gương mặt căn bản không nói đùa của Vương Tử Quân, thế là trong lòng có chút tiếc nuối và thất vọng, thế nhưng căn bản không làm gì được. Hắn thành khẩn nói vài câu chờ mong lãnh đạo tiếp tục đến khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng cho ra biểu hiện tốt nhất, thế nhưng sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân đã thay đổi chủ đề. Cũng không phải tất cả trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh đều có được cơ hội báo cáo với Vương Tử Quân, vì thế Chỉ Dũng Chiêm căn bản cực kỳ quý trọng cơ hội lần này. Trong lúc báo cáo hắn trọng điểm chú trọng đến sự kiện tiến hành chọn lựa cán bộ công khai với nhiều vị trí trong thành phố Đông Hồng, phương diện này hắn mở miệng cực kỳ bài bản, dùng từ không nhiều nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn đúng chỗ, rõ ràng cũng tốn nhiều tâm tư. Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao Chỉ Dũng Chiêm lại coi trọng công tác chọn lựa cán bộ công khai như vậy. Vì kiệu hoa cần nhiều người khiêng, trước cửa Trạng Nguyên cần người hát tán ca, đây là điều quá rõ ràng rồi, Chỉ Dũng Chiêm tất nhiên cũng hiểu được. Vì vậy Vương Tử Quân căn bản không bất ngờ vì hành vi của Chỉ Dũng Chiêm. Ngược lại nếu một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân đề xuất ra một hạng mục công tác mà đám người bên dưới không ai giúp đỡ, không ai hưởng ứng, như vậy cần phải nghĩ lại vị trí và lực ảnh hưởng của mình. Sau khi Chỉ Dũng Chiêm báo cáo xong thì Vương Tử Quân cười nói, công tác chọn lựa cán bộ công khai bây giờ đang ở vào giai đoạn hoàn thiện, không thể áp đặt được, không thể làm quá lớn quá rộng. Tôi cảm thấy nhìn từ góc độ của thành phố Đông Hồng thì trưởng phòng Dũng Chiêm nên nghiên cứu một chút, không những tìm nhân tuyển cho vài vị trí phó cục, còn phải tiến hành tuyển người trong phạm vi cả nước, như vậy sẽ mở rộng phạm vi tuyển chọn, không phải tỷ lệ tuyển được nhân tài sẽ lớn hơn sao? Công khai tuyển chọn. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho Chỉ Dũng Chiêm chợt khiếp sợ trong khoảnh khắc,
nhưng sau đó nhanh chóng có phản ứng. Hắn cũng không nghĩ đến phương pháp của Vương Tử Quân, mà lúc này trưởng phòng Vương đang đi tiên phong trong chế độ nhân sự mới, nếu như mình có thể làm tốt chuyện này, như vậy sẽ là người dẫn đầu, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến vào trong phòng quan hệ với Vương Tử Quân. Chỉ Dũng Chiêm nghĩ đến điều này mà căn bản không chút do dự, hắn không cần nghĩ ngợi mà nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú phản ánh chỉ thị của ngài với Bí Thư Đậu, tranh thủ trước cuối năm nay làm tốt công tác này. Khi đó thành phố Đông Hồng nhất định sẽ là người đi đầu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Chỉ Dũng Chiêm, hắn chợt cười nói, tôi chờ hành động của anh. Khi xe của Vương Tử Quân chạy đến trung thành phố Đông Hồng, một chiếc xe cảnh sát từ phía trước chạy đến như bay, sau đó nhanh chóng chạy đến trước đội hình xe của Vương Tử Quân, chuẩn bị làm công tác mở đường. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe cảnh sát lóe đèn ưu tiên, hắn nhìn thoáng qua Chỉ Dũng Chiêm, cũng không nói lời nào. Chỉ Dũng Chiêm cảm thấy phát lạnh dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, vừa rồi hắn luôn cảm nhận được gương mặt như tắm gió xuân của lãnh đạo, hắn thật sự hy vọng mình tốn hết tâm tư có thể đền bù sự việc trưởng phòng Vương không ở lại dùng cơm. Đáng tiếc là hy vọng lại thất bại, hắn cảm nhận được gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân vào lúc này là thế nào. Chỉ Dũng Chiêm nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu vì sao Vương Tử Quân mất vui. Hắn nhanh chóng lên tiếng, trưởng phòng Vương, vừa rồi nhận được tin tức con đường phía trước khá hỗn loạn, tôi sợ làm chậm trễ thời gian của ngài, thế cho nên. Trưởng phòng Dũng Chiêm, sau này không nên làm như vậy nữa. Vương Tử Quân thấy Chỉ Dũng Chiêm tự kiểm điểm thì gương mặt lộ ra nụ cười. Hắn cũng không nói đạo lý gì quá to lớn với Chỉ Dũng Chiêm, hắn tin tưởng không cần dùng búa tạ gõ lên đầu thì đối phương cũng hiểu ý mình. Đoàn xe dừng lại trước khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân và Chỉ Dũng Chiêm cùng xuống xe. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì chợt thấy Niên Chí Tân mặc đồng phục cảnh sát chạy đến. Chào trưởng phòng Vương, chào trưởng phòng Trì. Sau khi đi đến bên người Vương Tử Quân và Chỉ Dũng Chiêm thì Niên Chí Tân nhanh chóng đứng thẳng người chào. Chỉ Dũng Chiêm căn bản chưa từng có quan hệ với vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng, thế nhưng nghe thấy đối phương chào hỏi mình và Vương Tử Quân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ hắn đang chuẩn bị kéo mối quan hệ mật thiết với trưởng phòng Vương, chỉ cần là người có quan hệ với trưởng phòng Vương đều là tiềm lực để đào sâu, hắn càng cần phải ân cần tiếp đãi, không thể đắc tội. Vương Tử Quân có cảm giác khá tốt với Niên Chí Tân, lúc này thấy Niên Chí Tân chạy đến thì cười nói, Chính Tân, anh đúng lúc đi qua chỗ này sao? Không phải, trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi và anh Tả đang thương lượng với nhau, nghe nói ngài đi nghiên cứu khảo sát, thế cho nên chủ động xin đi giết giặc, vội đến mở đường cho lãnh đạo. Niên Chí Tân bày ra bộ dạng báo cáo nói. Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc trong tay Niên Chí Tân. Hắn cười nói, tôi còn đang thầm nghĩ người lái xe sao không giống cảnh sát giao thông, thì ra là điện thoại Niên tự mình lái xe, căn bản là quá sĩ diện rồi. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Chỉ Dũng Chiêm. Đội trưởng Niên chính là một thành viên có khả năng của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân thì Chỉ Dũng Chiêm cũng cười ha hả nói, trưởng phòng Vương thật sự là ánh mắt sáng suốt thấy rõ nhân tài, thì ủy chúng tôi cũng chuẩn bị gia tăng áp lực cho đội trưởng Niên. Mặc kệ có quyết định này hay không thì lời nói phát ra từ miệng của trưởng phòng tổ chức thị ủy cũng căn bản có lực sát thương rất mạnh. Chỉ Dũng Chiêm biết rõ Vương Tử Quân trước kia là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế cho nên cũng không có gì lạ khi quên biết Niên Chí Tân. Sau khi hỏi han vài câu về công tác của Niên Chí Tân thì Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, khi hắn chuẩn bị lên xe thì vô tình thấy Niên Chí Tân đưa mắt nhìn mình với bộ dạng muốn nói lại thôi giống như có chuyện gì đó. Hơn nữa đối phương còn đột nhiên chạy đến, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân thầm nghĩ đối phương có gì cần nói với mình. Chính Tân, anh đến đây một chút, tôi có chuyện cần nói với anh. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn vẫy tay với Niên Chí Tân. Niên Chí Tân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhanh chóng đi về phía xe của Vương Tử Quân. Chỉ Dũng Chiêm nhìn Niên Chí Tân đi vào trong xe của Vương Tử Quân. Trong lòng càng sinh ra nhiều phỏng đoán. Có thể đi vào trong xe của trưởng phòng Vương, có lẽ cũng không phải có quan hệ tầm thường với lãnh đạo. Xem ra sau này mình nên chú ý đến Niên Chí Tân một chút. Khi Chỉ Dũng Chiêm đang suy nghĩ miên man bất định thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói với Niên Chí Tân, anh đột nhiên chạy đến đây, cũng không phải là muốn chào hỏi tôi đấy chứ. Điều này,
Lãnh đạo xuống cơ sở nghiên cứu, tôi cũng không thể không đến gặp được. Niên Chí Tân thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì xấu hổ gãi đầu. Chương 1245, lấy ra hổ làm cờ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Niên Chí Tân, hắn cũng không mở miệng. Niên Chí Tân nhìn bộ dạng như cười như không của Vương Tử Quân thì nửa phút sau đã tan vỡ. Lãnh đạo, tôi thật sự có chút chuyện, vì lúc này có vài anh em của phòng cảnh sát hình sự bị kẹt ở phòng tổ chức, thế cho nên tôi chuẩn bị kéo ra hổ làm cờ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt khoan dung của Niên Chí Tân, hắn không khỏi lắc đầu, thế là nói với Niên Chí Tân, những người này tự thân không có vấn đề gì chứ? Có thể có vấn đề gì sao? Còn không tôi đắc tội với người. Tôi đắc tội với người ta cũng không sao, nhưng người ta lại cứ làm trì hoãn anh em của tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy rất bất an. Niên Chí Tân nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân cố ý nói thêm vài câu rồi cho Niên Chí Tân xuống xe. Sau khi xe chạy đi, Vương Tử Quân vô thức nhìn thoáng qua phía sau, thấy Niên Chí Tân và Chỉ Dũng Chiêm cùng leo lên một xe. Tào Kha Nhi chạy chiếc xe Citroen của mình giống như một con cá đang bơi lượn trong dòng xe vô tận. Với thực lực kinh tế của Tào Kha Nhi thì muốn mua xe rất dễ dàng, nhưng nàng rất khôn khéo, tin chắc lại càng là người an phận, nàng không muốn phô trương nên mới chọn kiểu xe thế này. Nhị cữu, đây hình như là chiếc xe thấp nhất thì phải. Lại xuất hiện tình huống kẹt xe, Tào Kha Nhi khẽ cười nói với người đàn ông trung niên ở phía sau. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, gương mặt bảo dưỡng cực kỳ tốt, luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng ánh mắt của hắn mới làm cho người ta phải chú ý, tuy hai mắt không lớn nhưng lại cực kỳ cơ trí. Nhưng người đàn ông căn bản không lên tiếng với vấn đề của Tào Kha Nhi, một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh lại cười nói, nhà đầu Tào Kha Nhi này cũng học được trò vu hồi, có phải là muốn nhị cữu bỏ tiền đổi cho chiếc xe tốt hơn không? Mợ, xem ngài nói kìa, cháu muốn đổi xe thì còn phải cầu nhị cữu sao? Tào Kha Nhi có vẻ rất tùy ý với người phụ nữ trung niên kia, nàng cười hì hì nói, cháu mua chiếc xe này chủ yếu là vì muốn an phận. Tào Kha Nhi nói xong thì đắc ý vươn đầu lưỡi cười nói, nhị cữu, ngài nói xem, cháu chạy một chiếc xe cả triệu đi làm không phải quá phô trương sao? Chỉ sợ khó tránh khỏi phiền toái. Tào Kha Nhi nói xong thì nhìn dòng xe phía trước nói, thành phố Đông Hồng bây giờ càng lúc càng nhiều xe, đường cũng chật hẹp hơn, không biết khi nào mới tốt được đây. Đừng gấp, cứ chờ một lát nữa, chỉ cần tối nay đến được khách sạn Ôn Đô Hoa Viên là được. Người phụ nữ trung niên vừa an ủi Tào Kha Nhi vừa dùng giọng quan tâm hỏi, lần này nhiệm vụ chủ yếu của mợ là đến xem cháu có phải là hoa đã có chủ rồi hay không, nếu không thì để mợ giới thiệu cho. Người phụ nữ trung niên lên tiếng làm cho Tào Kha Nhi mở miệng cười đùa, sau đó mới nói. Mợ, cháu nói này, ngài nếu đến thăm thì cháu giơ hai tay đồng ý, nhưng nếu ngài muốn bán cháu đi, cũng đừng trách cháu bỏ chạy không chút lễ phép. Đứa bé này, người phụ nữ trung niên nhìn bộ dạng thờ ơ của Tào Kha Nhi thì khẽ cười rồi lắc đầu, cũng không nói thêm điều gì. Người đàn ông trung niên lại cười nói, Kha Nhi, đây cũng không phải là chiếc xe kém nhất mà cậu từng ngồi. Vậy đó là xe gì? Tào Kha Nhi hiểu rõ nhị cữu của mình, mặc dù không phát triển trong thể chế nhưng lại thành lập nên đế quốc kinh doanh của riêng mình. Từ nhỏ nàng đã có một nhận thức thâm căn cố đế, nhị cữu là người có tiền nhất trong số những người thân của mình. Xe kéo. Người đàn ông trung niên thấy Tào Kha Nhi tỏ ra kỳ quái thì dùng giọng chăm chú nói, khi cậu đi xuống nông thôn thì ngồi trên một chiếc xe kéo, căn bản cũng đủ hưng phấn một ngày. Ba người trong xe nghe thấy như vậy thì không khỏi nở nụ cười, khi trong xe liên tục vang lên tiếng cười thì dòng xe chật ních bên ngoài căn bản là không có dấu hiệu giảm bớt. Tào Kha Nhi có chút hưng phấn thế nhưng mãi kẹt xe cũng sinh ra tâm tình bức bối khó chịu. Đúng lúc này có một chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay, còi hú ưu tiên vang lên. Tuy Tào Kha Nhi không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng phải nhường đường. Hừ, không biết là vị hôn quan nào, lúc này lại dùng xe cảnh sát mở đường. Tào Kha Nhi nhìn dòng xe cộ trước mặt mà không khỏi dùng giọng tức giận nói. Người đàn ông trung niên cũng không nói lời nào, người phụ nữ trong xe lại nói, Tiểu Kha Nhi, tính tình của cháu cũng không nên nóng nảy như vậy, nếu cháu ở nhà mà nói như vậy không phải chọc tức mẹ sao? Tào Kha Nhi quệt miệng không nói lời nào, người đàn ông trung niên vô thức nhìn qua cửa sổ, sau đó chợt nói, Tào Kha Nhi, xe số 7 là của ai? Xe số 7. Tào Kha Nhi nghe được câu nói của cậu thì căn bản có chút kỳ quái.
khi vị trí của Vương Tử Quân ở tỉnh Nam Giang càng thêm tăng tiến thì lực lượng càng thêm mạnh mẽ, Tào Kha Nhi lại càng thêm buồn bực, không biết từ lúc nào khi đối mặt với Vương Tử Quân thì tâm tình của nàng rất phức tạp. Còn có thể là ai nữa? Chính là Vương Tử Quân. Tào Kha Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi cho ra đáp án của mình. Người đàn ông trung niên kia nghe được câu trả lời của Tào Kha Nhi thì cũng không quan tâm đến vẻ mặt của nàng, hắn hỏi tiếp, hắn luôn như thế này sao? Cái gì? Tào Kha Nhi thấy dòng xe phía trước mắt đầu di chuyển thì cũng nhanh chóng bám theo, thế cho nên cũng không chú ý đến lời nói của cậu. Cậu nói Vương Tử Quân xuất hành thường rêu rao như vậy sao? Vẻ mặt người đàn ông trung niên kia căn bản khá nghiêm túc. Tào Kha Nhi không ngờ cậu mình lại quan tâm đến vấn đề này như vậy, nàng mặc dù có chút bất mãn với Vương Tử Quân nhưng không dám nói lời bịa đặt, thế là thành thật nói, người này căn bản là lãnh đạo tỉnh ủy làm việc cẩn trọng nhất, rất ít khi thấy xe cảnh sát mở đường. Người đàn ông trung niên nghe thấy Tào Kha Nhi nói như vậy thì vẻ mặt cuối cùng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tào Kha Nhi căn bản cảm ứng được lời nói của cậu mình có chút vấn đề, cậu, ngài quan tâm đến vấn đề này làm gì? Hừ, chỉ là một viên quan liêu mà thôi. Nếu hắn ta thật sự là người như vậy, chỉ sợ Tiểu Kha Nhi cũng không có thời gian quan tâm. Người đàn ông trung niên giống như có tâm tình tốt hơn, hắn cười trêu chọc Tào Kha Nhi. Giống như tâm tình của mình bị người ta vạch trần, Tào Kha Nhi chợt đỏ mặt. Nàng cũng không cãi lại, chỉ dùng tay bấm còi vượt qua một chiếc xe màu đỏ. Điều này làm cho người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh có hơi cau mày. Sau khi đi qua cầu thì Tào Kha Nhi mới di chuyển chủ đề, nhị cữu, mợ, hôm nay chúng ta đi ăn món đặc sản của Đông Hồng nhé. Cháu nói cho hai người biết, khách sạn Ôn Đô Hoa Viên căn bản là quá quy củ, không có thứ gì tốt. Với kinh nghiệm sống nhiều năm ở thành phố Đông Hồng, cháu cảm thấy nếu muốn ăn ngon thì đi đến quán nhỏ, đó mới là nơi tập trung tinh hoa của tỉnh Nam Giang. Chương 1246, một không thèm quan tâm. Được, chúng ta nghe theo Tiểu Kha Nhi, dứt khoát ăn các món đặc sản tinh hoa của tỉnh Nam Giang. Nhưng tối nay thì không được, chúng ta còn có hẹn với người ta. Người phụ nữ trung niên nói rồi vỗ vỗ lên tay Tào Kha Nhi, lại đột nhiên nói, mợ nhớ hình như cháu học tiểu học ở trường Hồng Tinh đúng không? Đúng vậy, làm sao thế? Tào Kha Nhi không ngờ mợ lại nhắc đến chuyện này, thế là dùng giọng kinh ngạc hỏi. Vậy thì đi gặp mặt một người bạn cũ năm xưa. Người phụ nữ trung niên khẽ cười rồi dùng giọng thần bí nói. Bạn năm xưa, Tào Kha Nhi nghe mợ nói như vậy mà có chút hứng thú. Nàng căn bản không có nhiều bạn ở thành phố Đông Hồng, chẳng lẽ bữa cơm lần này sẽ gặp được một người bạn học cũ sao? Không thể nào, nàng biết cậu mình mỗi ngày đều rất bận rộn, cho dù mẹ mình là người có thể diện thì cũng không thể làm cho hai cậu mợ đi một chuyến thế này được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Tào Kha Nhi chợt dò hỏi, mợ, có người đi theo ngài đến Nam Giang sao? Tiểu nha đầu, nghĩ gì vậy? Hôm nay phải làm chính sự đấy. Người phụ nữ trung niên căn bản có thể phỏng đoán được tâm tư của Tào Kha Nhi, nàng nhìn thoáng qua Tào Kha Nhi, nụ cười trên mặt chợt tăng lên vài phần. Lúc này điện thoại của người phụ nữ trung niên vang lên, nàng nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nụ cười càng tăng lên vài phần. Sau khi nối thông điện thoại, Tào Kha Nhi chợt nghe thấy mợ dùng giọng nói vừa khoa trương vừa mang theo ba phần nịnh nọt lên tiếng, cháu trai ngoan của mợ, lúc này mợ đã xuống máy bay rồi. Mợ biết rõ cháu rất bận, trong nhà còn có con nhỏ, chỉ cần có tâm là được rồi. Đúng rồi, tối nay chúng ta dùng cơm ở Ôn Độ Hoa Viên, đã lâu rồi mợ chưa được thấy đứa bé nhà cháu, có phải đã béo ú lên rồi không? Tào Kha Nhi nghe thấy mợ gọi điện thoại, thế là thầm suy đoán xem đó là ai. Nhưng nàng nghĩ kỹ mà căn bản không hiểu đó là người nào. Chẳng qua nàng cũng có chút hiên lòng, dù thế nào thì người mợ mời cơm là phụ nữ, mà phụ nữ thì không cần thân cận, Tào đại tiểu thư như nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Sau khi người phụ nữ trung niên cúp điện thoại thì xe cũng chạy đến Ôn Độ Hoa Viên. Tào Kha Nhi vừa tìm chỗ đậu xe vừa cười nói với mợ mình, chỗ này có suối nước nóng rất tốt, mợ nếu ở lại đây thì nên hưởng thụ một chút. Hành lý của hai vợ chồng cậu mợ là rất ít, thế nên cậu xách hành lý, Tào Kha Nhi thì theo mợ mình đi vào trong khách sạn. Khi bọn họ đi đến cửa khách sạn Ôn Độ Hoa Viên, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, khi thấy cậu mợ của Tào Kha Nhi thì trên gương mặt xinh đẹp có treo một nụ cười. Xin hỏi ngài có phải là Lỗ tiên sinh không? Người phụ nữ khẽ đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên rồi dùng giọng ôn hòa nói.
Khi người đàn ông trung niên khẽ gật đầu thì người phụ nữ kia đã mỉm cười nói, chào Lỗ tiên sinh, tôi là Hạ Y Y của Ôn Độ Hoa Viên, mời ngài và phu nhân đi theo tôi đến nhận phòng. Hạ Y Y, Tào Kha Nhi là nhân viên văn phòng tỉnh ủy thế nên cũng không xa lạ gì người này. Mặc dù căn bản không thích thanh danh của người phụ nữ kia, thế nhưng nàng không thể không thừa nhận đối phương là nhân vật hô phong hoán vũ ở tỉnh Nam Giang, tất nhiên cũng không phải là người bình thường có thể sai khiến được. Hạ Y Y căn bản là một người chủ hiếu khách, nàng cho người tiếp nhận hành lý của nhóm người Tào Kha Nhi, sau đó dùng giọng ôn hòa giới thiệu về khách sạn Ôn Độ Hoa Viên, cũng đưa ra vài lời đề nghị rất tốt. Nhìn vào những phương diện này cũng thấy nàng là người phụ nữ tám mặt lung linh, làm cho người ta sinh ra cảm giác như về nhà mình. Lỗ tiên sinh, Lỗ phu nhân, chỗ này của chúng tôi có chút đơn sơ, nếu như các ngài có gì cần thì cứ nói với tôi, ngàn vạn lần không nên xem tôi là người ngoài. Hạ Y Y để cho nhân viên phục vụ mở cửa phòng rồi khẽ nói. Khi thấy gian phòng tráng lệ thì Tào Kha Nhi thật sự có chút nghi hoặc, người mời nhị cứu mình đến đây là ai? Gian phòng này cũng không phải là người thường có thể tiến vào. Phòng khách quý, xem ra Mạc phu nhân hôm nay chuẩn bị vung tay tiêu pha rồi. Vương Tử Quân đi theo Mạc Tiểu Bắc vào trong khách sạn Ôn Độ Hoa Viên, sau đó Mạc Tiểu Bắc đưa Vương Tử Quân đi về phía khu vực ở phía sau. Vương Tử Quân từng tham gia tiếp đãi ở chỗ này, vì vậy hắn cũng không xa lạ gì hoàn cảnh nơi này. Mạc Tiểu Bắc căn bản không lên tiếng với lời trêu chọc của Vương Tử Quân, nàng vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh của mình, liên tục cất bước về phía trước. Khi hai người đi xuyên qua hành lang, chợt thấy Hạ Y Y vừa trò chuyện với nhân viên công tác vừa đi đến. Hạ Y Y giống như lơ đãng thấy được Vương Tử Quân thế là có chút giật mình, sau đó nhanh chóng cười nói, chào trưởng phòng Vương, không biết ngài đại giá quang lâm, kính mong ngài tha thứ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sợ mình trách tội của Hạ Y Y, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng rồi nói, trưởng phòng Hà, cô cứ bận rộn công tác, tôi đến đây không phải có nhiệm vụ tiếp đãi, chỉ là muốn dùng cơm với vài người bạn. Hạ Y Y tuy đặt hết lực chú ý lên người Vương Tử Quân thế nhưng cũng nhanh chóng phải nhìn sang Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh, trong đầu nàng có chút cảm thán, cũng có chút mặc cảm. Là một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ ở vào vị trí trung tâm thì Hạ Y Y luôn có một cảm giác ưu việt bẩm sinh, khi gặp phải một người phụ nữ xinh đẹp nào đó thì nàng luôn không nhịn được mà phải cho ra so sánh với đối phương. Nhưng lúc này khi Hạ Y Y thấy được Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy hai bên cách biệt một trời một vực, tất nhiên nàng là đất mà đối phương là trời. Lúc này nàng cảm thấy uể oải, đồng thời lại sinh ra cảm giác có phải là mình nhìn lầm. Chiều nay Hạ Y Y nhận được điện thoại của thư ký Du Giang Vĩ của Vương Tử Quân, nói là có người thân của trưởng phòng Vương đến đây, để nàng hỗ trợ sắp xếp một phòng. Sau khi nghe được yêu cầu này thì Hạ Y Y nhanh chóng nóng lòng, sau khi sắp xếp xong thì càng lợi dụng quyền lợi để chuẩn bị một bữa cơm. Dựa vào kinh nghiệm của Hạ Y Y, trưởng phòng Vương lần này sẽ đến, vì thế mà đứng chờ nơi này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nàng thấy Vương Tử Quân đi đến, thế nên mới giả vờ tiến lên nghênh đón. Nhưng khi nàng vừa đi đến thì thấy được Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương và một người phụ nữ trẻ cùng nhau đi đến, chính mình lúc này lại đụng mặt, nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng là người làm công tác tiếp đãi nhiều năm. Nàng đã căn bản hiểu rất rõ nhiều chuyện xảy ra. Tình huống này căn bản đối với Hạ Y Y chính là phạm húy. Chương 1246, hay không thèm quan tâm. Khi Hạ Y Y đang suy nghĩ lung tung thì Vương Tử Quân giống như cũng hiểu rõ vấn đề, hắn vẫy vẫy tay với Mạc Tiểu Bắc rồi giới thiệu, vị này là giám đốc Hà của khách sạn Ôn Độ Hoa Viên. Đây là vợ tôi, Mạc Tiểu Bắc. Sau khi Vương Tử Quân nói ra những chữ này thì Hạ Y Y mới ném tảng đá trong lòng xuống. Nàng thầm nghĩ mình xem như may mắn, gặp phải vợ của Vương Tử Quân. Trong khi tiếp xúc với Vương Tử Quân thì Hạ Y Y thầm nghĩ xem người phụ nữ thế nào mới hợp với người này, cũng không biết có vì tâm lý quấy phá hay không mà cậu tục ngữ, hảo hán không có vợ đẹp lại lấn chiếm cả tâm tư của nàng. Nàng thầm nghĩ có lẽ vợ của Vương Tử Quân là người có dáng điệu thô tục. Nhưng hôm nay gặp mặt Mạc Tiểu Bắc thì nàng căn bản sinh ra cảm giác chấn động. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu với Hạ Y Y, coi như đã làm lễ ra mắt. Nếu là người khác làm như vậy thì Hạ Y Y chắc chắn sẽ nghĩ rằng đối phương đang cố gắng làm dáng, nhưng động tác này xuất hiện trên người Mạc Tiểu Bắc làm cho nàng căn bản không có ý nghĩ gì khác thường. Vương Tử Quân không nói nhiều với Hạ Y Y, hắn cất bước đi vào trong khách sạn.
Hạ Y Y cũng không quấn lấy Vương Tử Quân, chỉ đi theo sau lưng Mạc Tiểu Bắc, bắt đầu giới thiệu các hạng mục đặc sắc của khách sạn Ôn Độ Hoa Viên. Sau khi đi thêm 10 mét thì nhóm người đi đến một gian phòng rất đẹp, nhân viên phục vụ bên ngoài thấy Hạ Y Y thì nhanh chóng cúi đầu cực kỳ cung kính. Hạ Y Y đứng bên cạnh Mạc Tiểu Bắc giống như biến thành một nhân viên phục vụ, khi nàng thấy được thủ hạ của mình thì mới giống như tìm lại được sự tự tin vốn có. Trưởng phòng Vương, ngài có gì cứ phân phó, tôi còn có chút việc, phải đi trước. Sau khi đám nhân viên phục vụ bên kia cúi đầu chào thì Hạ Y Y khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Hạ Y Y này căn bản là rất thức thời, hắn khẽ gật đầu. Khi nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa phòng, trong phòng vang lên tiếng nói của một người phụ nữ nào đó. Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cùng nhau đi vào. Lúc này trong phòng có một nam hai nữ đang ngồi, người đàn ông trung niên nhìn về phía cửa với gương mặt cực kỳ nghiêm nghị. Khi Vương Tử Quân đi vào thì người đàn ông trung niên kia chợt đứng lên nói, ha ha, tôi vừa rồi còn nói về mọi người, không ngờ vừa mới nhắc thì đã đến rồi. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy người đàn ông trung niên kia có chút quen mắt, thế nhưng hắn căn bản không thể nhớ rõ đó là ai, thế là lúc này căn bản không thể nào gọi được tên. Nhưng Vương Tử Quân nhớ rõ mình từng gặp mặt đối phương, chẳng qua gặp ở nơi nào thì căn bản không thể nghĩ ra được. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy đoán thân phận của đối phương, lúc này Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh đã khẽ mở miệng chào hỏi, chào Dượng ba, dì ba. Lúc này người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên cũng đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc rồi nói, sao chỉ có hai người đến? Lần này dì đến là muốn xem cháu ngoại bây giờ lớn thế nào rồi. Người phụ nữ trung niên là một cao thủ điều tiết bầu không khí, chỉ cần nói một câu đã làm cho bầu không khí xa lạ trong phòng tan biến. Mạc Tiểu Bắc tuy có tính tình lạnh lẽo nhưng nghe dì ba nhắc đến con trai thì cũng cười nói, cũng muốn đưa nó đến, thế nhưng nó không muốn đi, không bằng ngày mai mời mọi người về nhà chơi. Vậy cũng được, dì còn mang cho nó vài món lễ vật. Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau, Vương Tử Quân dùng giọng ân cần nói với người đàn ông trung niên phía bên kia, chào Dượng ba, mọi người đến từ lúc nào. Nói thật thì Vương Tử Quân đến bây giờ còn chưa hiểu rõ Dượng ba kia là ai. Nhưng phương diện lễ nghi cũng khó thể bỏ qua được. Hắn là chồng của Mạc Tiểu Bắc, hắn cần phải chống đỡ mặt mũi cho nàng. Người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói, Tử Quân, chúng tôi đến vào lúc xế chiều. Lần này Dượng đến Nam Giang để xem xét việc kinh doanh của mình. Sau này công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm sẽ chú trọng phát triển ở Nam Giang, mong cháu quan tâm một chút. Người đàn ông trung niên cũng biết Phương Tử Quân căn bản không nhớ rõ mình. Thế nên cũng không quên mở miệng giới thiệu một chút. Sau khi nghe đến công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm, Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, xem như hiểu rõ thân phận của đối phương. Đối phương là Lỗ Kính Liên, là người sáng lập công ty Đức Thịnh Thực Nghiệm, cũng xem là nhân vật hô phong hoán vũ trong thương trường, nhưng cũng là nhân vật chủ yếu của Lỗ gia ở thủ đô. Mặc dù người này tham gia kinh doanh nhưng căn bản không thể bỏ qua được. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc tiến hành lễ kết hôn thì Lỗ Kính Liên là một thành viên trong nhóm thân thích, nhưng khi đó Vương Tử Quân căn bản không thể nào chú ý được, thế cho nên không có ấn tượng quá sâu với Dượng ba này được. Sau khi phân biệt chủ khách và ngồi xuống, Vương Tử Quân tiếp tục trò chuyện với Lỗ Kính Liên, cũng thầm suy đoán mục đích của đối phương là gì. Hắn căn bản không tin đối phương đến Nam Giang là vì phương diện làm ăn kinh doanh. Tiểu Kha Nhi, xem ra cháu còn chưa biết. Mợ nhớ hình như hai người trước kia từng học cùng trường với nhau. Người phụ nữ trung niên kéo tay Mạc Tiểu Bắc ngồi xuống, sau đó quay sang nói với Tào Kha Nhi giống như còn chưa ăn nhập vào hoàn cảnh vào lúc này ở bên cạnh. Tào Kha Nhi tuyệt đối không ngờ cậu mợ mình mở tiệc để chiêu đãi hai vợ chồng Vương Tử Quân, nếu như biết được như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không chịu đến đây. Nhưng lúc này hai người Vương Tử Quân đã đến, nàng không thể không chào hỏi, vì vậy mới cười nói, chào trưởng phòng Vương. Chào chị Tiểu Bắc. Tào Kha Nhi nhỏ hơn 4 tuổi so với Mạc Tiểu Bắc, khi hai người còn nhỏ căn bản không có liên hệ gì, khi đi học thì Mạc Tiểu Bắc ở lớp lớn hơn Tào Kha Nhi, tuy hai bên biết có sự tồn tại của nhau nhưng căn bản không có giao tình. Ấn tượng của Tào Kha Nhi khi còn bé với người chị họ là Mạc Tiểu Bắc căn bản cũng không quá tốt. Nàng cảm thấy người này quá cao ngạo, thế nên không muốn kết giao. Nhưng thực tế thì trong lòng nàng lại có cảm giác muốn phân tranh hơn thua với Mạc Tiểu Bắc. Nhưng khi mà hàng loạt biểu hiện chói sáng của Mạc Tiểu Bắc xuất hiện thì Tào Kha Nhi căn bản có chút nản lòng thoái chí.
Khi nàng đang đi học đại học nghe nói Mạc Tiểu Bắc gả cho một tên tiểu tử nông thôn, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng không tham gia hôn lễ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng nàng cảm thấy nó chẳng ra thể thống gì. Nhưng Tào Kha Nhi căn bản không ngờ chồng của Mạc Tiểu Bắc lại tiến lên mây xanh, còn trẻ mà chém anh rể tôn kính của mình rơi ngựa, bây giờ còn là một trong lực lượng cực mạnh của tỉnh Nam Giang. Tào Kha Nhi cảm thấy hai bên có chênh lệch quá lớn, thế cho nên nàng cũng không còn sức để ghen ghét Mạc Tiểu Bắc, chẳng qua thật lòng thì nàng cũng không muốn có quan hệ gì gần với đối phương. Nàng đã xem Mạc Tiểu Bắc là hạng người mà cả đời mình không thèm qua lại, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp mặt đối phương ở chỗ này. Chương 1247, một cua ăn đậu hũ căn bản là không gắp được thứ gì. Vương Tử Quân căn bản chỉ cười cười với lời chào hỏi của Tào Kha Nhi, Mạc Tiểu Bắc thì đáp lại một câu, Tiểu Kha Nhi, tôi nhớ khi còn nhỏ thì cô thích mặc áo đỏ đeo khăn quàng đỏ, mới đó mà đã lớn như vậy rồi. Mạc Tiểu Bắc nói làm cho cảm giác thất bại của Tào Kha Nhi càng tăng tiến thêm vài phần, nàng mãi xem Mạc Tiểu Bắc là đối tượng mình cần phải đánh ngã. Nhưng trí nhớ của người ta với mình chỉ là khi còn học tiểu học mà thôi. Nếu như nói có gì càng đả kích người ta, đó là mình trực tiếp không được người ta quan tâm. Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến điều này, không khỏi là một đòn công kích khá mạnh với Tào Kha Nhi. Những nơi có phụ nữ tất nhiên sẽ rất vui vẻ náo nhiệt, dưới sự chủ trì của dì ba của Mạc Tiểu Bắc, ba người phụ nữ bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên cũng bắt đầu trò chuyện. Tuy Hạ Y Y bên kia rất muốn biểu hiện một chút thế nhưng người đang ngồi nơi đây căn bản không thích quá phô trương, vì vậy chỉ có 6 món ăn, hơn nữa cũng không có món gì đặc sắc. Nếu như tính giá trị của bữa cơm, căn bản còn chưa đủ tư cách để ngồi vào trong phòng này. Nhưng dù là nhóm người Vương Tử Quân muốn ăn dưa muối thì Hạ Y Y cũng không dám làm gì khác, khác biệt là khi dọn món còn để cho vài nhân viên phục vụ giới thiệu các món ăn không đắt tiền nhưng có hương vị không tệ. Lỗ Kính Liên không hổ danh là thương nhân, căn bản đi Nam xuống Bắc gặp qua đủ hạng người, thế nên căn bản trò chuyện làm cho người ta cảm thấy rất mới lạ. Nói chuyện với người này mặc dù không quá chú tâm nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Hai người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên uống rượu một lát, sau đó Lỗ Kính Liên cười nói với Vương Tử Quân, trước đây tôi thấy mình có ánh mắt khá tốt, nhưng mãi đến bây giờ thì phát hiện mình xem ra vẫn kém nhiều người. Vương Tử Quân châm thêm rượu vào ly của Lỗ Kính Liên, sau đó hắn cười nói, sao? Dượng nói lời này làm cháu cảm thấy hiếu kỳ, người nào không biết ngài có ánh mắt rất chuẩn, người thường kém xa, người làm cho ngài cảm thấy ánh mắt mình thua kém là ai vậy? Ba người Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với nhau cũng bị thu hút vì lời nói của Vương Tử Quân, thế nên nhóm người đưa mắt nhìn Lỗ Kính Liên, cùng chờ đáp án. Lỗ Kính Liên là cao thủ điều tiết bầu không khí. Hắn căn bản cực kỳ phù hợp với tình huống lúc này. Khi thấy mọi người nhìn về phía mình thì hắn lại không chịu mở miệng. Anh Lỗ, anh không nói sao, không thì tôi nói giúp anh, tôi biết rõ anh nói ánh mắt mình kém người ta, có phải là nhắc đến giám đốc Mục không? Dì ba thấy Lỗ Kính Liên không nói thì dùng giọng không chút lưu tình lên tiếng. Lỗ Kính Liên cười cười nói, anh Mục thật sự có ánh mắt quá tốt nhưng còn chưa đến mức làm cho tôi bội phục. Người làm tôi phải bội phục cũng không ít. Nhưng hôm nay thật sự là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lỗ Kính Liên, hắn thầm nghĩ không phải đối phương nói về mình đấy chứ. Hắn đã chuẩn bị với ý nghĩ của Lỗ Kính Liên, người ta đến vì có việc cần, hắn không thể liên lạc sự việc một cách mơ hồ được. Mặc dù là người thân nhưng Vương Tử Quân căn bản không biết về Lỗ Kính Liên, thế cho nên chuẩn bị không liên hệ quá sâu. Tất nhiên nếu chỉ là những chuyện tiện tay xử lý thì căn bản không có vấn đề. Hoàn toàn có thể giúp đỡ. Nhị cữu, ngài học được cách vuốt mông ngựa từ khi nào vậy? Ngài nói gần ngay trước mắt có phải là trưởng phòng Vương không? Tuy gì ba nói mọi người là thân thích, thế nhưng đối mặt với Vương Tử Quân, Tào Kha Nhi vẫn phải gọi Vương Tử Quân là trưởng phòng Vương. Lỗ Kính Liên lắc đầu nói, Kha Nhi nói cũng không đúng, cậu bội phục nhất là chị Tiểu Bắc của cháu. Khi Tiểu Bắc kết hôn với Tử Quân thì chú cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của cậu là quá kém. Tuy Lỗ Kính Liên nói có chút hiệu quả và lợi ích, thế nhưng giọng điệu thành khẩn cũng chiếm được hảo cảm của người khác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lỗ Kính Liên, hắn biết đối phương căn bản không đơn giản. Sau khi uống hết nửa chai rượu, nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị kết thúc bữa cơm, lúc này nhân viên phục vụ cũng dâng cho mỗi người một ly trà thơm. Lỗ Kính Liên uống một ngụm trà rồi dùng giọng có chút cảm khái nói, Tử Quân.
Tôi thừa nhận nhiều năm qua mình dùng nhiều loại trà trong đủ mọi bữa cơm, thế nhưng cảm thấy trà hôm nay thật sự quá tốt. Vị nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chợt nói, điều này là đương nhiên, đây chính là trà được giám đốc Hà cất rất kỹ, còn đặc biệt cho người có nghệ thuật pha chế. Quán ăn thường không thu thêm tiền trà, vì vậy dù là khách sạn lớn cao cấp cũng không làm trái với quy của này, thế nhưng sự chú trọng làm cho thực khách cảm thấy khác biệt hơn. Lỗ Kính Liên biết mình căn bản không có thể diện lớn như vậy, người ta đưa trà ngon đến cũng chính là vì Vương Tử Quân ngồi bên cạnh. Lỗ Kính Liên căn bản luôn cảm thấy hài lòng vì thành công của mình, thế nhưng khi nhìn bộ dạng cực kỳ trôi chảy của Vương Tử Quân ở bên cạnh, hắn chợt sinh ra cảm giác có lẽ mình đi lầm đường. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên giây lát rồi tắt ngúm, hắn cố gắng ném nó ra khỏi đầu, người đã gần 50 rồi, còn tiếc nuối làm gì nữa. Tử Quân, xem như chúng tôi được hưởng hào quang từ người cậu. Sau khi nhân viên phục vụ bỏ đi thì Lỗ Kính Liên chợt thay đổi chủ đề nói. Tôi nghe nói sau khi cậu tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì chiếc ghế bí thư ủy ban tư pháp luôn để trống có phải không? Vương Tử Quân khẽ híp mắt lại, Lỗ Kính Liên nãy giờ không để lộ ra chút thông tin gì, lúc này đột nhiên nói đến vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, không phải đối phương đến vì chuyện này đấy chứ. Nhưng Vương Tử Quân cũng không có gì cần che giấu ở sự kiện này, hắn nở nụ cười nói tạm thời còn chờ chỉ thị từ tuyến trên. Lỗ Kính Liên nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói, Tử Quân, cậu là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy tiến lên trưởng phòng tổ chức, tôi cảm thấy một bước này của cậu là rất tốt. Tuy công tác của ủy ban tư pháp là rất quan trọng nhưng dù sao cũng có tính giới hạn, nếu cậu muốn phát triển mạnh mẽ hơn, ít nhất phải đi vào trong toàn cục. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng xem như tiếp nhận ý kiến của Lỗ Kính Liên. Tứ thúc của cháu đang công tác ở ủy ban cải cách trung ương, bây giờ đã hơn 40. Tôi thấy đôi khi ở trung ương không bằng xuống địa phương rèn luyện. Tôi và đại ca đã suy xét nhiều nguyên nhân, cảm thấy cậu ấy là người thông minh nhưng lại thiếu kinh nghiệm, nếu như có thể xuống địa phương công tác một thời gian thì căn bản là cực kỳ có lợi. Lỗ Kính Liên nói giống như căn bản không có quá nhiều liên quan, nói đông một câu tây một câu, nhưng nếu anh nghe rõ ràng ý nghĩa lời nói, anh cần phải nắm chắc tinh thần đối phó với những câu sau. Chương 1247, hai cua ăn đậu hũ căn bản là không gắp được thứ gì. Tứ đệ của Lỗ Kính Liên cũng chính là tứ thúc vừa được nhắc đến, Vương Tử Quân căn bản không biết người này, nhưng biết rõ đối phương đang mưu đồ điều gì. Đó là vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nếu như đủ lý lịch ở vị trí này, căn bản có thể tiến lên làm trợ thủ trong tỉnh ủy, thậm chí có thể làm người nắm một phương. Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ. Hắn cười nói, địa phương hay trung ương đều có chỗ tốt của nó, nhưng nếu hai người có thể giúp nhau xúc tiến, như vậy sẽ tuyệt đối là rất tốt. Tử Quân không hổ danh là trưởng phòng tổ chức, nhận thức ở phương diện này căn bản là người ở bên ngoài khó thể so sánh được. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì cười cười nói, dù sao cũng là người trong nhà, sau này các người về thủ đô thì nên đi tìm dược, những thứ khác thì không thể nói, thế nhưng ít nhất cũng có thể no bụng. Nửa giờ sau đoàn người Vương Tử Quân cơm nước no nê rời khỏi phòng. Mạc Tiểu Bắc vì lo lắng cho Tiểu Bảo Nhi ở nhà nên cùng Vương Tử Quân đi về trước, Lỗ Kính Liên tiễn chân Vương Tử Quân đến tận cửa. Lỗ Kính Liên nhìn xe chạy đi như bay mà vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, Tào Kha Nhi đứng ở bên cạnh cùng quay về trong khách sạn chợt khẽ nói, nhị cữu, ngài nói tứ cữu sắp đến Nam Giang sao? Lúc này cậu ấy đã không còn nhỏ tuổi, cũng không nên tiếp tục công tác trong đơn vị trung ương. Như vậy căn bản là không tốt. Nếu cứ mãi ngồi chờ một vị trí phó chủ nhiệm rồi về hưu, không bằng xuống địa phương phấn đấu một thời gian, biết đâu sau này sẽ là đại tướng vùng biên cương. Lỗ Kính Liên căn bản cũng không có tâm tư che giấu Tào Kha Nhi mà trực tiếp nói. Nếu tứ cữu của Tào Kha Nhi đến Nam Giang thì căn bản là chuyện tốt, nhưng chuyện này những người cậu của nàng dù cố gắng vận tác cũng không nên đi tìm Vương Tử Quân. Cho dù Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức thế nhưng cũng không có quyền gì ở sự kiện này. Nhị cữu, chuyện của tứ cữu có phải đã được quyết định rồi không? Tào Kha Nhi trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Lỗ Kính Liên nhìn thoáng qua Tào Kha Nhi, hắn khẽ vỗ vỗ vai của nàng rồi nói, tiểu nha đầu này suốt ngày nghỉ ngợi lung tung, cậu cũng rất muốn chuyện này được quyết định nhanh chóng, thế nhưng bây giờ căn bản là chưa có gì. Vì sao lại như vậy? Tào Kha Nhi căn bản hiểu rõ tình huống trong nhà. Chuyện này tuy không nhỏ nhưng nàng tin chỉ cần người nhà mở miệng thì cũng không tính là chuyện gì khó khăn. Tình hình Nam Giang khác biệt lớn lắm. Lỗ Kính Liên nhìn thoáng qua Tào Kha Nhi,
giọng điệu của hắn có chút trầm trọng, Diệp Thừa Dân có thái độ rất hàm hồ, Trử Vận Phong bên kia cũng không lên tiếng, thế nhưng rất muốn đề cử cán bộ trong tỉnh Nam Giang, thế nên trưởng Ban Dương căn bản đang bị làm khó. Lỗ Kính Liên nói trưởng Ban Dương, Tào Kha Nhi biết đối phương là ai. Nàng suy tư giây lát rồi khẽ nói, cháu biết rõ chuyện này không dễ làm, thế nhưng cho dù không dễ làm thì ngài cũng không nên tìm đến Vương Tử Quân, vì anh ấy làm gì có quyền lên tiếng. Mợ của Tào Kha Nhi luôn đứng bên cạnh lắng tai nghe, bây giờ chợt xen lời, trong sự kiện này thì tỉnh Nam Giang căn bản có ba người có quyền lên tiếng, một là Diệp Thừa Dân, hai là Trử Vận Phong, cuối cùng là Vương Tử Quân. Người này không những là trưởng phòng tổ chức, trước kia còn là bí thư ủy ban tư pháp, lời nói của cậu ấy căn bản là khá quan trọng trong tỉnh Nam Giang. Mợ nói cũng đúng, nhưng Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Tào Kha Nhi nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nàng dùng giọng không phục nói với Lỗ Kính Liên. Lỗ Kính Liên cũng căn bản không nắm chắc, khi mới đến thì hắn có chút lòng tin, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì chút tin tưởng tan biến sạch. Hắn nhìn vào phản ứng của Vương Tử Quân, cảm thấy mình căn bản không làm gì được, nhưng nếu mình có thể lên tiếng thì đối phương sao có thể cho ra phán đoán của mình vào thời điểm khó khăn này được. Là người một nhà mà sao lại cứ như người ngoài thế nhỉ? Lỗ Kính Liên thầm cảm khái, Vương Tử Quân dù không nghe được nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy. Lời đề nghị của Lỗ Kính Liên làm cho tâm tư của hắn tươi sáng hơn, đứng từ góc độ của hắn thì người ngồi trên vị trí bí thư ủy ban tư pháp phải là cùng một nhà với mình, dù sao thì hắn cũng có nhiều phương diện còn chưa an tâm. Tuy Vương Tử Quân đã đứng vững bàn chân ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng sự kiện hắn bàn bạc với Diệp Thừa Dân trước đó còn chưa có tiến triển. Tuy sự kiện này căn bản nhìn qua như thoát ly khỏi tay một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại không chịu buông tha. Tình hình buôn lậu ở Nam Giang đã quá nghiêm trọng, hầu như đã là một đòn chí mạng. Nếu như không đả kích được đám tội phạm này, căn bản sẽ là uy hiếp rất lớn cho kinh tế Nam Giang. Nhưng nếu muốn vạch trần sự việc thì cũng không phải là dễ dàng. Tử Quân, Dượng Ba dù rất tốt với em thế nhưng có vài việc không nên giúp thì không giúp, anh cứ giả vờ như không biết gì cả là được. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ thì Mạc Tiểu Bắc chợt khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy ấm lòng vì lời nói của Mạc Tiểu Bắc, hắn cười cười nói, vấn đề này đối với anh chỉ là tiện tay mà thôi, hoàn thành hay không, làm hay không cũng không có tổn thất gì cả. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân nhìn gương mặt điềm tĩnh của Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng không tiếp tục nói về chủ đề này, hắn thảo luận xem khi nào nàng quay về thủ đô. Lúc này Vương Lão Gia Tử đã mất, sự việc như kích thích Mạc Tiểu Bắc, khi không có chuyện gì thì nàng thường cùng hắn chạy về thủ đô thăm Mạc Lão Gia Tử. Mạc Tiểu Bắc chạy xe vừa nhanh vừa ổn định, khi hai việc còn chưa được nói xong thì xe đã dừng lại trước cổng biệt thự số 7 của khu nhà thường ủy. Tiểu Bảo Nhi được Tiểu Na chăm sóc đã ngủ say. Điều này làm cho hai vợ chồng vội vàng quay về có chút thất vọng. Sau khi rửa mặt đơn giản thì hai vợ chồng Vương Tử Quân đi ngủ, Vương Tử Quân thực hiện xong phận sự thì Mạc Tiểu Bắc tiến vào giấc mộng đẹp, nhưng Vương Tử Quân thì căn bản cảm thấy khó ngủ. Hắn nghĩ đến lời nói của Lỗ Kính Liên, tuy Lỗ gia không có năng lực mạnh như Mạc gia, bố của Lỗ Kính Liên qua đời sớm, tuy gia đình vẫn khó thể coi thường nhưng lại không bì kịp với Mạc gia. Nếu như vấn đề này ở trên người của Mạc gia, chỉ sợ bọn họ đã sớm giải quyết rồi. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt nghĩ sang phương diện khác. Nếu như Lỗ Kính Liên đi đến Nam Giang, như vậy sẽ không có động tác gì với chuyện này sao? Đối phương có thể tìm mình, thế cho nên cũng có thể tìm đến Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Vương Tử Quân suy xét khá lâu làm cho đầu óc hơi rối, cuối cùng hắn bỏ qua công tác mà nằm lên giường, thầm nghĩ mình dù là dốc hết sức hay hỗ trợ thì không bằng nên để thuận theo tự nhiên. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm và cảm thấy buồn ngủ, ngày thường hắn rất dễ ngủ nhưng bây giờ muốn ngủ lại khó, điều làm hắn cảm thấy mất ngủ đó là vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Nếu một người ở gần bên Vương Tử Quân tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp, như vậy sau này công tác của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình ra tay thúc đẩy công tác đả kích buôn lậu, trong lòng càng thêm cảm thấy nóng hừng hực. Chương 1248, một cảnh cũ Lâm Hồ. Kim Hành Thuấn đi vào thành phố Lâm Hồ có thể nói như cá gặp nước, hắn là người công tác ở thành phố Lâm Hồ nhiều năm, đã làm xong một nhiệm kỳ bí thư thị ủy, bây giờ tuy đến tỉnh ủy thế nhưng cán bộ thành phố Lâm Hồ vẫn quen thuộc gương mặt hắn. Sau khi nghe xong những lời báo cáo cung kính,
nhìn những gương mặt tươi cười chung quanh mình, Kim Hành Thuấn giống như quay về thời điểm còn nắm vị trí chủ chốt của thành phố Lâm Hồ. Lúc này bên cạnh hắn là các thành viên chủ chốt của thành phố Lâm Hồ, tuy hắn chỉ là phó chủ tịch thường ủy tỉnh Nam Giang thế nhưng từng là lãnh đạo Lâm Hồ cho nên người đến tiếp đãi có bí thư thị ủy Thích Phúc Lai, chủ tịch Kim Triển Hữu, các thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ cũng tập trung lại. Chủ tịch Kim, khu công nghiệp Hồ Đông chính là tài sản quý giá mà trước khi đi ngài để lại cho chúng tôi, bây giờ đã là một trong những sản nghiệp chống đỡ phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ. Năm ngoái nguồn lợi từ thuế thu được là 3 tỷ, thật sự làm cho các thành phố khác phải cực kỳ hâm mộ. Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn khi còn nhập gánh công tác với nhau tuy có chút va chạm, nhưng bây giờ hắn đứng trước mặt Kim Hành Thuấn thì vẫn biểu hiện cực kỳ an phận, nụ cười sáng lạn vô cùng. Kim Hành Thuấn căn bản cũng nở nụ cười với sự nhiệt tình của Thích Phúc Lai, hắn biết rõ Thích Phúc Lai cố ý đưa mình đến đây tham quan chỉ là vì muốn lấy lòng. Khu công nghiệp này năm xưa khi còn công tác ở Lâm Hồ thì hắn là người cố gắng thúc đẩy, bây giờ hắn quay về chốn cũ, tất nhiên sinh ra những cảm nhận khác biệt. Nhiệt liệt hoan nghênh Bí thư Kim đến kiểm tra công tác của khu công nghiệp. Uống nước nhớ nguồn, phát triển không quên lãnh đạo. Những dòng biểu ngữ ghi trên vải đỏ treo khắp bốn phía khu công nghiệp, nhìn qua làm cho người ta dễ dàng sinh ra cảm giác kích động. Lúc này có không ít người đang mỉm cười, cũng không thiếu những gương mặt quen thuộc với Kim Hành Thuấn. Chào Chủ tịch Kim, một người đàn ông trung niên hơn 40 tiếp cận Kim Hành Thuấn rồi đi đến bên cạnh. Tuy người này mặc tây trang nhưng khi đi đến bên cạnh Kim Hành Thuấn thì lại thành thật chào theo kiểu quân đội. Kim Hành Thuấn không xa lạ gì người đàn ông này. Năm xưa người này rời khỏi quân ngũ và được Kim Hành Thuấn đánh giá rất cao, luôn xem là một thành viên có khả năng và chú trọng bồi dưỡng. Lúc này cây giống đã phát triển, cũng xem như có không gian để tiến lên. Chào chủ nhiệm Trấn Đông, vài năm không gặp, bây giờ tôi thấy anh vẫn giữ đúng tác phong, căn bản là rất tốt. Kim Hành Thuấn vươn tay bắt chặt tay người đàn ông trung niên kia, sau đó nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Tác phong quân nhân không thể vứt đi được, cũng không dám quên chỉ thị của lãnh đạo. Năm qua khu công nghiệp Hồ Đông dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đã liên tục phát triển, con đường thực tế chứng thực tinh thần chỉ thị của lão lãnh đạo với chúng tôi, sau khi đổi mới thì căn bản là hiệu suất cao, hiệu quả rõ rệt. Người được Kim Hành Thuấn gọi là chủ nhiệm Trấn Đông mở miệng báo cáo cực kỳ khí thế, không những âm thanh vang dội, hơn nữa bộ dạng còn làm cho người ta không thể không phục. Kim Hành Thuấn nghe báo cáo rất chân thành, khi đối phương liên tục báo cáo thì một loạt con số xuất hiện trong lòng hắn. Hắn cảm khái nghe xong báo cáo, sau đó mở lời khuyến khích vị chủ tịch quận trong vùng vài câu. Chủ tịch Kim, lúc này Trấn Đông là bí thư hiệp hội quản lý khu công nghiệp, căn bản là viên hổ tướng do lão lãnh đạo lưu lại, thị ủy chúng tôi cảm thấy nên tiếp tục gia tăng trọng trách, những năm qua cũng liên tục tiếp nhận nhiều áp lực. Cũng may Trấn Đông không hổ là người được lão lãnh đạo coi trọng. Làm việc nắm chắc mạnh yếu, khu công nghiệp Hồ Đông có được ngày hôm nay cũng khó thể nào bỏ qua công lao của anh ấy. Thích Phúc Lai đứng bên cạnh Kim Hành Thuấn, hắn cảm thấy đây là thời cơ thích hợp nên mở miệng chen lời. Sau khi nghe Thích Phúc Lai nói Trấn Đông đã là bí thư của Hiệp hội Quản lý khu công nghiệp thì Kim Hành Thuấn tuy không nói gì nhưng ánh mắt khẽ híp lại. Tục ngữ có một câu thế này, một triều vua một triều thần. Tuy Kim Hành Thuấn đã tiến lên làm lãnh đạo tỉnh thế nhưng những người đi theo hắn vào thời điểm năm xưa căn bản sẽ bị đả kích, điều này là khẳng định. Có mặt Kim Hành Thuấn thì Thích Phúc Lai không dám ra tay, thế nhưng khi đề bạt cán bộ thì căn bản sẽ cho những người kia ra rìa, bị ghẻ lạnh, chiêu này căn bản là quá bình thường. Năm xưa chủ nhiệm Trấn Đông vốn chuẩn bị được đề bạt làm bí thư hiệp hội quản lý khu công nghiệp, thế nhưng khi mà Kim Hành Thuấn được điều động thì xem như bị mắc cạn. Vì chuyện này mà có nhiều bộ hạ cũ chạy đến nhà Kim Hành Thuấn báo cáo, nói là báo cáo nhưng thực tế lại là kêu khổ. Lúc này dưới tình huống Kim Hành Thuấn không biết, Thích Phúc Lai lại chủ động nói đến chuyện xưa, đã đẩy Trấn Đông lên vị trí bí thư hiệp hội quản lý, Kim Hành Thuấn hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Kim Hành Thuấn căn bản hiểu rõ Thích Phúc Lai muốn làm gì, cũng vì hiểu rõ nên cái giá mà hắn phải trả là cao hơn. Thích Phúc Lai chuẩn bị rất chu đáo. Làm cho Kim Hành Thuấn sinh ra cảm giác như đang ở nhà. Khi gần đến 12 giờ trưa thì đoàn người Kim Hành Thuấn đi về nhà khách, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó Kim Hành Thuấn được toàn thể thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ mở tiệc chiêu đãi. Nhưng giữa trưa Kim Hành Thuấn căn bản không muốn uống rượu, vì vậy bầu không khí của bữa tiệc có vẻ không quá sôi nổi. Sau khi dùng cơm xong thì Thích Phúc Lai đi vào trong phòng của Kim Hành Thuấn, hắn cười nói với Kim Hành Thuấn.
Chủ tịch Kim, trước kia khi tôi cùng công tác với ngài thì cực kỳ thích cùng ngài đánh cờ tướng, từ khi ngài đi vào trong tỉnh thì tôi đây căn bản cũng không biết tìm ai để giải khuây. Ha ha, ông bạn già, chỉ anh là người hiểu rõ tâm ý của tôi. Nói thật nhé, tôi rời khỏi thành phố Lâm Hồ cảm thấy tiếc nuối nhất chính là bỏ đi thói quen đánh cờ ưa thích của mình. Kim Hành Thuấn nghe thấy Thích Phúc Lai nói như vậy thì hớn hở lên tiếng. Khi Trử Vận Phong làm bí thư thị ủy Lâm Hồ thì Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn đều là phó chủ tịch thành phố, hai người làm việc với nhau, đánh cờ với nhau, căn bản đều là người giỏi đánh cờ. Nhưng lại có sự khác biệt, Thích Phúc Lai giỏi cờ vây, Kim Hành Thuấn giỏi cờ tướng. Nếu hai người đánh cờ tướng thì Kim Hành Thuấn thắng, nhưng nếu đánh cờ vây thì Kim Hành Thuấn tìm tai vạ. Hai bên đều có lĩnh vực am hiểu của riêng mình, thế cho nên khi hai người tranh luận về cờ, căn bản không phải là nên đi như thế nào, chủ yếu là đặt quân cờ nào xuống. Lúc này Thích Phúc Lai nói đến cờ tướng, rõ ràng là theo tâm ý của Kim Hành Thuấn. Chương 1248, hai cảnh cũ Lâm Hồ. Hai vị lãnh đạo chủ yếu đánh cờ thì có rất nhiều người đến vây xem, nhưng Thích Phúc Lai lại lên tiếng nói muốn thỉnh giáo chủ tịch Kim và đuổi người ngoài đi. Lúc này trên bàn có hai ly trà nóng, một bộ cờ, hai người xem ra rất thản nhiên tự đắc. Hai bên là đối thủ nhiều năm nên căn bản là hiểu rõ đường đi nước bước của đối phương, sau khi ăn đi vài quân cờ thì hai bên lại sinh ra cảm giác như năm xưa. Thích Phúc Lai đi một bước pháo rồi cười nói, chủ tịch Kim, đánh cờ với ngài làm tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Trưởng ban Phúc Lai, anh cũng có cảm giác như vậy sao? Xem ra hai người chúng ta thật sự là người một nhà không thể không cùng vào một cửa. Kim Hành Thuấn gọi Thích Phúc Lai là bí thư Phúc Lai, thật ra cũng có chút tâm ý nho nhỏ, đó là ép lên đầu Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai thật sự đã sớm biết ý nghĩ của Kim Hành Thuấn, hắn thầm oán tâm tư của đối phương nhưng vẫn ngồi yên giống như không có gì khác thường. Lúc này gương mặt tròn mập của hắn là nụ cười sáng lạn, căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ có thành ý. Có thể lãnh giáo chủ tịch Kim thật sự là phúc khí của tôi, nếu nói tôi có gì nuối tiếc, chỉ là chủ tịch Kim ra đi quá sớm, căn bản không còn thuận lợi được học hỏi lãnh đạo. Thích Phúc Lai nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười híp mắt nói. Kim Hành Thuấn thấy Thích Phúc Lai thăm dò hướng gió của mình, hắn chợt dùng giọng biết thời thế nói, điều này cũng khó thể nói như vậy được, nếu không thì Phúc Lai đến tỉnh đoàn tụ với tôi và chủ tịch Trừ. Đi vào tỉnh, Thích Phúc Lai thật sự có quyết định này. Khi thấy Kim Hành Thuấn chủ động nhắc đến thì cũng không khách khí, chủ tịch Kim, tôi cũng muốn học hỏi các vị lãnh đạo vài năm, nhưng một khối tài liệu như tôi căn bản làm được gì ở trên tỉnh thì tốt đây. Thích Phúc Lai là ủy viên tỉnh ủy, tất nhiên càng có tư cách đi đến tỉnh ủy. Trước khi hắn gặp mặt Kim Hành Thuấn thì đã nghĩ đủ biện pháp, bây giờ hắn nói với Kim Hành Thuấn, mục đích tìm hiểu ý nghĩ của đối phương. Làm gì mà chẳng được, với tài cán của anh, ít nhất cũng là bí thư ủy ban tư pháp. Kim Hành Thuấn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bầu không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng quân cờ đập lên mặt bàn. Tuy Thích Phúc Lai đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng Kim Hành Thuấn nói trắng ra như vậy vẫn sinh ra cảm giác vội vàng bất ngờ, thế là giống như không chống đỡ được. Bí thư Phúc Lai, hai người chúng ta cũng không phải chỉ có quan hệ ngày một ngày hai. Tục ngữ có câu thế này, người đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, anh căn bản cho ra những thành tích quá rõ ràng ở Lâm Hồ. Hơn nữa anh ở thành phố Lâm Hồ cũng đã khá lâu, bây giờ trọng trách công tác ở thành phố Lâm Hồ nên giao cho người khác thì tốt hơn. Kim Hành Thuấn nói rồi ăn một con mã sau một nước đi không cẩn thận của Thích Phúc Lai, hắn lại nói tiếp, lúc này trong các cấp cán bộ giám đốc sở ở tỉnh Nam Giang chỉ có anh là có lý lịch nhiều nhất, nếu bây giờ anh không tranh thì sau này không còn cơ hội nữa rồi. Thích Phúc Lai tất nhiên biết rõ tình huống của mình, hắn đã hạ quyết tâm, thế là căn bản không chịu lùi bước. Hắn đi một nước cờ lung tung rồi khẽ nói. Trước đó tôi đã gặp lãnh đạo, ý nghĩ của lão lãnh đạo cũng muốn giúp đỡ tôi. Lão lãnh đạo là ai thì Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn đều hiểu rõ. Lúc này Kim Hành Thuấn không nói gì mà chỉ nhìn Thích Phúc Lai, nụ cười trên mặt càng thêm nhiều. Chủ tịch Kim, chúng ta đều là hai cái thìa trong một nồi, dù không thiếu những lúc đấu võ mồm nhưng so với người bình thường thì cũng là anh em thân cận, ngài nói xem có đúng không? Thích Phúc Lai cảm thấy bắn cung khó thể lấy lại, thế nên hắn khẽ nói với Kim Hành Thuấn. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, hắn tuy ma sát khá nhiều với Thích Phúc Lai, thế nhưng căn bản vẫn đồng ý với lời nói vừa rồi của đối phương. Trong quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ là lợi ích vĩnh viễn mà thôi.
Bàn cờ đã được đánh hơn phân nửa, trên cơ bản thì thắng lợi đã định. Lúc này Kim Hành Thuấn còn đủ xe pháo mã, còn có hai con tốt qua sông, Thích Phúc Lai thì chỉ còn lại một quân xe. Thế cục này cho dù là người chỉ có chút kiến thức về cờ cũng có thể thấy Thích Phúc Lai căn bản không còn sức lực chống đỡ, nhưng Thích Phúc Lai lại căn bản không có chút ý nghĩ muốn chấm dứt. Hắn đẩy quân xe của mình đi rồi lại trầm bổng nói, hai ngày trước tôi có đi gặp một vị lãnh đạo ở thủ đô. Kim Hành Thuấn với ánh mắt sắc nhọn có chút sững sốt, hắn thầm than Thích Phúc Lai quả nhiên là làm rất tốt, có lẽ lúc này đã thi triển tất cả thủ đoạn ra rồi. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ ném ánh mắt lên người Thích Phúc Lai, lẳng lặng nhìn đối phương. Thích Phúc Lai nói tiếp, vị lãnh đạo kia căn bản đồng ý với ý kiến tranh thủ tiến lên của tôi, nhưng anh ấy cũng nói sẽ tôn trọng đầy đủ ý kiến của phía tỉnh ủy Nam Giang. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, hắn lẳng lặng đi một nước cờ. Sau đó lại nói, nếu như nói như vậy thì khả năng của anh là rất lớn. Lúc này ngoài việc siêng năng báo cáo với lão lãnh đạo, anh cũng không nên bỏ qua những lãnh đạo khác. Nhân tâm cũng giống như đòn gánh, chú trọng sẽ nghiêng về phía bên mình, hơn nữa anh có thành tích quá rõ ràng ở thành phố Lâm Hồ, chỉ là bây giờ mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, nên tranh thủ thì nhất định không thể bỏ qua. Kim Hành Thuấn nói một tràng dài, thật ra trong lòng hắn hiểu những lời của mình chỉ là nói nhảm. Nhưng hắn phải nói, ít nhất cũng cho ra một tư thái, ngoài cho thấy sự quan tâm của mình với Thích Phúc Lai, còn có một tác dụng khác. Đó chính là Kim Hành Thuấn trên tinh thần giúp đỡ Thích Phúc Lai tiến lên lần này, tất nhiên Thích Phúc Lai căn bản thích như vậy. Thích Phúc Lai là người ở trong quan trường lâu năm, hắn tất nhiên biết rõ đây là thời điểm mấu chốt của mình, thế cho nên cho dù Kim Hành Thuấn không nói thì hắn cũng đi làm, hơn nữa thái độ là rất mạnh. Thứ hắn muốn chính là một thái độ. Chỉ cần Kim Hành Thuấn tỏ thái độ như vậy thì quá đủ rồi. Cảm ơn Chủ tịch Kim đã ủng hộ và khẳng định với tôi. Thích Phúc Lai có thêm nụ cười cảm kích, hậu quả của sự cảm kích này chính là con xe cuối cùng trên bàn cờ đã bị Kim Hành Thuấn tiêu diệt. Lúc này căn bản không cần tiếp tục ván cờ, Kim Hành Thuấn chuẩn bị chấm dứt ván cờ thì chợt nghe Thích Phúc Lai nói. Chủ tịch Kim, ngài cảm thấy bây giờ tôi có thích hợp đi báo cáo với trưởng phòng Vương hay không? Kim Hành Thuấn có chút sững sốt, nhưng ngay sau đó thì có phản ứng. Hắn biết rõ trưởng phòng Vương trong miệng Thích Phúc Lai là ai, thế cho nên hắn cũng không trả lời trực tiếp mà mỉm cười hỏi ngược lại, anh cảm thấy anh ta sẽ giúp đỡ mình sao? Chương 1249, Hội nghị bất thường. Thích Phúc Lai không mở miệng nhưng vẻ mặt có một chút nghi kỵ cũng đủ để chứng tỏ không tin tưởng vào sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Là bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm, căn bản là người có quyền lên tiếng rất lớn không thể nghi ngờ. Bí thư Thích, chuyện này quan trọng là lão lãnh đạo và bí thư Diệp, anh bây giờ nên cố gắng cao nhất để tác động vào hai vị lãnh đạo này. Còn Vương Tử Quân, anh ta chỉ là một lá phiếu ở sự kiện này mà thôi, anh không cần quá lo lắng, nếu như quá chú ý đến một phiếu này, có phải sẽ mất cái khác, được nhỏ mất lớn không? Kim Hành Thuấn nói không quá lớn nhưng lời nói lại mang theo ý nghĩ chân thật đáng tin. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt nghiêm trang của Kim Hành Thuấn, hắn khẽ gật đầu. Vừa rồi sở dĩ hắn dò xét Kim Hành Thuấn về vấn đề này, chủ yếu cũng là vì có ý nghĩ như Kim Hành Thuấn, thế nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không chính xác. Vương Tử Quân dù sao cũng là trưởng phòng tổ chức, hơn nữa còn là bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm, tất nhiên càng có quyền lên tiếng ở sự kiện này hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng lúc này sau khi nghe xong ý nghĩ của Kim Hành Thuấn, hắn lại cảm thấy đối phương nói không phải không có lý. Vương Tử Quân dù có quyền khá nặng, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đầu phiếu mà thôi, biết đâu sẽ không tạo nên tác dụng gì, trực tiếp vứt bỏ là được. Chủ tịch Kim, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Thích Phúc Lai nghĩ về quan hệ giữa nhóm người của mình với Vương Tử Quân, hắn lại tiếp tục cầm lấy những quân cờ xếp lên bàn rồi nói với Kim Hành Thuấn. Vương Tử Quân từ trong phòng họp đi ra, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nhận được vào buổi sáng hôm nay. Đó là một cuộc điện thoại của người quen, nội dung cuộc điện thoại nói về vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Theo những thông tin mà người kia nắm giữ, có không ít người cạnh tranh vị trí này, hơn nữa ai cũng là người có lực lượng, xuất hiện thế cục thế này căn bản làm cho người ta cảm thấy rất khó xử. Sau khi tổ chức hội nghị văn phòng, Dương Độ Lục căn bản cho ra một phương án sơ bộ. Đó chính là tôn trọng đầy đủ thái độ và ý kiến của tỉnh Nam Giang. Tôn trọng thái độ và ý kiến của tỉnh, như vậy Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong sẽ đạt thành ý kiến ở sự kiện này sao?
Chỉ cần căn cứ vào tiếng gió vào thời điểm gần đây, Vương Tử Quân đã mẫm cảm thấy được Trử Vận Phong căn bản là ủng hộ Thích Phúc Lai, nhưng Diệp Thừa Dân lại chưa tìm được người thích hợp cho mình. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Tuy Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy nhưng thời gian đến Nam Giang là quá ngắn, trong tay không có quá nhiều người. Lúc này bên kia đề cử ra một Thích Phúc Lai, nếu như không có người có thực lực tương đối, căn bản chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Diệp Thừa Dân là một người căn bản khá cẩn trọng, trước khi chưa nắm chắc thì căn bản sẽ cố gắng nuốt cơn tức này xuống, cũng không tùy tiện ra tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín mình vất vả dựng lên ở trong tỉnh Nam Giang. Một khi Thích Phúc Lai tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp thì sẽ thế nào? Vương Tử Quân chợt nhíu mày, tuy hắn ở vị trí bí thư ủy ban tư pháp còn chưa tiến hành điều qua sâu sắc về thành phố Lâm Hồ, thế nhưng hắn cơ bản đã có thể xác định thành phố Lâm Hồ tuyệt đối không tránh khỏi liên quan trong sự kiện này. Thích Phúc Lai là lãnh đạo đứng đầu thành phố Lâm Hồ, chẳng lẽ đối phương không phát giác ra sao? Nếu như Thích Phúc Lai có phát giác ra, như vậy vì sao đối phương lại thờ ơ? Căn bản không có phản ứng gì. Hơn nữa với quan hệ giữa Thích Phúc Lai và Trân Hồng Lỗi, một khi Thích Phúc Lai là bí thư ủy ban tư pháp, như vậy những gì mà Vương Tử Quân vất vả làm được ở ủy ban tư pháp sẽ chấm dứt. Vương Tử Quân thầm trầm ngâm, Du Giang Vĩ đi bên cạnh lại có chút chờ đợi và lo lắng. Hắn luôn đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, thế nên càng thêm quen thuộc vị lãnh đạo này. Vương Tử Quân chau mày, nói rõ tâm tình của lãnh đạo không vui. Hắn là người làm thư ký thì càng phải chú ý. Du Giang Vĩ nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn cần chờ giây lát, đúng lúc này Vương Tử Quân lại khoát tay áo, tỏ ý cho hắn tiếp điện thoại. Alo, chào ngài, tôi là Du Giang Vĩ. Sau khi nối thông điện thoại thì Du Giang Vĩ khẽ nói với đầu dây bên kia. Sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia, Du Giang Vĩ nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương. Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến, thông báo 5 giờ chiều hôm nay ngài đến tham gia hội nghị thường ủy. Đề tài thảo luận là gì? Vương Tử Quân không ngờ lại vội vàng tổ chức hội nghị thường ủy như vậy, bình thường nếu không có gì đặc biệt thì phải thông báo trước 1-2 ngày. Du Giang Vĩ có chút ngại ngùng, trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi có hỏi nhưng người văn phòng tỉnh ủy lại không nói rõ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, bên kia không nói rõ, như vậy xem ra không phải vấn đề bình thường. Chẳng lẽ là nghiên cứu nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt nói với Du Giang Vĩ, cậu gọi điện thoại cho văn phòng của bí thư Diệp, xem hôm nay bí thư Diệp có thời gian rảnh không, tôi muốn báo cáo công tác với anh ấy. Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị chuẩn bị gọi điện thoại cho Khuất Chấn Hưng. 5 phút sau Khuất Chấn Hưng ở bên kia gọi đến, nói là bí thư Diệp đang tiếp khách, sáng hôm nay thật sự không có thời gian. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn không nói gì thêm, căn cứ vào thái độ của bí thư Diệp, hắn đã cảm ứng được vấn đề. Trưởng phòng Vương, chúng ta đi đâu đây? Lái xe chạy đến khúc quanh thì khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, khi hắn chuẩn bị cho lái xe chạy về văn phòng, đúng lúc thấy một người chạy về phía trước như người điên. Phía sau lưng người kia là vài người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Người đàn ông chạy phía trước căn bản là rất nhanh nhẹn, hắn liên tục trốn tránh, lợi dụng chướng ngại vật bốn phía để gây phiền toái cho cảnh sát, lúc này khoảng cách với đám cảnh sát phía sau càng lúc càng xa. Khi Vương Tử Quân nghĩ rằng người kia sẽ chạy thoát, đột nhiên có vài người phóng ra, người đàn ông kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị nhóm người này ép ngã xuống đất. Trong số những người đột nhiên xuất hiện kia có người quen của Vương Tử Quân, đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Đông Hồng là Niên Chí Tân. Dù người này không ra tay thế nhưng có lẽ đây là một hành động của đội cảnh sát hình sự bọn họ. Chương 1250, một tôn trọng ý kiến tỉnh ủy Nam Giang. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị chào hỏi Niên Chí Tân, hắn chợt nghe thấy người kia mắng, Niên Chí Tân, mày sẽ sinh con không có lỗ đít, tao nói cho mày biết, mày xen vào chuyện tốt của chúng tao, nhất định sẽ có người tính sổ với mày. Vài tên cảnh sát thấy tên đàn ông kia căn bản là kiêu ngạo như vậy. Bọn họ cũng không còn khách khí, bẻ tay đối phương ra phía sau. Tên đàn ông nhanh chóng bị cảnh sát còng tay, căn bản phải chịu khá nhiều khổ sở. Nhưng chút đau khổ như vậy cũng không làm khó người này, chợt nghe thấy đối phương chửi ầm lên, họ Niên kia, mày đừng tưởng bắt được ông thì sẽ lập công. Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ thích huyên náo thì vui, chú ý sau này có người kéo mày vào danh sách.
Niên Chí Tân nhìn vào hai mắt tên đàn ông, hắn cũng không nói gì, chỉ là khua tay với đám cảnh sát bốn phía, đưa hắn đi. Vương Tử Quân nhìn đám cảnh sát đưa người kia lên xe mà ánh mắt trở nên ngưng trọng. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, hắn do dự một chút rồi nói, trưởng phòng Vương, có muốn gọi đội trưởng Niên đến nói chuyện một chút không? Không cần, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng từ chối lời đề nghị của Du Giang Vĩ, hắn khua tay với lái xe chúng ta đi thôi. Xe chạy vô cùng ổn định, chỉ sau vài phút đã dừng trước cổng khu văn phòng tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì thấy một người đi ra. Khi Vương Tử Quân thấy người kia, đối phương cũng thấy xe của hắn. Người này có chút do dự, sau đó cất bước đi về phía hắn nói, chào trưởng phòng Vương. Chào bí thư Thích, vài ngày không gặp mà anh nhìn qua có tinh thần hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn Thích Phúc Lai rồi tươi cười nói. Thích Phúc Lai và Vương Tử Quân căn bản không có giao tình gì với nhau, nhưng hai người cũng không có xung đột gì lớn. Tuy Vương Tử Quân căn bản không thích Thích Phúc Lai tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, thế nhưng lúc này Thích Phúc Lai chào hỏi nhiệt tình, hắn tuyệt đối không thể làm mặt lạnh, cũng không tỏ ra giống như ai đang thiếu tiền mình được. Ha ha ha, trưởng phòng Vương, tôi muốn làm kiểm điểm với anh. Những ngày qua tôi muốn đến báo cáo công tác với anh, thế nhưng mãi mà không có thời điểm nào thích hợp. Bây giờ tôi thành khẩn tự phê bình, sau này sẽ thường xuyên báo cáo công tác với lãnh đạo. Thích Phúc Lai tuy lớn tuổi hơn Vương Tử Quân thế nhưng bây giờ lại giống như căn bản hạ mình khá thấp. Vương Tử Quân cười cười nói, bí thư Thích, tôi cũng không có ý phê bình anh, thành phố Lâm Hồ các anh công tác rất tốt, ngược lại tôi và lãnh đạo tỉnh ủy còn cho ra lời khẳng định với công tác của thành phố Lâm Hồ, hy vọng các anh không ngừng cố gắng, tạo ra nhiều đặc sắc hơn. Thích Phúc Lai gật đầu rồi nhanh chóng cảm tạ sự quan tâm của Vương Tử Quân với thành phố Lâm Hồ. Càng mời Vương Tử Quân có rảnh thì đến cho ra vài lời chỉ đạo với Lâm Hồ. Hai người nói với nhau thêm vài câu, Vương Tử Quân lấy cớ có việc bận rời đi. Thích Phúc Lai tuy biểu hiện muốn báo cáo với Vương Tử Quân, thế nhưng đối phương căn bản là không có thành tâm. Sau khi quay về phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân rửa sạch tay, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi điện thoại đến là Mạc Tiểu Bắc, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc bên kia khẽ nói. Vừa rồi bố gọi điện thoại đến, nói là anh không cần hao tâm tổn trí về sự việc kia nữa. Không cần hao tâm tổn trí là có ý nghĩa gì? Vương Tử Quân căn bản là hiểu quá rõ ràng. Tối qua hắn vừa về nhà thì nhận được điện thoại của bố vợ Mạc Đông Tường, vì là người một nhà nên Mạc Đông Tường nói rất trực tiếp, để cho hắn có thể tranh thủ trong phạm vi của mình để giúp đỡ Lỗ Kính Liên. Vương Tử Quân căn bản có cảm giác khá tốt với Lỗ Kính Liên, hơn nữa lại động tâm với lời đề nghị của Lỗ Kính Liên. Thế cho nên sau khi Mạc Đông Tường lên tiếng thì hắn cũng tỏ vẻ nhất định giúp đỡ. Bây giờ Mạc Đông Tường lại gọi đến nhưng lời nói lại khác biệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Tử Quân tuy đã đại khái cho ra đáp án thế nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi Mạc Tiểu Bắc, muốn tìm được câu trả lời chính xác hơn. Em không biết, em cũng không hỏi rõ. Mạc Tiểu Bắc trả lời rất hợp với phong cách của mình, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân nở nụ cười bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, không sao. Vương Tử Quân cúp điện thoại và thầm hiểu được vài vấn đề, thầm nghĩ sự việc đã sớm biến đổi, nếu không với quyết tâm của Lỗ Kính Liên thì căn bản sẽ không chịu lùi bước. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Khi điện thoại nối thông, chợt nghe thấy Đào Nhất Hành cười nói, lãnh đạo, ngài có gì cần dặn dò sao? Mỗi lần Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đều có thể nghe được giọng nói tràn đầy nụ cười của Đào Nhất Hành ở phía bên kia. Vị thư ký trưởng này giống như trời sinh chưa từng nổi giận. Nhưng Vương Tử Quân biết rõ đây chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế cũng có khi Đào Nhất Hành nổi giận, nụ cười của đối phương căn bản chỉ là thói quen nghề nghiệp thường ngày mà thôi. Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Đào Nhất Hành, sau đó hắn khẽ nói, thư ký trưởng, bí thư bây giờ đang bận rộn gì vậy? Đào Nhất Hành ở bên kia có chút chần chờ, sau đó cười nói, bí thư bây giờ đang bàn luận với một vị khách, trưởng phòng Tử Quân có chuyện gì sao? Nếu có chuyện thì tôi sẽ báo cáo với bí thư một tiếng. Vương Tử Quân cười cười nói, có một số chuyện muốn báo cáo với bí thư Diệp, cũng không phải quá gấp, nếu bí thư có chuyện thì để báo cáo sau cũng được. Vương Tử Quân nói rồi chợt thay đổi chủ đề, anh Đào, lần này thông báo họp hội nghị thường ủy không đầu không đuôi, có phải là có chuyện gì quan trọng không? Ha ha, điều này lãnh đạo ngài cũng đừng trách tôi, bí thư cũng không thông báo nội dung hội nghị.
Đào Nhất Hành nói đến đây thì chợt hạ giọng, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có thể là thảo luận về nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Có một vài người có một bản lĩnh đó là làm cho người ta không tự giác được phải làm thân cận với mình, chút hành vi mờ ám của người này càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như người cùng nhà. Đào Nhất Hành căn bản là một thành viên như vậy, hơn nữa còn là cao thủ. Vương Tử Quân dù có suy đoán thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Đào Nhất Hành thì trong lòng có vài phần chấn động, hắn cũng không nói gì thêm, chờ Đào Nhất Hành tiếp tục lên tiếng. Hôm nay bí thư nhận được một cuộc điện thoại của tuyến trên, nói là sự việc này tôn trọng đề cử của tỉnh Nam Giang. Đào Nhất Hành nói đến đây thì muốn nói thêm điều gì đó, thế nhưng lại ngậm miệng khá đúng lúc. Tôn trọng đề cử của Nam Giang, biểu hiện là tôn trọng tỉnh ủy Nam Giang. Nhưng thực tế lại muốn làm cho Nam Giang rơi vào trạng thái bão tố. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, căn bản là người có quyền lên tiếng mạnh mẽ nhất. Nhưng Trử Vận Phong lại là người có đa số lá phiếu trong hội nghị thường ủy, thế cho nên thái độ của người này cũng là cực kỳ quan trọng. Chương 1252 tôn trọng ý kiến tỉnh ủy Nam Giang. Càng quan trọng là trong tay Diệp Thừa Dân lúc này căn bản không có bất kỳ quan viên quan trọng nào có thể đối kháng với Thích Phúc Lai của Trử Vận Phong, thậm chí ngoài cán bộ địa phương Nam Giang thì căn bản không còn ai quá mạnh mẽ. Vương Tử Quân trầm mặc một phút đồng hồ, khi chuẩn bị hỏi vài câu với Đào Nhất Hành, chợt nghe Đào Nhất Hành nói chuyện này anh cũng đừng quá quan tâm nữa. Vương Tử Quân cảm tạ ý tốt của Đào Nhất Hành, hắn cúp điện thoại nâng ly nước lên uống một ngụm, trong lòng chợt bùng lên sóng dữ. Vương Tử Quân lúc đầu cũng không muốn cho ra nhiều phương án ở sự kiện này, nhưng khi mà Diệp Thừa Dân buông tha thì những phương án kia của hắn căn bản là không có tác dụng, thậm chí có thể nói là không tự lượng sức. Diệp Thừa Dân căn bản đã cho ra lựa chọn, như vậy ý kiến của hắn chỉ là dâu ria mà thôi. Điện thoại chợt đổ chuông, tiếng chuông vang vọng bên tai Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, sau đó nghe máy. Người gọi điện thoại đến là Phó Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp Mạnh Chí Đạo. Trong lúc trò chuyện thì Mạnh Chí Đạo căn bản vẫn cực kỳ cung kính. Sau khi hỏi thăm một lát, Mạnh Chí Đạo mới đề cập đến nội dung chủ yếu, đó chính là hắn nghe nói Thích Phúc Lai sắp tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp. Tuy Vương Tử Quân căn bản có ý nghĩ quá rõ ràng về sự kiện này, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng phê bình Mạnh Chí Đạo, những chuyện thế này thì các anh nếu không có việc gì cũng đừng nghĩ bậy bạ, ai đến nắm công tác thì căn bản đều là quyết định của phòng tổ chức thượng cấp. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Mạnh Chí Đạo mà thầm cảm thán, mặc dù hắn biết tin tức này căn bản không thể che giấu được, thế nhưng những lời nói của Mạnh Chí Đạo đã làm cho hắn cảm thấy không chút thoải mái. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Mạnh Chí Đạo không được bao lâu thì Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống gọi điện thoại đến. Đoạn Văn Đống đầu tiên tiến hành ân cần thăm hỏi Vương Tử Quân, lại mời Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác xây dựng đảng của Cục Công an thành phố. Sau thời gian 7-8 phút thì Đoạn Văn Đống căn bản không nhắc đến chủ đề đang nóng vào lúc hiện tại. Vương Tử Quân hiểu thủ đoạn thế này của Đoạn Văn Đống có nghĩa là gì, đối đãi với thủ đoạn này của Đoạn Văn Đống, Vương Tử Quân căn bản chỉ có biện pháp duy nhất là cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì không gian trở nên yên tĩnh, nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể không chú ý đến cuộc điện thoại vừa rồi của Đoạn Văn Đống. Vì Đoạn Văn Đống là người thuộc dòng chính của hắn. Khi vị trí của hắn bắt đầu trở nên đáng xấu hổ, lúc này Thích Phúc Lai tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, vị trí của hắn càng thêm xấu hổ. Như vậy chỉ sợ hành động đả kích tội phạm buôn lậu của mình cũng vì sự kiện này mà bị cản trở. Khi Vương Tử Quân đang cực kỳ trầm ngâm thì lúc này ở suối nước nóng khách sạn Ôn Đô Hoa Viên, Lỗ Kính Liên vừa tắm vừa tiếp điện thoại. Nội dung điện thoại rất ngắn, Lỗ Kính Liên chỉ nói vài câu rồi cúp điện thoại. Vợ Lỗ Kính Liên ở phía đối diện, hai người làm vợ chồng nhiều năm, thế nên căn bản là cực kỳ quen thuộc đối phương. Khi thấy Lỗ Kính Liên vô thức đặt điện thoại sang phía tay phải, nàng biết chồng mình đang gặp chuyện khó khăn. Kính Liên, làm sao vậy? Giọng nói quan tâm của vợ làm cho Lỗ Kính Liên nhanh chóng trở nên tỉnh táo, hắn nhìn gương mặt quan tâm của vợ, chợt cười cười nói, không có gì, suối nước nóng này tốt cho sức khỏe, chúng ta nên tận hưởng một chút. Người phụ nữ trung niên cũng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lỗ Kính Liên. Dưới ánh mắt của vợ, hắn chợt nở nụ cười xấu hổ nói, thật ra cũng không có chuyện gì, thế nhưng lần này căn bản chúng ta đến và về với tay không. Về tay không, hôm qua không phải anh đã gặp bí thư Diệp rồi sao? Vợ tất nhiên hiểu Lỗ Kính Liên đang nói đến điều gì.
Tuy nàng không quá quan tâm đến phương diện này, thế nhưng nàng cũng không phải không biết những gì đang diễn ra. Lỗ Kính Liên tiếp nhận ánh mắt của vợ, hắn cũng không muốn tiếp nhận thêm lần nữa, hắn thành thật nói, Thục Nhàn, có một số việc thường hay xảy ra, kế hoạch không thể không có thay đổi. Anh cảm thấy sự kiện này căn bản là rất tốt, thế nhưng lãnh đạo tuyến trên đã cho ra quyết định, căn bản là tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang. Đây không phải là thứ tốt sao? Bí thư Diệp bên kia, người phụ nữ trung niên có tên Thục Nhàn giống như nghĩ đến điều gì đó. Lỗ Kính Liên chợt cười nói, cũng giống như những gì em đang nghĩ, tuy Bí thư Diệp không phải là người thường, thế nhưng cần phải bảo đảm cục diện tốt đẹp ở Nam Giang. Trước khi không nắm chắc 10 phần thắng, anh ấy sẽ không bao giờ ném tất cả uy tín của mình vào sự kiện này, dù sao thì như vậy cũng không đáng. Thục Nhàn chợt gật đầu nói, anh nói rất đúng, hơn nữa Kính Bân cũng không có ưu thế gì quá mạnh. Thục Nhàn nói đến ưu thế, tất nhiên là chuyện của tỉnh Nam Giang, Lỗ Kính Liên căn bản cũng nghĩ đến điều này. Nhưng dù hắn có nghĩ thế nào cũng không thay đổi được, dù sao thì những chuyện thế này cũng cần thời gian tích lũy. Khi hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau, Tào Kha Nhi mặc một bộ váy công sở với gương mặt có vài phần nghiêm túc chợt đi đến. Nàng khẽ cười nói với hai người Lỗ Kính Liên đang tắm suối nước nóng, sớm biết cậu mợ chơi đùa vui vẻ như vậy, cháu cũng không đến làm kẻ phá bính. Lỗ Kính Liên cười ha hả với lời nói của Tào Kha Nhi, hắn cũng không lên tiếng. Thục Nhàn thì há mồm nói, Tiểu Kha Nhi, nào có người nói chuyện với trưởng bối như vậy. Bên cạnh có quần áo tắm, nếu thích thì cháu cũng xuống tắm cho vui. Hôm nay cháu cũng không có hứng thú, cậu mợ cứ tắm đi, cháu sang bên cạnh chờ. Mợ, vì muốn đi với hai người mà cháu đã xin nghỉ một ngày, chút nữa chúng ta ra ngoài dạo chơi. Tào Kha Nhi nói rồi chỉ về phía một quán bar nhỏ cách đó không xa. Vì Tào Kha Nhi đến nên hai vợ chồng Lỗ Kính Liên cũng không còn hứng thú tiếp tục tắm. Sau khi tắm rửa đơn giản, hai vợ chồng thay áo tắm đi đến bên cạnh Tào Kha Nhi. Phụ nữ và phụ nữ dễ liên hệ với nhau nhất, vì vậy chỉ sau vài câu thì Tào Kha Nhi đã cùng mợ quyết định sẽ đi dạo ở khu thương mại thành phố Đông Hồng. Sau khi thu phục mợ của mình, Tào Kha Nhi đưa mắt nhìn Lỗ Kính Liên, bàn tay trắng nõn của nàng đưa ra trước mặt Lỗ Kính Liên, cậu, cháu giúp đỡ ngài đưa mợ đi chơi, cậu phải là người trả phí dịch vụ. Được rồi, cho cháu đây. Lỗ Kính Liên lắc đầu, hắn lấy từ trong bóp của mình ra một chiếc thẻ rồi nói, tôi xem như sợ tiểu nha đầu này. Tranh thủ thời gian đưa mợ đi chơi vui vẻ, ngày mai hai chúng tôi phải về rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.